Chương 642, thống khổ vì nóng. Nhưng tiểu thư Triệu Tứ hôm nay tới tìm mình là có ý sâu xa rồi, chẳng lẽ muốn vui vẻ nên lấy mình ra đùa bỡn hay sao? Thật là quỷ dị, mình phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để cho hai cô nương này ám toán, nếu không đến lúc đó thật là mất mặt, lòng Diệp Phàm rối như mớ bòng bong nghĩ tới việc quay trở lại Sở Thiên Các trong Diệp Phủ. Việc dùng thuốc hà thủ ô tiến hành vô cùng thuận lợi, Mai Thiên Kiệt thuận lợi bình phục khí cơ, hơn nữa còn đột phá luôn đến cấp khai nguyên tam đoạn. Chẳng qua lúc Mai Diệp Thu đột phá ở trong mật thất cũng gặp chút phiền phức. Khi Mai Diệp Thu mới dùng nửa viên, lôi âm cửu long hoàn, thì khí cơ còn rất ổn định. Tuy nhiên điều quỷ dị chính là mọi thứ đều rất yên tĩnh. Tựa như nửa viên dược hoàn mà Diệp Phàm đưa cho chẳng phát sinh một chút tác dụng nào. 2 giờ trôi qua, sắp đến 10 giờ rồi. Nếu không thể giúp Mai Diệp Thu đột phá một tầng thứ thì Diệp Phàm cảm giác khó yên lòng. Dù sao hà thủ ô hình người trăm năm của người ta cũng rất hiếm có. Đó là vật tổ truyền của người ta, gọi là gia bảo cũng không quá đáng, giờ lại bị mình làm hỏng, ít nhất cũng phải giúp cô ta đột phá một tầng thứ thì mới coi là xứng đáng. Mai cô nương, đoán chừng dược lực còn chưa đủ, tuy nói khí cơ trong cơ thể cô có chút dao động nhưng không phải mãnh liệt lắm. Tôi phải tăng thuốc, nhất định sẽ rất khó chịu, cô chịu được không? Diệp Phàm có vẻ lo lắng. Chỉ sợ uống nửa viên nữa sẽ khiến khí cơ rối loạn, đến lúc đó thì ngay cả mình cũng không thể khống chế được, nếu có gì không hay xảy ra cũng rất phiền toái. Thống khổ hơn nữa tôi cũng có thể chịu được, chỉ cần có thể đột phá. Đó là giấc mộng của tôi, cho dù phát sinh chuyện gì tôi cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Mai Diệp Thu vô cùng quả quyết, tiện tay lấy ra giấy bút viết rằng tự mình nguyện ý chấp nhận tất cả rồi nói, nếu có gì xảy ra anh có thể dùng thứ này làm bằng chứng. Người của Mai gia ở Yên Kinh chúng tôi rất sáng suốt, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Được, bắt đầu đi, Diệp Phàm thầm bội phục, quyết tâm dứt khoát cho Mai Diệp Thu nuốt vào cả một viên dược hoàn, tin tưởng mình có thân thủ thất đoạn, cố sức bảo hộ thì chắc sẽ không xảy ra rối loạn quá lớn. Dù sao cảnh giới của Mai Diệp Thu còn chưa cao, mới vừa vào tam đoạn, hơn nữa, Mai Diệp Thu cố gắng theo đuổi võ thuật truyền thống cũng làm Diệp Phàm cảm động. Lúc này hắn cũng không kịp đau lòng nữa mà tự lấy ra viên lôi âm cửu long hoàn cuối cùng, quyết định giúp cô ta một lần, nếu như có thể đột phá đến đỉnh cấp tam đoạn thì càng hoàn mỹ. Chuyện quỷ dị lại xảy ra, một nửa viên dược hoàn uống vào bụng Mai Diệp Thu được mười mấy phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Quái, chẳng lẽ thuốc vào trong cơ thể cô ta lại bị mất hiệu lực? Chắc không thể nào, vì thuốc không tạo được ngay cả một tia rung động là không hợp với lẽ thường. Lúc trước uống nửa viên mà còn có thể cảm giác được vài tia khí cơ rung động, giờ uống hẳn một viên lại không có lấy một chút động tĩnh. Chẳng lẽ dược hoàn của mình mất hiệu lực rồi sao? Điều này là không thể. Thất bại, Diệp Phàm rất buồn bực, mặt như đưa đám. Tôi nóng quá, Mai Diệp Thu đột nhiên nói khẽ, thân hình bắt đầu co quắp lại. Có phản ứng rồi, phản ứng là bình thường, cô cố chịu đựng, Diệp Phàm thầm vui mừng. Vừa an ủi vừa căng hai mắt chăm chú quan sát từng cử động của Mai Diệp Thu. Qua mấy phút đồng hồ, Mai Diệp Thu tựa như nóng đến không chịu nổi, từ mặt đến cổ đỏ bừng như sắp bật máu. Sao vậy? Phản ứng quá mạnh, hỏng bét rồi, chẳng lẽ cô ta có thân thể đặc thù, vừa rồi thuốc bị áp chế ở nơi nào đó, giờ hiệu lực của một viên rưỡi dược hoàn mới hoàn toàn phát ra. Diệp Phàm chợt ớn lạnh. Vội vàng áp hai tay vào hai bàn tay của Mai Diệp Thu rồi vận chuyển dưỡng sinh thuật với tốc độ cao nhất, cố bức ra một tia nội tức di chuyển theo khí cơ của Mai Diệp Thu. Hắn cảm thấy kinh mạch của Mai Diệp Thu rất loạn, luồng khí cơ này có vẻ không phải là nhiệt hỏa dương cương mà là một loại hỏa âm hàn quỷ dị có điểm giống với hàn hỏa trong y học. Chẳng lẽ biến dị thành loại hàn hỏa độc hại, Diệp Phàm thầm chấn động mạnh, hắn chưa từng gặp tình huống này. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy thì bản thân hắn cũng chẳng biết nên xử lý như thế nào. Một tiếng xoạc, vang lên. Khi Diệp Phàm đang hồi tỉnh lại thì lập tức há hốc mồm. Mai Diệp Thu chắc là nóng đến mức không chịu được đã xé rách tung áo của mình. Vì là mùa hè nên cô ta chỉ mặc một chiếc áo ngắn, giờ ngay cả chiếc áo lót mỏng cũng bị xé rách tung nên tức thì lộ ra chiếc áo chít ôm lấy hai ngọn nhũ hoa cao vút ngạo nghễ, cái rốn mê người và phần bụng lúc ẩn lúc hiện câu hồn động phách. Tuy nhiên, lúc này hắn hoàn toàn không còn lòng dạ nào thưởng thức, vội hô lớn, đừng lộn xộn, cố gắng nhanh chóng hành khí theo lộ tuyến sư phụ cô đã dạy, khống chế không cho khí cơ chạy loạn. Tôi không chịu được, thật giống như có sóng ngầm cuộn chảy, Mai Diệp Thu toàn thân run rẩy, kêu toáng lên,
tay giật một cái đứt tung áo chíp, hai tòa nhũ hoa rung rung phơi ra trước mặt hắn, càng khiến Diệp Phàm sặc máu chính là Mai Diệp Thu lao cả người về phía hắn, thân thể dán chặt người hắn, bộ ngực cao vút đè hẳn lên ngực hắn. Đúng là khảo nghiệm người ta. Bình tĩnh lại, cố chịu đựng, hắn la lớn, cố liều chết khiến lòng bàn tay như có kỳ tích phát sinh bắn thẳng một tia nội tức cực mạnh vào kinh mạch của Mai Diệp Thu. Tia nội tức dữ dội như sóng gầm của Mai Diệp Thu cố gắng dẫn nội kình đi theo, áp chế giúp cô ta quy nạp khí về đan điền. Tuy nhiên chuyện này rất khó khăn, chỉ vừa khá hơn một chút Diệp Phàm lại cảm thấy nội kình thất đoạn của mình cũng có vẻ lực bất tòng tâm đối với loại khí cơ cuồng bạo hiếm thấy này. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm dùng tay khống chế hai tay Mai Diệp Thu, hai người ôm chặt lấy nhau. Lúc này Diệp Phàm đương nhiên không có tâm tình đi trộm hương trộm ngọc gì nữa. Đoán chừng mình không ra tay chế trụ Mai Diệp Thu, trong lúc mơ màng này, cô ta nhất định biến mình thành một con dê trần chuồng. Cho đến lúc này, dù hai người không phát sinh chuyện gì thì sau này khi Mai Diệp Thu nhớ lại, mình nhất định sẽ bị cô ta bám lấy. Hai người cứ thế dán chặt với nhau. Diệp Phàm nhất thời không biết làm thế nào. Mấy phút trôi qua, một ngày bằng một năm. Sư phụ, Diệp Thu nóng quá, ngay cả sư phụ Mai Diệp Thu cũng hô lên, hai chân đá loạn vào đùi Diệp Phàm khiến hắn đau đến kêu cha kêu mẹ, nhưng nếu dùng sức mạnh áp chế thì lại sợ làm Mai Diệp Thu bị thương. Trong lúc nguy cấp, Diệp Phàm chợt sáng ý hét lớn, đúng. Trước hết phải hỏi sư phụ của cô ta, có lẽ cô ta có thân thể đặc thù. May là trước đó Diệp Phàm đã chuẩn bị đầy đủ. Có số điện thoại của sư phụ Mai Diệp Thu. Hắn cố ôm cô gái nửa thân trần đến bên bàn gọi điện thoại. Mai Diệp Thu xuất thân từ Nga Mi, sư phụ là Trần Nguyệt Đại Sư cũng có thân thủ thất đoạn. Trần Nguyệt Đại Sư, tôi tên là Diệp Phàm, Diệp Phàm nhanh chóng kể lại việc cho Mai Diệp Thu dùng thuốc đột phá lên cấp. Đương nhiên, Diệp Phàm không tiết lộ lôi âm cửu long hoàn của mình, chỉ nói là dùng hà thủ ô trăm năm giúp cô ta đột phá. Hắn chỉ nghe tiếng Trần Nguyệt Đại Sư kinh hãi la lên trong điện thoại, ai ra? Quả thực là làm bậy. Hà thủ ô hình người trăm năm tuy có tác dụng hỗ trợ công lực nhưng cũng không phải có hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Nếu có thể tôi đã sớm cho Diệp Thu đột phá, chủ yếu là Diệp Thu có thể chất đặc thù, trước kia để trợ giúp Diệp Thu sớm đột phá lên một tầng cao hơn khi nó mới tới Nga Mi, tôi đã dùng bí thuật bồi bổ tinh huyết cho ăn một củ vương sâm núi Trường Bạch 30 năm. Bây giờ cậu đưa toàn bộ thủ ô cho nó ăn vào, đoán chừng đã tác động vào tinh huyết sâm núi chứ ở trong người trước kia, thoáng cái toàn bộ dữ dội phát ra, bây giờ phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khai thông. Tuy nhiên, có lẽ cậu còn chưa có năng lực đó, muốn khai thông ít nhất phải có thân thủ lục, thất đoạn mới được. Chuyện gấp phải tòng quyền, cậu có thể mượn một chút ngoại lực giúp đỡ tiến hành bài tiết khai thông. Tỷ như, nếu có châm cứu thuật có thể lợi dụng châm này dẫn xuất một phần nội tức hoặc là... Tôi hiện giờ đang ở nước ngoài, nhất thời không về kịp. Nếu quả thật nóng đến mức không chịu được, cậu đi kiếm một khối băng lớn, đem Diệp Thu ngâm trong khối băng nửa giờ, có lẽ đỡ hơn nhiều. Tôi sẽ lập tức trở về gấp, nếu như có thể kiên trì một ngày, không phát sinh chuyện hủy kinh lạc, căng nứt da thịt hẳn là sẽ không xảy ra việc lớn. Đương nhiên, thân thể tổn thương là tuyệt đối không tránh được, ai. Cậu phải vô cùng cẩn thận, lực bảo vệ kinh lạc không bị tổn hại nặng. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, Trần Nguyệt Đại Sư vô cùng lo lắng, Mai Diệp Thu là đồ đệ bảo bối của bà ta, nghe nói Trần Nguyệt Đại Sư cũng họ Mai, đoán chừng còn là tiền bối của Mai Diệp Thu. Trần Nguyệt Đại Sư dù sao cũng có kinh nghiệm già dặn, sau khi Mai Diệp Thu được ngâm trong khối băng đã tốt lên rất nhiều. Chẳng qua Diệp Phàm không biết làm gì, Mai Diệp Thu toàn thân nóng lên, ngâm mình trong khối băng không có cảm giác gì. Giống như một khối sắt nung đỏ bị ném vào trong nước đá, theo thời gian dần dần được làm lạnh. Còn đồng chí Diệp Phàm vốn có thân nhiệt bình thường, Mai Diệp Thu trong lúc mơ hồ giống như con bạch tuộc, hai tay ôm chặt eo hắn, hai chân bám chặt lấy mông hắn, dính chặt lên người Diệp Phàm không chịu buông ra. Hơn nữa vì phòng ngừa Mai Diệp Thu bị thương, ở trong nước đá đông lạnh nếu bổ nhào về phía trước có lẽ sẽ khiến kinh lạc, da rẻ bị hao tổn, vạn nhất bị hủy hoại dung mạo trong nước đóng băng. Cho dù Mai Diệp Thu đột phá công lực, đoán chừng cô ta cũng sẽ tìm đồng chí Diệp Phàm liều chết. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là cùng chịu khổ trong khối băng với Mai Diệp Thu. Mai Diệp Thu ngược lại cảm giác từng đợt vui sướng, đồng chí Diệp Phàm đương nhiên phải chịu đau khổ rồi. Tuy nói trong thời tiết tháng 6, nhưng cũng không có mấy người đàn ông muốn chịu đựng ngâm mình trong nước đá. Hơn nữa,
khối băng lập tức bị nhiệt độ trên người Mai Diệp Thu hòa tan. Đồng chí Diệp Phàm trong bồn tắm run rẩy rên la. Hắn vừa run cầm cập vừa tự giễu cười nói, ngoá nó. Trước kia nằm mộng đều khát vọng cùng các mỹ nữ lãng mạn tắm huyền ương, hiện tại mộng đẹp thật sự trở thành sự thật thì cũng sắp chết cóng rồi. Cái này gọi là tắm huyền ương cái rắm gì, ông mày sắp biến thành nước đá rồi. Chương 643, Triệu Tứ tìm phiền toái. Mai Diệp Thu sau 2 giờ khổ tận cam lai, như kỳ thích trong nước đá, dưới sự liều mạng toàn lực phóng ra nội thức của Diệp Phàm, liên tục đột phá 2 tầng thứ, đạt đến tầng thứ 4 của tam đoạn, cũng chính là cấp thuần hóa, thiếu chút nữa là đến đoạn thứ 4 rồi. Thực lực này đương nhiên cao hơn một cấp nhỏ so với đồng chí Tề Thiên. Tề Thiên có lẽ rất không muốn nghe thấy tin tức đáng sợ này, ngày tháng thường xuyên bị Mai Diệp Thu mượn cơ hội huấn luyện đánh thành đầu heo vốn đã một đi không trở lại, tuy nhiên bây giờ lại bị đồng chí Diệp Phàm kéo về. Tề Thiên đang ngồi trong ổ chó của mình ở Hồng Kông Phồn Hoa không khỏi hắt hơi một cái, lẩm bẩm, không phải muội muội mỹ nhân nào đó nhớ Tề Thiên đại thánh này chứ, ha ha ha. Muội muội của ta, Tề Thiên này là Hoa Trung thánh thủ, đáng tiếc, danh hiệu này hiện tại đã nhường lại cho đại ca rồi. Mai Diệp Thu khôi phục bình tĩnh, Diệp Phàm vội vàng mặc quần áo vào cho cô ta, tiếp đó dùng quạt điện thổi khô, sau khi hoàn toàn khôi phục nguyên trạng mới đứng dậy, lúc này mới giật mình ngạc nhiên thân thể mình đã thê thảm tới cực điểm. Toàn thân là một khối tím xanh, giống như bị người ta bắt đi chịu cực hình. Hắn sờ lên mặt, chạy tới trước gương ngắm nhìn, nhất thời liên tục cười khổ, thầm nói, xong rồi, ngày mai kêu mình làm sao đi gặp người khác, lần này ngay cả trên mặt cũng đông lạnh tím tái. Hình tượng như vậy ngày mai vừa về tới trường đảng, đoán chừng lập tức trở thành tin tức trang đầu, hắn vội vàng xoa bóp, thấy đỡ hơn một chút, tuy nhiên màu tím xanh thoáng cái vẫn không biến mất, không nghỉ ngơi mấy ngày đừng mơ tưởng khôi phục nguyên trạng. Diệp Phàm thở dài, nhún vai, đi ra ngoài. Bên ngoài phòng Mai Phán Nhi và Mai Công Lượng đều khẽ ngây người kinh ngạc, tuy nhiên cũng không hỏi nguyên nhân, mà lo lắng hỏi, Diệp Thu không sao chứ? Không sao, cô ấy rất may mắn. Đã tỉnh lại rồi, đợi một lát nữa nấu bát canh gừng nóng cho cô ấy uống là được, nghỉ ngơi 1-2 ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Tôi còn có việc, phải đi đây, Diệp Phàm ra vẻ trấn định, nói xong định bước đi. Chờ một chút Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, sau này có gì cần trợ giúp ngài cứ gọi điện, lần này chuyện của Thiên Kiệt và Diệp Thu đã làm ngài vất vả, Mai Phán Nhi đưa tới một tờ danh thiếp màu hồng phấn tinh xảo. Cô ta còn mang theo một tờ chi phiếu 300 vạn. Có đầy đủ cả giấy chứng minh. Hiệu suất làm việc của Mai gia đúng là rất nhanh, chứng minh rất chặt chẽ. Diệp Phàm có thể yên tâm thoải mái bỏ 300 vạn này vào túi tiền của mình, hơn nữa còn kiếm được một cây hà thủ ô hình người trăm năm. Vậy, tôi xin cảm ơn, Diệp Phàm cũng không làm kiêu, tiện tay thu hồi rời đi. Tuy nhiên ánh mắt nhìn lướt qua danh thiếp của Mai Phán Nhi, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ rằng một cô nương rất có khí chất, lại còn có địa vị không nhỏ. Trên danh thiếp in rõ Tổng Giám đốc Mai Phán Nhi của Tập đoàn Truyền thông Giang Nam. Tập đoàn Truyền thông Giang Nam, Diệp Phàm có từng nghe nói qua, ở Thủy Châu có danh khí rất lớn, nghe nói Tổng Bộ nằm ở Thủy Châu, dưới cờ có không ít công ty. Gần đây ở Hoa Hạ có ca sĩ minh tinh Sa Đại Mạn Tiểu Thư tương đối nổi tiếng nghe nói chính là người của Tập đoàn Truyền thông Giang Nam. Diệp Phàm tương đối thích bài hát, Phượng Hàm Tình, của cô ta, cho nên cũng biết về Tập đoàn Truyền thông Giang Nam. Diệp Phàm vừa rời đi, Mai Phán Nhi đã nôn nóng vọt vào phòng nhìn Mai Diệp Thu. Em vẫn khỏe chứ? Mai Phán Nhi hỏi. Chị họ, hắn đâu rồi, đi chưa? Mai Diệp Thu đỏ mặt, không trả lời Mai Phán Nhi, hỏi ngược lại. Đi rồi, xem em kìa, mặt đỏ giống như bốc hỏa, cô gái nhỏ, mới vừa rồi hắn không làm chuyện xấu với em chứ? Mai Phán Nhi cười nói ẩn ý, thở phào một hơi, quét mắt nhìn khắp người Mai Diệp Thu, giống như máy X quang. Một phút đồng hồ sau, đột nhiên kinh hãi cười nói, em gái, làm sao em không mặc áo ngực? Vừa rồi không phải em vẫn mặc sao? Mai Diệp Thu cả kinh, cúi đầu nhìn lên, nhất thời há hốc mồm, phát hiện trong áo hình như không mặc áo lót, trong lòng hoảng hốt, nhất thời hiểu ra, vội vàng che giấu nói, em quên, hình như không mặc. Phải không, ha ha, Mai Phán Nhi liếc mắt nhìn Mai Diệp Thu, nửa cười nửa không, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào góc phòng. Bởi vì nơi đó có chiếc áo ngực của Mai Diệp Thu, hơn nữa hình như nó còn bị xé rách. Cô ta thầm nghĩ, con bé này, còn muốn gạt mình, hai người mới vừa rồi không biết ở trong phòng đã làm gì.
lại còn trong bồn tắm nước đá, chẳng lẽ là, trên khuôn mặt trắng trẻo của Mai Phán Nhi cũng lặng lẽ đỏ ửng. Mai Phán Nhi và Mai Công Lượng mới vừa thối lui khỏi gian phòng, Mai Diệp Thu đã nghiến răng nghiến lợi, mắng, khốn kiếp, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì. Thật giống như, Mai Diệp Thu nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại chuyện mơ hồ phát sinh. Cô ta nhất thời không nhớ ra, vội vàng lại sờ đi sờ lại trên người, phát hiện hình như không có gì khác lạ, mới thở phào nhẹ nhõm. Áo ngực nhất định là bị hắn lột xuống, vậy mình không phải bị hắn. Ít nhất bị hắn nhìn thấy rồi, chẳng lẽ không sờ qua, đàn ông tên nào cũng giống nhau, có mèo nào chê mỡ. Hơn nữa, hắn có vẻ cũng không là một chánh nhân quân tử. Mai Diệp Thu nhất thời cảm thấy chua xót, đắng cay dâng lên trong lòng. Cô ta lại mắng nói, Lưu Manh, dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương, tôi với anh còn chưa xong đâu. Lúc này, Mai Diệp Thu trái lại quên sạch chuyện đột phá công lực, trong đầu đầy bực tức, tuy nhiên trong cơn bực tức hình như còn xen lẫn khát vọng, giống như nếu chuyện đó thật sự xảy ra, mình cũng sẽ không tức giận. Đồng chí Diệp Phàm thảm hại đi thẳng về trường đảng, nhìn ngang nhìn ngửa, đương nhiên sợ bị người khác nhìn thấy sẽ mất mặt. Nhìn đồng hồ, đã sắp không giờ rồi. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, bên trong truyền đến tiếng một cô gái, họ Diệp kia, nếu anh thật sự không đến, không, đến, tất cả hậu quả sau này một mình anh hứng chịu. Ý tứ gì vậy chứ? Muốn tôi chịu trách nhiệm, làm gì có chuyện vô lý như vậy? Diệp Phàm chấn động, trả lời, thầm nghĩ, Triệu Tứ tiểu thư hình như uống say rồi. Nói chuyện cũng không còn rõ ràng, thật là phiền phức, lúc này rồi. Còn gây chuyện gì nữa? Anh đến hay không đến, nếu không đến, hắc hắc, tôi sẽ làm mớ bòng bong bám theo anh cả đời. Đợi xem chuyện gì xảy ra, ha ha, tôi sẽ nói với nhị bá là anh mời tôi, kết quả anh lại không đến, ném tôi ở Phi Vân Các, ha ha ha, Triệu Tứ tiểu thư cười hắc hắc. Cô ta cười đến mức làm Diệp Phàm tim can phát rét, thầm nghĩ, má ơi, thật đúng là đồ nữ nhân âm hiểm. Cô uống say gây chuyện thì liên quan gì đến tôi? Tuy nhiên, nếu tối nay Triệu Tứ thật sự xảy ra chuyện đoán chừng Triệu gia sẽ ghi hận mình, thật đúng là phiền toái. Tối nay đúng là xui xẻo, mới vừa bị Mai Diệp Thu khiến cho toàn thân bầm tím, hiện tại lại xuất hiện Triệu Tứ hình như còn ác hơn. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đồng ý đi ngay, dù sao cũng phải lấy lại thể diện cho mình, muốn tôi chịu trách nhiệm, lý do này chưa đầy đủ, tôi tin người có thể uống rượu Triệu Tứ tiểu thư đều là chánh nhân quân tử, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi gọi điện cho nhị bá Triệu đại tướng quân của cô, kêu ông ấy phái mấy người lính tới bảo vệ Triệu Tứ tiểu thư của chúng ta, ha ha. Chiêu này của Diệp Phàm cũng tương đối tàn ác, Triệu Tứ vừa nghe thấy đã nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên vẫn cười khanh khách nói, vậy anh gọi đi, nhị bá biết rồi nhất định sẽ gọi anh tới, chúng ta có quan hệ gì, tôi đã nói với nhị bá, nói là, chúng ta là, ha ha ha. Lời nói mập mờ của Triệu Tứ tiểu thư thiếu chút nữa làm đồng chí Diệp Phàm rất cằm, vội vàng hô lên, dừng lại, dừng lại. Bà cô của tôi sợ cô rồi, tôi lập tức đến đây. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là lái xe chạy thẳng tới Phi Vân Các. Hắn trực tiếp xông vào phòng số 8, bên trong thật không thể tưởng tượng được, ở giữa có một chiếc bàn tròn lớn trên 100 thước vuông. Phía trên là cốc chén chất đống lộn xộn, bia ngổn ngang, khách thật ra cũng không nhiều. Chỉ có 4 người, 3 nam 1 nữ, cũng không nhận ra rút cuộc là người nào. Tuy nhiên nhìn cách ăn mặc có lẽ là hàng ngũ nhà giàu Thủy Châu, bởi vì quần áo đều là hàng hiệu nước ngoài, Diệp Phàm tuy nói chưa từng thấy, nhưng cũng có thể đoán ra một tia đầu mối. Các vị, vị này là Diệp Phàm bằng hữu của tôi, Triệu Tứ tiểu thư hình như không say, vừa thấy Diệp Phàm lập tức cười quyến rũ giới thiệu, lại chỉ vào một người đàn ông quần áo phẳng phiu giới thiệu. Vị này là Cố Đại Công Tử, vị này là Thiếu Đông Sa Quân của Tập đoàn Thiên Đình. Vị này là Tào Phi Nhi Cô Nương, vị này là Chu Nghĩa. Lai lịch của Sa Quân Tập đoàn Thiên Đình rất nổi tiếng ở Hoa Hạ. Cố Công Tử giới thiệu đầu tiên, có lẽ chính là nhà quan lại. Tào Phi Nhi thì biết rồi, Chu Nghĩa là điềm đạm nhất, đeo mắt kiếng gọng vàng, Diệp Phàm thầm nghĩ, mỉm cười chào hỏi. Chị Triệu Tỷ, đồng chí Diệp này công tác ở đâu? Cố Công Tử liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cũng không đưa tay, gật đầu chào hỏi, đầy vẻ kiêu ngạo. Phó Chủ tịch huyện Ngư Dương, tôi và Điền Trúc quen khi tới Ngư Dương, anh ấy là một cao thủ chế biến món ăn thôn quê đấy, Triệu Tứ tiểu thư cũng không biết có âm mưu gì, giới thiệu Diệp Phàm là Phó Chủ tịch huyện mà giống như đầu bếp chế biến món ăn thôn quê. Món ăn thôn quê, không tệ,
chúng ta lúc nào cũng đến Ngư Dương nếm thử, đến lúc đó Phó Chủ tịch huyện Diệp nên bộc lộ tài năng xa quân của tập đoàn Thiên Đỉnh. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Bọn họ thật sự xem mình là đầu bếp, xem ra Triệu Tứ gọi mình đến đây để làm mình mất mặt. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, cũng không tức giận, cười nói, được thôi, nếu các vị đến Ngư Dương, tôi có thể chế biến một nồi heo xúc thịt heo mẹ mùi vị đặc biệt thuần khiết. Vậy sao, Phó Chủ tịch huyện Diệp, tôi chưa từng nghe nói có món xúc thịt heo mẹ, đúng là cao nhân, lời nói của Chu Nghĩa có vẻ mơ hồ không rõ, tuy nhiên tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Thứ tự chương sai, nội dung không đổi. Chương 649, Đại chiến thiếu gia Cố. Ha ha ha, một người thô thiển sơn dã, chỉ biết làm canh heo nái già. Diệp Phàm cười khan, thong dong ứng đối. Anh Diệp, cô Triệu ở Ngư Dương có phải bị canh hầm heo nái giả của anh làm cho mê muội hay không? Bằng không, nửa đêm nửa hôm thế này sao lại luôn la hét đòi anh Diệp tới, mấy người chúng tôi ở cùng cô ấy cũng không được, ôi, đau lòng. Hơn nữa, cô Triệu còn nói là, anh Diệp vừa tới trước hết phải phạt ba ly lớn mới được. Tào Phi Nhi có vẻ tương đối nóng bỏng long lanh, hai má lúm đồng tiền trên khuôn mặt tròn tròn đặc biệt lộ rõ, một thân váy ngắn màu hồng. Bộ ngực căng đến sắp nổ tung. Diệp Phàm dường như mơ hồ cảm giác được sự run rẩy và sức sống của Nhũ Phong từ đó. Trong đầu không khỏi toát ra hai chữ bạo nhũ. Nghe cô lời vừa ra khỏi miệng, đám người Chu Nghĩa sớm đã ngầm hiểu, ba ly bia lớn sớm đã vững vàng đặt trên bàn. Căn bản không thể nói là ba ly lớn, bởi vì ba ly bia đó ngay cả Diệp Phàm cao thủ thất đẳng nhìn thấy cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Phải dùng kết để hình dung còn được. Hơn nữa một kết phỏng chừng tuyệt đối không dưới 3-4 lon, ba kết này phỏng chừng có khoảng 10 lon. Xem ra là hạ quyết tâm muốn đem hắn chuốc say, trăm phương ngàn kế. Được, vẫn là Phi Nhi nói đúng. Phó Chủ tịch huyện Diệp, cô Triệu phát lệnh rồi anh xem có phải nên thể hiện một chút hay không. Công tử Cố Liến Diệp Phàm liếc mắt một cái, rất có phong độ thân sĩ, vỗ tay ủng hộ. Tuy nhiên, sự đố kỵ tiềm ẩn trong mắt người đó lại không thể tránh khỏi mắt ưng của Diệp Phàm, người nọ thầm nói, chẳng lẽ công tử Cố này có ý đối với Triệu Tứ, không xong, phỏng chừng là xem tôi thành tình địch có phải hay không? Có khả năng, nếu thật như vậy ông cũng thật là chết oan rồi. Ha ha, tiểu tứ, tự em nói xem, có phải như vậy hay không? Diệp Phàm giật mình, giả bộ dùng cách ăn nói tương đối thân mật với Triệu Tứ để nói chuyện, thật có chút tình hình như tình nhân đang gây mâu thuẫn. Bên đây công tử Cố mịt mờ quan sát thế khí rất mạnh, phát hiện thằng nhãi đó mí mắt rõ ràng chớp động một cái. Lúc này Diệp Phàm trong lòng hoàn toàn quá mức, phỏng chừng trong lòng suy đoán tuyệt đối không sai. Tiểu tứ là ai? Công tử Cố vẻ mặt kinh ngạc, hơi hơi có chút phấn khích, đảo Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại là quay đầu xem xét Triệu Tứ. Đúng vậy, Phó Chủ tịch huyện Diệp, chúng ta đều muốn nghe anh giải thích một chút, tiểu tứ là ai? Chu Nghĩa mắt kính cũng là nhã nhặn hỏi. Cái này, ha ha, không cần nói đâu, mọi người đều là người rõ ràng phải không? Diệp Phàm cố ý làm bộ thẹn thùng, nhìn mọi người một cái. Hừ, công tử Cố hiển nhiên không vui, hừ ra tiếng. Xin lỗi Phó Chủ tịch huyện Diệp, Sa Quân tôi là người thô lỗ, cũng xin anh nói rõ. Tổng Giám đốc Sa có chút ép hỏi, khẩu khí tương đối sung. Ồ, Tổng Giám đốc Sa. Anh thân là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Đỉnh, không thể không hiểu chăng, điểm này bản thân tôi là có chút khó hiểu. Có những chuyện mọi người trong lòng hiểu rõ là được rồi, cần gì cứ phải thốt ra từ miệng, như thế thì hơi biến vị. Diệp Phàm bĩu môi, hắn chẳng quản cái gì Thiên Đỉnh không Thiên Đỉnh, so với Tập đoàn Thiên Đỉnh càng có danh tiếng hơn là Chủ tịch Tập đoàn Nam Cung nhìn thấy hắn cũng hơi có vẻ cung kính, Thiên Đỉnh có thể lớn hơn Nam Cung Hong Kong sao? Phó Chủ tịch huyện Diệp có phải sợ người nọ trách mắng không, chỉ có thể làm một người nhu nhược, ôi. Đáng thương, một người đàn ông làm đến mức này, là có chút, ha ha. Công tử Cố hiển nhiên có chút nông nỗi, đạn xa bang trong lời nói kích tới. Nói xong còn hơi lắc đầu, giống như bộ dạng vô cùng đáng tiếc. Ha ha, bọn đàn ông, có lý, công tử Cố nói rất có lý. Tiểu tứ, đến đây. Diệp Phàm đột nhiên gan to bằng trời. Hướng về phía Triệu Tứ gọi trắng ra, thằng nhãi này trong lòng thật ra cũng có chút sợ hãi, hắn đang đánh cược Triệu Tứ sẽ đi tới, phỏng chừng còn lấy rượu tạt hắn.
Diệp Phàm hành động cũng là khiến công tử Cố lòng như đao cắt, hai nam một nữ còn lại là nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa trở thành bốn khối người đá điêu khắc sống. Tiểu tứ cũng là anh có thể gọi à, đừng nói là anh, nghe nói cách gọi này là độc quyền của bác hai cô ấy. Người thô tục như vậy tôi thấy vẫn là. Tổng giám đốc Sa giống như nổi giận, kỳ thật là đang biểu diễn cho công tử Cố xem, quay đầu lại nhìn Triệu Tứ mặt không có biểu hiện, mong đợi nhìn Triệu Tứ tức giận. Ha ha ha, tiểu tứ, gọi rất hay, anh Diệp, tiểu tứ kính anh một ly, nào, chúng ta uống một ly. Triệu Tứ di chuyển bước chân, đôi mắt quyến rũ như tơ, thái độ kiêu ngạo bình thường đã gạt bỏ rồi, vừa cười, vừa cần một kết bia, tới gần đồng chí Diệp Phàm. Đương nhiên, đám người công tử Cố trong lòng lại thầm cười lạnh, biết người nọ lập tức phải gặp xui xẻo. Triệu Tứ cười rõ ràng là nụ cười biến vị, giọng nói hiểu điệu tuyệt đối là tín hiệu trêu người. Lạc quan nhất phỏng chừng chính là người nam nọ sẽ lập tức trở thành ướt sũng, nghiêm trọng một chút chính là người nam nọ sẽ gặp phải chân trà đạp của người nữ nọ. 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Triệu Tứ cười quyến rũ, ly rượu nâng rất cao, xem ra trước tiên là phải tạt ướt đầu người nam nọ. Diệp Phàm đếm từng bước chân, mắt thấy Triệu Tứ môi hơi động, khi cười quyến rũ lập tức trở thành cười tàn nhẫn thì biết cô muốn động thủ. Tay mắt lanh lẹ. Hắn dù sao cũng là cao thủ, nhẹ nhàng khoát tay liền bắt được cổ tay của Triệu Tứ, hơn nữa tùy thế kéo một cái, công phu trên chân của Triệu Tứ chắc chắn là không thể so sánh, lập tức không đứng vững, cả người rất tự nhiên liền dán vào bộ ngực của hắn. Động tác của hắn thành thạo, tự nhiên, cho ba nam một nữ còn lại cảm giác chính là Triệu Tứ giống như là tự mình dán lên đó vậy, hơn nữa dán rất tự nhiên, dán rất tình nguyện. Công tử Cố ngay tại chỗ suýt chút chua rớt cằm. Hai nam một nữ còn lại cũng biết có cảm tưởng gì. Tiểu tứ, sớm nói với em rồi, con gái không nên uống quá nhiều, hại thân mình, hơn nữa dung nhan dễ già sớm. Thật muốn uống rượu thì chúng ta lấy riêng về phòng mà uống, hai người nhìn trăng lãng mạn biết bao có phải hay không. Em một ly anh một ly, ha ha ha. Diệp Phàm một tay nửa đỡ Triệu tứ, kỳ thật là nửa kèm lại Triệu tứ, miệng thản nhiên cười, khan tiếng nói, an ủi Triệu tứ. Vậy được. Anh Diệp nếu đã muốn sắp xếp như vậy thì tiểu tứ nghe theo anh, nhưng mà, tiểu tứ có một điều kiện nhỏ, hy vọng anh Diệp đồng ý. Triệu tứ xem xét Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói. Em nói, có thể làm được nhất định làm theo. Diệp Phàm hiên ngang lẫm liệt. Bốn vị đây đều là bạn tốt của em, anh cùng với mỗi người cùng 10 ly thì được rồi, ha ha ha. Nghe rõ nha, 10 ly, tổng cộng 40 ly, một ly cuối cùng khi vào bụng. Đêm nay tiểu tứ nghe theo anh Diệp nói gì tiểu tứ đều nghe theo. Triệu tứ biểu hiện đặc biệt dịu dàng, như một con dê con nửa tựa trên lưng hắn. 40 ly. Diệp Phàm phản ứng một câu, không nói gì, khuôn mặt tuy không biến sắc, nhưng trong lòng sớm đã quảng cái ly rồi, thầm nhủ, 40 kết rượu này phỏng chừng có khoảng 130 lon bình thường. Như vậy còn được sao, cái bụng của ông lại chẳng phải thùng bia. Như thế nào, không dám đáp ứng. Công tử Cố miệng mở ra cười nói. Ôi, không dám đáp ứng thì nói sớm, cần gì phải chống cự, thật chống vỡ bụng thì không đáng. Người ta nói mỹ nữ yêu anh hùng, tuyệt đối sẽ không yêu tài trí bình thường có phải hay không cô Triệu. Tào Phi Nhi vẹo ngắm Diệp Phàm liếc mắt một cái, có vẻ đắc ý đường hoàng. Cô Tào, có người bẩm sinh chính là mạng chó, ha ha. Tổng giám đốc Sa càng nói trắng ra, đem tài trí bình thường biến thành chó. Hơn nữa, còn là một con chó mặt cọp. Chu Nghĩa lại chen vào một câu, đem đồng chí Diệp Phàm định nghĩa thành một con chó mặt cọp. Triệu Tứ đắc ý, như cười như không chừng mắt nhìn Diệp Phàm, giống như ẩn tình yên lặng, trên thực tế đang chờ xem trò cười của Diệp đại ca. Ồ, xem ra các vị đều là nhà giám định anh hùng, tôi không uống số rượu này hôm nay cũng thật trở thành chó mặt cọp rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười, đảo nhìn ba nam một nữ một cái, bình tĩnh lại nói. Vậy đi, bản thân tôi uống hết 40 kết này chính là anh hùng, nhưng ngược lại, tôi lại không dám uống. Nói xong với bộ dạng trêu chọc nhìn ba nam một nữ một cái. Điều này thì tôi lại muốn nghe xem anh Diệp giải thích một chút, tại sao? Triệu Tứ cười hỏi. Rất đơn giản, người uống xong 40 ly là anh hùng, vậy các vị mỗi người chỉ uống 10 kết, vậy chẳng phải nói tôi dế nhũi đến từ nông thôn là anh hùng, mà các vị chưa uống tới 40 ly. Vậy trở thành cái gì đó rồi, ha ha ha. Diệp Phàm khan tiếng cười.
Ha ha ha, chúng tôi không làm được anh hùng, chỉ có thể là người tục. Công tử Cố không hề tức giận, cười nói. Nếu cô chịu cho tôi cơ hội tôi tình nguyện say chết trên bàn. Anh Diệp, anh thật không nhận phần tình cảm này của tiểu muội sao? Triệu Tứ lại bắt đầu triển mi cười. Uống rồi. Diệp Phàm hai lời chưa nói, cầm lấy 40 két bia mà nhân viên phục vụ đã sớm sắp sẵn, từ công tử Cố bắt đầu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Trong phòng truyền đến từng đợt âm thanh cụng ly. Công tử Cố liều mạng cùng Diệp Phàm uống vào 10 két, tương đương bình thường uống khoảng 14 chai bia dạng chai thủy tinh. Thằng nhãi này phỏng chừng là không được rồi, ngay cả đứng cũng đứng không vững, sau khi một ly cuối cùng vào bụng, tay trống trên bàn không đứng lên được nữa. Sa Quân trong lòng cả kinh, bất đắc dĩ mà cầm lấy ly rượu, theo Diệp Phàm đại chiến bắt đầu, lại là 10 két, tổng giám đốc Sa tuy nói rượu chiến thương trường kinh doanh, cái bụng cũng là luyện tới gần giống cái chỗ chứa rượu, nhưng dù sao là 14 chai bia cùng vào bụng, nói thế nào cũng chịu không nổi, vội lao vào nhà vệ sinh, phỏng chừng đã phun ra hết. Nhìn bộ dạng Diệp Phàm bình tĩnh, Chu Nghĩa mắt kính rút một hơi lạnh, thầm kêu khổ, y cũng là tử lượng tệ nhất ở đây, theo lý thường mà nói Diệp Phàm hẳn là ở trước mặt cùng công tử Cố và tổng giám đốc Sa đấu rượu thì vinh quang ngã xuống. Nhưng mà ngoài dự đoán, giống như người họ Diệp đó là rượu tiên chuyển thế, còn bình tĩnh cười, nâng một két bia dơ lên, nói. Thiếu gia Chu, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu. Chu Nghĩa kiên trì. 10 két rượu này uống đã rất lâu, thời gian dài đạt tới nửa tiếng, trong đó Chu Nghĩa đã đi hết 3 chuyến vệ sinh, cầm theo ly rượu đứng nghiêm mấy phút, rồi cũng nằm gục xuống. Diệp Phàm thằng nhãi này cũng là bình tĩnh đứng ở đó, một tay còn nửa đỡ lấy Triệu Tứ, không nhanh không chậm, bộ dạng hồn nhiên không để ý. Vị này là cô Tào Phi Nhi Trăng, tới phiên cô. Vậy đi, phụ nữ tôi sẽ chiếu cố chút, cô uống 6 két là được. Diệp Phàm còn thản nhiên cười. Lộ vẻ phong độ thân sĩ. Tôi, Tào Phi Nhi trợn tròn mắt, không thể tưởng được Diệp Phàm không ngờ chiến 3 trận trở lại, thật tới phiên cô cũng là một chút chuẩn bị cũng không có. Bởi vì theo con đường đã thiết kế sẵn mà nói, 30 ly đầu tuyệt đối là ngã xuống rồi, nói thế nào cũng sẽ không tới lượt nữ tướng Tào Phi Nhi lên rượu trường, nhưng mà đêm nay là ngoài ý muốn. Phi Nhi, uống. Triệu Tứ đột nhiên hô nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 650, gia đình quân nhân họ Triệu. Chị Triệu, tôi. Tào Phi Nhi nhìn trên bàn có đến 10 chén rượu, miếng mấp máy không thể nhấc nổi tay. Để tôi uống thay cậu 5 chén. Triệu Tứ nóng nảy nhấc chén lên uống. Được, chúng ta cùng nhau uống. Diệp Phàm gật đầu đưa mắt nhìn 3 người còn lại, tiếp tục uống. Sau khi đi vệ sinh về thấy mấy cô đang nằm úp trên bàn. Ôi, còn phải để ông này đưa các cô về nhà nữa sao, xui xẻo quá. Hắn cũng lảo đảo, vừa đi đến vừa nói, mấy chén rượu vừa uống bị hắn lợi dụng lúc đi vào nhà vệ sinh nôn ra sạch, tuy nhiên lượng rượu trong người vẫn còn tương đối. Anh Diệp, tôi chưa say, hai chúng ta, không gọi cả Phi Phi nữa, 3 chúng ta tiếp tục uống. Bọn họ không cần phải xen vào, có lái xe bên ngoài chờ rồi, anh có tiếp tục không? Triệu Tứ đột nhiên kéo tay Diệp Phàm nói to, một bên lại kéo Tào Phi Phi. Uống, uống tiếp. Diệp Phàm đáp, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán rồi về. Bên trái là Triệu Tứ, bên phải nắm tay Tào Phi Phi đi ra ngoài. Tuy nhiên vừa đi vài bước đã ngã ra đất, 3 người cũng lăn ra đất. Sau đó mơ mơ màng màng, thấy như có người giúp, không biết gì hết. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng Diệp Phàm thấy đau đầu khủng khiếp, cuối cùng tỉnh lại. Nhìn quanh, lập tức giật mình. Trên người đang bị 4 chân trắng nõn đè lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, không nhìn rõ. 4 chân cũng xoay một hướng, tuy cũng được che một nửa, bởi vì có chiếc váy ngắn, nhưng một phần mông lớn đã lộ ra trước mắt Diệp Phàm. Quay bên trái thấy tay mình đau là Triệu Tứ, bên phải thấy người đang đè lên ngực mình là Tào Phi Phi. Hai cặp núi đôi rất lớn. Điều này thì đàn ông sẽ không sợ, nhưng hơi bị áp lực tâm lý. Vội vàng không nghĩ đến nữa, đưa tay sờ soạng một chút. Hắn thầm nghĩ tối qua mình không làm cái gì làm bại hoại thuần phong mỹ tục chứ. Tối hôm qua mình bất tỉnh nhân sự, chắc chắc không làm gì hai cô gái này. Thấy các cô mặc áo khoác mỏng xem ra là do nhân viên phục vụ cởi giúp, đồ đạc bên trong vẫn còn, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn sẽ bị cởi hết ra. Hắn vội vàng quay đầu,
nhìn xuống dưới sàn tìm, rốt cuộc cũng lẩm bẩm nói. Hẳn là không có chuyện gì xảy ra, sàn nhà sạch sẽ như vậy, không hề lưu lại một chút dấu vết gì. Hay là nhanh chóng trốn đi, nếu cứ như vậy hai cô mà tỉnh dậy thì nguy to. Không có bằng chứng, đến lúc đó mình có nói cái gì thì họ cũng không tin, mình đã dính vào thì phải chịu trách nhiệm, cũng là quá nhỏ. Hắn nghĩ thế, bắt đầu động đậy chân tay, cũng cố không nhìn cặp đùi thon dài, hai cặp núi đôi kia, lại càng không dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lúc này không có tâm tư nào thưởng thức cả. Triệu Tứ thì Diệp Phàm biết, Tào Phi Phi nếu quan hệ tốt với Triệu Tứ như vậy thì cũng giống thế, xem ra gia đình cũng không kém gì. Hai người này, một trái một phải, thật là hai tổ ong bò vẽ đang vây quanh mình, vừa động một chút, chắc chắn sẽ đốt mình đầy thương tích, có thể còn tan xương nát thịt. Ôi, đàn ông ai cũng muốn trái ôm phải ấp, chỉ có mình đây là không dám, chó chết. Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng chuồn xuống giường, không muốn hai người kia phát hiện, đưa mắt nhìn một cái, hai thân hình kia đều dồn về phía trước, cuối cùng cố gắng lắm mới lấy lại lý trí, giơ tay. Chẳng qua là giơ tay khẽ vuốt vài cái lên đùi, cảm giác thật thích, rất mềm mại. Trái tim người đàn ông như bị dao cắt, nhịn đau mở cửa đi ra. Đương nhiên là sợ hai cô gái tỉnh dậy sẽ tính sổ. Cho nên, vội vàng gọi điện cho Lan Điền Trúc, dĩ nhiên bảo cô đến đây để giải quyết mọi việc. Đồng thời cũng giải thích với nhân viên phục vụ, để họ nói dối, một phòng thành hai phòng. Trở về trường đảng vừa kịp giờ đi học, may mắn kịp thi. Buổi sáng tiết 3 là tiết của giáo viên chủ nhiệm Lâm Đức Chỉ phó hiệu trưởng, là thầy giáo Lâm không dạy nội dung học mà với vẻ mặt nghiêm túc, cùng các học sinh nói đến vấn đề nhân phẩm. Từ cán bộ liêm khiết đến hành vi thường ngày của các cán bộ, nói rông dài gần nửa giờ, lấy cán bộ bị đi tù làm ví dụ, Diệp Phàm cảm giác không được tự nhiên, thấy như ánh mắt của Lâm Đức Chỉ đang nhìn mình. Tan học cứ nghĩ thầy giáo Lâm sẽ tìm mình nói chuyện, xem ra trạng vạng ngày hôm qua chuyện Mai Diệp Thu cùng với Triệu Tứ cãi nhau vẫn còn làm ông ta chú ý. Còn tưởng rằng hắn muốn có mối tình tay ba, chân đạp mấy chiếc thuyền. Tuy nhiên, Lâm Đức chỉ có liếc mắt một cái, mang sách giáo khoa đi. Cái nhìn đây ẩn ý, tuy rằng không nói gì, nhưng Diệp Phàm cảm thấy chống ngực đập thình thịch, đây chính là trách hành vi của chính mình. Cả ngày Diệp Phàm thấy không yên tâm, cũng vì giáo sư Lâm Đức Chỉ, còn cũng là lo lắng Triệu Tứ sẽ gọi điện đến. Lạ là mãi đến buổi tối cũng không nhận được điện thoại của Triệu Tứ, trong lòng thở ra nhẹ nhàng, biết chuyện tối hôm qua xem ra cô không hiểu gì. Tuy nhiên, ở khu quân nhân cao cấp Lam Nguyệt ở Thủy Châu, tướng quân Triệu Quát không có vẻ gì vội vàng. Hơn nữa rất nhàn tản, như cười như không, hoàn toàn không có một dáng vẻ của một trung tướng. Nhìn chằm chằm vào cháu gái Triệu Tứ của mình, thật ra tên là Triệu Giai Trinh cười nói. Triệu Tứ, tối hôm qua cả đêm cháu không về nhà, có phải chơi ở nhà Điền Trúc không? Vâng, vâng. Triệu Giai Trinh nói nhỏ, đương nhiên không dám nói chuyện uống rượu cùng đám người Cố công tử tên thật là Cố Thiên Lượng. Ha ha, ha ha. Tướng quân Triệu đột nhiên cười một cách kỳ lạ, cười đến nỗi Triệu Tứ cảm thấy sợ. Cô nhăn nhó nói. Bác hai, sao lại cười thế? Bác sao thế, chiều nay cháu sẽ về Bắc Kinh, nửa năm sau cũng không gặp bác hai, ôi. Quay về Bắc Kinh, tốt, về sớm một chút cũng tốt, để ông nội khỏi dục, phiền lắm. Tuy nhiên, tối hôm qua hình như Điền Trúc tăng ca, ha ha. Triệu Quát vẻ mặt hiền lành, nói vu vơ một câu. Mặt Triệu Tứ lập tức đỏ bừng. Cô há mồm định giải thích một chút. Cháu. Triệu Tứ mãi không nói nên lời nào. Cậu ấm nhà họ Cố có tình ý với cháu à? Triệu Quát đột nhiên hỏi, lập tức làm Triệu Giai Trinh nhảy dựng lên, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Triệu Quát, vẻ không hài lòng cào nhau. Bác hai, bác theo dõi cháu, hừ. Bác nào dám? Triệu Quát lắc đầu âu yếm vuốt tóc cháu gái. Nhưng bác không phải là Gia Cát Lượng, có thể biết mọi chuyện. Bác hai, bác nói dối cháu, khi cháu về Bắc Kinh nhất định sẽ nói với ông nội. Triệu Tứ nũng nịu nói. Ông nội của Triệu Tứ Triệu Bảo Cương, hiện nay đã 70 mấy tuổi, là phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc, tuy nhiên chỉ còn giữ chức 2 năm là sẽ về nghỉ. Ba của Triệu Tứ có 3 anh em, bác cả Triệu Sương Sơn, đang là bí thư tỉnh ủy Chiết Ninh, vừa mới nhận chức. Bác hai Triệu Quát, là tư lệnh của căn cứ Lam Nguyệt ở Thủy Châu. Quân hàm trung tướng. Bố cô, Triệu Phóng Hào mới hơn 40 tuổi, đã làm phó tư lệnh hạm đội Đông Hải, quân hàm thiếu tướng. Còn người thứ tư là con gái,
Triệu Hạnh Mai. Thật ra nhà họ Triệu gần đây cũng có xu thế suy yếu, nếu ông nội Triệu Bảo Cương lui ra phía sau, trong quân đội sẽ là do Triệu Quát chống đỡ. Muốn vào ủy viên quân ủy có chút khó khăn, ủy viên quân ủy bình thường đều là tư lệnh các quân khu, hoặc là người phụ trách bốn tổng bộ. Triệu Quát tuy là tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu, cũng chưa đủ tư cách vào danh sách ủy viên quân ủy. Đương nhiên, nhà họ Triệu cũng có nâng đỡ một số người, nhưng sau này khi Triệu Bảo Cương về hưu, vị trí phó chủ tịch quân ủy, vị trí ủy viên trở lên vẫn phải có. Việc này, đối với nhà họ Triệu thế lực suy yếu đã rõ ràng. Cho nên, nhà họ Triệu gần đây nhất cũng cảm thấy nguy hiểm, cho đến nay, đều muốn tìm một người để liên minh, đảm bảo trong vài thập niên tới nhà họ Triệu trong quân đội Trung Quốc còn duy trì mấy vị trí quan trọng. Tuy nhiên, việc này nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó, khắp nơi lợi ích đã gắn lại với nhau, khắp nơi đều không muốn ăn nhiều thiệt lắm. Cho nên, cho tới nay, nhà họ Triệu đều khó có thể tìm được một đồng minh xứng đáng, bàn bạc thì nhiều, nhưng chưa đưa ra được điều gì. Còn có một nguyên nhân nữa, nhà họ Triệu khó có thể tìm một đồng minh tốt, đó là bởi vì nhà họ Triệu có thế rất lớn, người kết đồng minh kia chắc chắn sẽ bị nhà họ Triệu che mất. Vì nhà họ Triệu phụ thuộc vào địa vị nên tất cả đều vừa muốn cùng nhà họ Triệu kết giao vừa băn khoăn suy nghĩ về quân đội hoặc gia đình. Lo lắng cũng là điều bình thường, nếu không cẩn thận thì cả gia đình sẽ bị nhà họ Triệu nuốt chửng. Cùng nhà họ Triệu kết đồng minh, nói trắng ra là, hồ ly cùng với hổ kinh doanh, trừ phi là có thể là một dòng họ ngang ngửa, thì mới được. Đây là khó khăn, dòng họ ngang hàng nhà họ Triệu đều là trong quan trường hoặc quân đội cấp cao. Người ta còn muốn làm bá chủ, hai nhà mạnh cùng một chỗ, sẽ có nhà bị thương. Cho nên, nhà họ Triệu muốn tìm người kết đồng minh, là rất khó khăn. Đương nhiên, bình thường vì lợi ích thì vẫn phải có bạn bè. Chỉ có điều là tạm thời thôi, vì thường thường, mỗi sự kiện hoặc trung ương thay đổi nhân sự mới có người. Sau đó thì thôi, nói với ông nội, tốt, bác muốn cháu đi nói với ông nội một chút, ha ha. Triệu Quát cười lạ lùng. Làm Triệu Tứ có chút lo sợ, nhìn Triệu Quát, hỏi nhỏ. Bác cười cái gì, bác hai, khó hiểu quả. Ha ha, tối hôm qua ông nội đã hỏi cháu. Triệu Quát tung ra một quả pháo, lập tức làm Triệu Tứ luống cuống. Triệu Tứ ở nhà không sợ ai, tuy nhiên người duy nhất làm cô sợ là ông nội Triệu Bảo Cương, hai là bí thư tỉnh ủy Chiết Ninh đương nhiệm bác cả Triệu Sương Sơn. Chương 651, Trung tướng muốn làm mối. Đương nhiên, Triệu Tứ sợ nhất chính là ông nội Triệu Bảo Cương. Cho nên, sợ tới mức cô phải hỏi. Bác hai, ông nội hỏi cháu có việc gì? Cháu không làm gì ở Thủy Châu, thật đấy. Lúc này Triệu Tứ giống như một cô gái ngoan ngoãn, rất hiền thục ngồi ở sofa. Thật, thật mà phải gọi đến thằng danh của nhà họ Cố kia, hay là cậu ấm của tập đoàn Thiên Đình, ồ, còn cả cô bé của nhà họ Tào nữa, mấy người ăn chơi trác táng. Triệu Quát đột nhiên nghiêm túc. Bác hai, bác cử người theo dõi cháu phải không? Cháu chỉ mời bạn bè uống rượu thôi, có làm gì đâu, bác hai nói khó nghe quá. Triệu Tứ tức giận, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Triệu Quát một cái. Nghe bị người theo dõi trong lòng đương nhiên rất tức giận, huống chi là cao ngạo như tiểu thư Triệu Giai Trinh. Còn dám hung hăng à, cháu to gan nhỉ, vài ngày không gặp đã cứng rắn hẳn lên, dám nổi nóng với bác hai đúng không? Muốn bác cử người đưa cháu đến chỗ bố cháu ở Đông Hải không? Để ông ấy cho cháu ra đảo nếm mùi, hừ. Triệu Quát khoác mắt, đưa ra một tuyên bố dọa người. Xin lỗi bác, cháu, tại cháu có chút bực tức, cháu đã 25 tuổi rồi không phải còn nhỏ. Trong nhà hay trong công ty cháu quản lý cũng rất tốt. Năm trước kinh doanh lãi hơn 20 triệu. Triệu Tứ rõ ràng lo lắng, nói nhỏ giải thích, chuyển sang chuyện kinh doanh. Muốn hướng sự chú ý của bác hai sang việc khác. Đừng nói sang chuyện khác, năm trước đúng là cháu làm việc trong công ty không tồi, điều này ông đã khen ngợi cháu. Thằng nhóc họ Cố có tình ý với cháu bác cũng biết, tuy nhiên, Tiểu Tứ, nếu thực sự không có tình ý, cháu không thể đùa giỡn với người khác được. Tình cảm không phải đồ vật này nọ, không thể nói đùa, phải thật lòng mới được. Nếu thực sự có tình ý thì nhà họ Cố cũng tốt, trước kia muốn cùng Tề Thiên của nhà họ Tề. Nhưng tiếc là thằng nhóc đó sai lầm, không ngờ dám tự hại mình. Hừ, mình là tiểu thư của nhà họ Triệu, là người đẹp, ai cũng có thể bắt nạt sao, Tiểu Tứ, cháu chờ xem, thằng nhóc Tề Thiên kia bác sẽ tìm một cơ hội tốt để trừng trị nó không là gì cả.
Triệu Quát nói, chính mình bị cuốn vào câu chuyện, lại nói về Tề Thiên. Tuy nhiên ông lại mỉm cười, nói. Tuy nhiên, xem ra cháu cũng không hài lòng với thằng nhóc nhà họ Tề đó. Đừng cho là bác không hiểu, ngày đó Tề Thiên muốn tự làm hại mình không có ai ở bên, chính cháu đã làm gì, đừng tưởng bác hai này hồ đồ, hừ. Bác hai, cháu biết cháu sai rồi, nhà họ Tề hay Tề Thiên đều không cần phải nói, không có nghĩa gì, một thằng nhóc thối tha, tự chơi tự hại mình, rất mất phong cách. Lúc đó ban đầu cũng chuẩn bị làm cậu ta nhục nhã một phen, ai ngờ hắn không tới. Về Cố Thiên Lượng, chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi, đến giờ cháu với cậu ta không có gì cả, thật đấy. Cố Thiên Lượng tất nhiên là ưu tú, tuy nhiên không phải là ứng cử viên của Triệu Tứ. Triệu Tứ lắc đầu, bình tĩnh lại nói. Thằng nhóc họ Cố kia còn không được, Tiểu Tứ, cháu nói cho bác nghe, cuối cùng cháu quan tâm đến thằng nhóc nhà nào. Bác hai cũng phải chuẩn bị tốt một chút, ha ha. Tướng quân Triệu Quát lập tức không còn nghiêm túc nữa, ra vẻ người lớn, cười cười giống tượng Phật Di Lặc. Cháu cũng không còn trẻ, đã 25 tuổi rồi, một năm nữa là 26 tuổi, cũng nên kết hôn thôi. Bác hai cũng muốn bế cháu trai rồi, ha ha. Triệu Quát cao hứng cười ha hả. Bác hai, bác nhìn bác kìa, cháu còn nhỏ, phải chơi vài năm nữa không việc gì, hiện tại thanh niên 30 tuổi mới kết hôn, cháu chưa đến 25 thật ra mới 24 thôi. Tuy nhiên, Tiểu Tứ hy vọng bác hai lần sau đừng cử người theo dõi cháu nữa, cháu là người lớn rồi, sẽ không làm việc sằng bậy, điều này bác nên tin tưởng cháu. Nếu nói cháu đi chơi cùng bạn bè sẽ làm cái gì đó, thì không có khả năng này, Tiểu Tứ là ai, thiên hạ có mấy người đàn ông có thể làm Tiểu Tứ thiệt được. Nói thật, mọi người là bạn bè, đều biết Tiểu Tứ là tiểu thư của nhà họ Triệu, Tiểu Tứ còn bị người khác bắt nạt sao? Nói đến đây, Tiểu Tứ lại vênh mặt lên, nói về nhà họ Triệu làm Triệu Quát cũng thấy dễ chịu. Ông cười híp mắt, thật ra không phải bác hai theo dõi cháu, mà là ý của ông nội. À, ông nội, sao lại thế được? Tiểu Tứ kinh ngạc, thiếu chút nữa đông cứng lại, miệng há hốc, vẻ không tin được. Xem, bác biết cháu không tin, ông cụ nói. Tiểu Tứ là của quý của nhà họ Triệu chúng ta, nghe nói gần đây thành phố Thủy Châu an ninh không được tốt, còn phải xem, nếu Tiểu Tứ bị sao ở địa bàn của con sẽ bị ta đuổi ra khỏi nhà. Triệu Quát giả giọng của ông cụ, đùa cho Tiểu Tứ cười khanh khách không ngừng. Thấy chưa, nếu cháu bị ai bắt nạt, bác hai của cháu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cho nên, bác vì không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, mời hai cao thủ của báo săn đi theo cháu. Tuy nhiên cháu yên tâm. Hai cao thủ này đều là nữ, không trở ngại gì đối với cháu. Triệu Quát cười. Cảm ơn bác hai, Tiểu Tứ làm bác phải lo lắng. Tuy nhiên bác hai, Tiểu Tứ cố ý đưa công ty từ Bắc Kinh đến Nam Phúc này để phát triển, bác xem thế nào. Tiểu Tứ ánh mắt thay đổi, kéo áo Triệu Quát, cười nói. Đương nhiên, Tiểu Tứ có ý để Triệu Bá làm thuyết khách cho mình. Đến Thủy Châu, nhưng không được tốt, Tiểu Tứ, bác hai cháu giờ ở Vịnh Lam Nguyệt. Đây cũng là địa bàn của bác, cháu đến cũng không sao. Tuy nhiên, gần đây ông cụ nói, xem ra còn lâu mới thay đổi, bác hai khả năng sẽ thay đổi, không thể ở đây lâu. Cho nên, nếu bác đi rồi, cháu ở Thủy Châu nếu có người bắt nạt thì sao, cho nên, người trong nhà sẽ rất lo lắng. Triệu Quát vẻ mặt đầy yêu thương nói. Sẽ không sao đâu bác hai, sợ cái gì chứ? Hiện nay là xã hội có pháp luật, vả lại. Anh họ Triệu Côn đang làm sư trưởng ở sư đoàn dã chiến số 1 Mặc Hương đó thôi. Từ Mặc Hương đến Thủy Châu chỉ mấy tiếng đi xe, nếu sau này có đường cao tốc thì một cuộc điện thoại, anh ấy có thể đến Thủy Châu ngay, có gì phải lo lắng đâu. Tiểu Tứ đắc ý nói. Việc này, để bác tính, cháu tự nói với ông nội đi, chỉ cần ông không phản đối, bác hai sẽ ủng hộ cháu cả hai tay. Tiểu Tứ, bác hai đặc biệt quý cháu. Triệu Quát cuối cùng gật đầu. Vâng. Cảm ơn bác. Tiểu Tứ cười, tuy nhiên lại hỏi. Bác hai, bác sẽ đi đâu? Nghìn lần đừng đến biên giới Tây Tạng, xa quá. Tiểu Tứ sau này muốn đến thăm bác hai cũng khó. Hơn nữa, Tây Tạng lại lạnh, Tiểu Tứ không thích, hay là đến phía Nam thì tốt, sơn thủy hữu tình, ấm áp hơn Bắc Kinh. Cái này không có quyết định, bác hai không thể nói, có lẽ quay về Bắc Kinh. Tiểu Tứ, cháu đừng nói lung tung. Triệu Quát dặn dò. Nghĩ đến việc gì đó, quay đầu lại hỏi. Tiểu Tứ, lúc cháu từ Ngư Dương đến đây, thằng Danh Diệp thế nào? Thằng Danh Diệp,
thằng danh Diệp nào nhỉ? Tiểu Tứ hơi giật mình, thầm nghĩ không ổn, xem ra chuyện tối qua bác hai đã biết rồi, bởi vì có hai nữ vệ sĩ, bác hai có bốn mắt thì có gì là không biết chứ? Tuy nhiên, Triệu Giai Trinh giả vờ không hiểu, định nói dối. Còn nói dối bác, trước cửa trường đảng sao lại nói thế? Thật ra bác nghe thấy cháu cùng cô gái nhà họ Mai cãi nhau. Còn không biết xấu hổ, những cái đó đều nói ra. Triệu Quát như cười, nhìn chằm chằm vào Tiếu Tứ. Cái này, bác hai, bác đừng nói bậy. Tiếu Tứ đỏ mặt, cổ cũng đỏ hết. Muốn bác nói ra sao? Vệ sĩ của báo săn cũng không phải là ngồi không, người ta đã nghe rất rõ ràng. Triệu Quát nói tiếp. Thật ra không có gì, chính là cô bé họ Mai kia làm cháu giận, nên cãi nhau vài câu. Tiếu Tứ thản nhiên muốn làm việc này đơn giản đi. Còn nữa, chuyện thanh niên bọn cháu bác mặc kệ, tranh cãi thì tranh cãi, tuy nhiên cô bé Tiếu Tứ của bác cũng không dễ bắt nạt đúng không? Chẳng lẽ không cãi được cô bé họ Mai kia, không thể để người khác xem thường chúng ta? Triệu Quát đột nhiên cao hứng. Làm Tiếu Tứ không hiểu ra sao cả, nhìn miệng bác hai giống như đang tranh cãi cùng Mai Diệp Thu vậy. Vì tranh ai? Chẳng lẽ bác hai ám chỉ mình tranh giành Diệp Phàm với cô bé họ Mai kia sao? Mắc cỡ quá, chỉ là một cậu nhóc ở một thị trấn nghèo có gì mà tranh, Tiếu Tứ đây không thèm để mắt đến. Cô lườm bác hai một cái. Một thằng danh nghèo, một quan nhỏ, có gì mà tranh? Ha ha, không có gì tranh. Tuy nhiên, tối qua giống như cậu nhóc Diệp Phàm đó uống rượu với cháu. Triệu Quát đưa ra một chủ đề khác. Dạ. Là cháu muốn cho hắn không chịu nổi. Tiếu Tứ vội vàng trả lời. Đẩy ngã cậu nhóc đó. Triệu Quát không bỏ qua. Vâng, bị chúng cháu chuốc cho mấy chục bình, xem ra không thể chịu được, cười khanh khách. Tiếu Tứ mỉm cười. Ha ha. Triệu Quát cười gượng, nói. Tuy nhiên hai nữ vệ sĩ nói sau đó cháu cùng cô bé họ Tào đưa hắn vào phòng. Là hắn đưa vào phòng, hắn. Tiếu Tứ áy náy vừa hở ra. Mặt ửng đỏ, thầm nghĩ hắn đưa hai đứa mình vào phòng, chúng mình đều không biết gì, mà hắn cũng không khác gì, ba người đều say, không thể làm gì được. Tuy nhiên, buổi sáng hình như không phát hiện cái gì bất thường, nếu làm gì đã có dấu vết, chẳng lẽ hắn đã xóa? Không, thân thể mình chẳng lẽ mình không cảm thấy được. Tiêu Tứ cắn môi, có chút hoảng hốt, đầu cúi xuống, không dám nhìn bác hai. Hắn cũng không đi ra. Hình như đến mãi buổi sáng các cháu mới từ phòng đi ra, Tiếu Tứ, cháu có sao không chứ? Triệu Quát thản nhiên hỏi. Không, không có việc gì, mọi người đều say, đều ngủ không biết gì, còn có thể có chuyện gì. Tiếu Tứ vội vàng nói cũng không dám nhìn bác hai nữa. Chương 652, trưởng phòng Tào có lời mời. Ha ha, không có việc gì là tốt rồi, tuy nhiên, ha ha cậu nhóc họ Diệp này cũng không tồi, một người trẻ đầy năng lực. Bác hai thật sự hy vọng sẽ xảy ra việc gì. Triệu Quát đột nhiên nói một câu làm Triệu Tứ trố mắt nhìn ông không nói nên lời. Tiếu Tứ xấu hổ đến đỏ hết mặt, không thể bỏ qua, mắng bác hai không đứng đắn, thừa cơ đấm bác mấy cái rồi vội vàng trốn đi. Nhìn bóng dáng bối rối của cô bé, Triệu Quát ở phía sau lẩm bẩm. Tiểu Tứ, bác hai rất tỉnh táo, cũng không phải thần kinh có vấn đề, càng không phải là lão già không đứng đắn. Ôi! Nếu cháu có thể đi theo cậu nhóc đó, là cháu có phúc rồi. Người ta là phó soái của tổ nòng cốt số 8, 19 tuổi đã là thượng tá, trong lịch sử chỉ có thời kỳ chiến tranh mới có kỳ tích này. Hiện nay hòa bình, 19 tuổi đã là thượng tá, chỉ có thể là do chó má đề bạt. Chính như nhà họ Triệu chúng ta, sĩ quan cấp tá thì có, nhưng 19 tuổi đã là thiếu tá thì không thể tìm ra, đừng nói là thượng tá. Người này sau này trưởng thành. Lăn lộn trong quân ngũ, chắc chắn sẽ là tai to mặt lớn trong quân ngũ. Nếu lăn lộn trên quan trường, tin rằng cậu nhóc đó cũng sẽ lên chức to, mà không chỉ có vậy. Người này có thể là rồng, có thể dương oai, nếu là giun thì chỉ có thể nhát chết. Tiểu Tứ, cháu nên nắm cho chắc. Việc này bác hai không thể nói rõ với cháu được, bởi vì cậu nhóc này có chức phó soái trong tổ đặc nhiệm A, còn át chủ bài đặc công. Cả với ông nội, bác cũng không thể nói, đây là kỷ luật. Mới gần đây, ôi, nhà họ Triệu chúng ta muốn tiếp tục duy trì phồn thịnh không có thay đổi thì không thể được. Tuy nhiên, Tiếu Tứ trên đường về nhà cũng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hỏi. Quái, sao bác hai dường như ủng hộ cái đồ lưu manh kia nhỉ, rốt cuộc là như thế nào?
Không phải là đồ lưu manh kia nhờ đoàn trưởng Thiết nói giúp chứ, chẳng lẽ bác hai muốn mình và Diệp Phàm làm bạn bè? Chắc là không, nhà họ Diệp không phải gia đình gia thế, chỉ là dòng họ nhỏ, bác hai sao có thể coi trọng hắn ta được, thật sự là lạ quá. Tuy nhiên, anh chàng họ Diệp, tối qua tôi chắc chắn đã bị anh nhìn thấy hết, nói chính xác thì không biết anh đã thấy những chỗ nào, đồ lưu manh, không được, việc này không thể để yên được, anh chờ xem. Tiếu Tứ đỏ hết mặt, trong lòng phức tạp. Chớp mắt đã qua một tuần. Trong khoảng thời gian này cũng bình tĩnh lại, không xảy ra chuyện gì lớn, Diệp Phàm cũng đi học, ký túc xá, nhà vệ sinh, căng tin, thư viện, chỉ đi lại lần lượt 5 địa điểm này. Tối chủ nhật, Diệp Phàm không ngờ nhận được điện thoại của đại ca Tào Dũng mời hắn đi Bát Bảo Các. Tào Dũng là trưởng phòng cán bộ 2 của ban tổ chức tỉnh ủy, anh ta mời đương nhiên Diệp Phàm vui vẻ nhận lời rồi. Vào phòng riêng, bên trong chỉ có hai người. Một là Tào Dũng, một là người không quen, người này không cao hơn hắn, chừng 1m76. Tuy nhiên anh ta có vẻ to hơn mình, thân thể cường tráng, có râu trông rất mạnh mẽ, nhìn như Trương Phi. Tuy nhiên, ánh mắt lóe lên một tia nhìn khôn khéo. Nhìn giống Schwarzenegger. Người này thật không đơn giản, ngoại hình làm người ta mê đắm, làm cho người khác coi hắn như người đàn ông mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất khôn khéo. Diệp Phàm quan sát người này đưa ra kết luận ban đầu. Đến rồi Diệp Phàm, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an tỉnh Hạ Hải Vĩ. Tào Dũng vui vẻ giới thiệu. Chào đội trưởng Hạ, tôi là Diệp Phàm ở Ngư Dương đến, anh gọi tôi là Tiểu Diệp được rồi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Cũng không biết Tào Dũng giới thiệu Hạ Hải Vĩ với mình có ý đồ gì, có lẽ chỉ là mời ăn cơm. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, người như thế mới có lợi cho mình, nói thật ra thì có thể có lúc giúp đỡ được mình. Tuy nói là mình với Phó Giám đốc Sở Công an Lý Sương Hải quan hệ cũng tốt, nhưng người ta hiện nay kiêm cả chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, lại là Cục trưởng Công an thành phố Thủy Châu, cấp bậc kém quá xa, cảm giác như có một cái hào ở giữa. Phó Chủ tịch huyện Diệp nói đùa. Cái gì mà đội trưởng với không đội trưởng? Chúng ta là anh em thôi. Tôi vốn không khéo, không hiểu sự nhã nhặn. Huống chi tôi cùng Tào Dũng chơi với nhau từ bé đến lớn. Nếu anh Diệp gọi Tào Dũng là anh, thì chúng ta cũng là anh em, đúng không? Hạ Hải Vĩ cười, thành thật nói. Kỳ lạ, người này thẳng thắn hoặc giả vờ thẳng thắn. Trước hết xem anh ta nói gì Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng. Đương nhiên cũng cười ha hả, nói. Tôi thật là không dám trèo cao. Vĩ ca anh Vĩ ạ. May mắn là năm 2000 Mỹ mới sản xuất ra thuốc trị liệt dương Viagra ở thị trường Trung Quốc, nếu không Diệp Phàm không thể được như vậy. Chú thích của DG, Vĩ ca là tên gọi Viagra ở TQ. Kinh Tào Dũng cũng như vậy, ba người thật ra nói chuyện ngang hàng. Ít nhất là nhìn thấy thế, Hạ Hải Vĩ xem ra to mồm nhất, nói chuyện rất thẳng thắn. Hơn nữa, Diệp Phàm dùng thuật xem tướng để quan sát. Phát hiện người này thật sự rất thẳng thắn, bước đầu thấy nên kết bạn. Giữa buổi Tào Dũng bảo đi vệ sinh. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, Hạ Hải Vĩ không ngờ ra vẻ nhăn nhó, làm cho Diệp Phàm có chút lạ. Không lâu, Hạ Hải Vĩ giống như rất quyết tâm, lấy ra một cái hộp, trong đó có 8 cái chén mở ra trước mặt Diệp Phàm cười nói. Cậu Diệp, lần đầu gặp mặt, tôi không có gì, bộ chén này nói là từ đời Càn Long do một quan lại trộm ra. Trước đây gia đình có kinh doanh một ít, hiện giờ không được nhiều, phải dựa vào nghề để lấy lương ăn, ha ha. Anh Vĩ, anh. Diệp Phàm không hiểu, tuy nhiên cũng đoán được hình như đội trưởng Hạ đang yêu cầu mình làm việc gì đó, trong lòng rất khó hiểu. Nghĩ anh đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nói như thế nào cũng tương đương cán bộ cấp cục trưởng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không thể đến nhờ chức cán bộ huyện nhỏ như tôi được, việc này có chút kỳ lạ. Ha ha, ha ha. Hạ Hải Vĩ cười ngượng ngùng sờ đầu nói. Tôi cứ nói thẳng, Tào Dũng nói, cậu Diệp rất thân thiết với cô Tống. Đến đây, hóa ra là muốn đến với Tống Sơ Kiệt, mình chính là cây cầu. Tuy nhiên, xem ra bọn họ không biết, thật ra mình cùng Trinh Giao còn chưa đến mức này, xem ra Tào Dũng đã có chút hiểu lầm, đã cho rằng mình là con rể của trưởng ban Tống kia. Diệp Phàm nghĩ trong lòng rồi từ chối. Cô Tống thì tôi quen biết. Tuy nhiên cũng không nhiều. Cậu Diệp, đừng gạt chúng tôi, ha ha. Tào Dũng lúc này đột nhiên đẩy cửa bước vào, từ xa đã cười nói. Anh Tào, anh nói vậy có ý gì? Diệp Phàm có vẻ khó hiểu. Có ý gì,
cậu Diệp còn không hiểu sao, chúng ta đều là anh em, cũng không thể nói dối mọi người. Nói thật với cậu Hạ tuy nói tiếp nhận vị trí của Lý Dương Hải, tuy nhiên vị trí này cũng không tốt. Anh ta tính tình thẳng thắn, cùng ở đó còn có bất hòa với phó giám đốc Tiếu, cuối năm ngoái còn làm một trận ầm ĩ. Nghe nói phó giám đốc Sở Tiếu có thể được đề bạt làm phó giám đốc thường trực. Nếu thật có chuyện này thì từ này về sau cậu Hạ này có khó khăn rồi. Cho nên, lần này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn thực hiện kế hoạch cán bộ tạm giữ chức chính là muốn chọn một số cán bộ ở tỉnh về huyện tạm giữ chức gì đó. Tuy nhiên, lần không giống với tạm giữ chức, không thể nói là tạm giữ chức, mà chính xác là hạ phái, không cần thì trở về. Hơn nữa còn nghe nói, hạ phái đều là tăng lên một bậc, cậu Hạ giờ đã là chức cục trưởng, nếu có cơ hội lần này, có thể đảm nhiệm chức phó giám đốc sở. Ôi, cậu Hạ cũng đã 30 tuổi, nếu để cơ hội này qua đi, hơn nữa, cục trưởng đến phó giám đốc sở chỉ kém một bậc, chỉ có điều bao nhiêu cán bộ đã không qua khỏi cánh cửa này. Và lại, nếu phó giám đốc Tiếu ngồi lên chức phó giám đốc thường trực, thì cậu Hạ sau này đừng nghĩ đến vươn lên. Tôi và cậu Hạ chơi với nhau từ bé đến lớn, cho nên biết cậu Diệp thân thiết với cô Tống, nên đưa cậu Hạ đến đây. Cậu Diệp đừng nói khéo với chúng tôi. Ôi, người trong quan trường, nhiều khi bản thân không được như ý muốn. Tào Dũng như nhìn vào tình hình thực tế, vừa thở dài vừa nói. Vâng, phó giám đốc sở đó có phải là Tiếu Duệ Phong không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi, bởi vì khi hắn ở Ngư Dương, đã nghe nói nhà họ Tiếu có Tiếu Duệ Phong làm phó giám đốc sở công an. Cậu Diệp cũng quen ông ta ư? Hạ Hải Vĩ ngạc nhiên hỏi. Có biết, ông ta cũng là người Ngư Dương không phải sao? Tuy nhiên không quen thân rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, đưa mắt nhìn Hạ Hải Vĩ một cái, nói. Anh Vĩ, bộ chén cổ này anh cầm lại đi, nếu coi nhau như anh em còn làm thế làm gì? Như thế là khách sáo có phải không? Chỉ có điều, anh lần này chuẩn bị đến chỗ nào, có thể nói với chúng tôi không? Diệp Phàm muốn giúp anh ta một phen, tục ngữ nói có nhiều bạn bè là tốt. Chỗ Lý Dương Hải thì mình quen rồi, nếu có dịp thì đến nhà họ Tống nói chuyện với ông cụ, nhắc tới chuyện của Hạ Hải Vĩ một chút. Có lẽ là giúp người giúp mình, khi Hạ Hải Vĩ lên là phó giám đốc sở, có thể có lúc giúp được mình. Trong quan trường, tuyệt đối cần có mối quan hệ rộng. Chỉ sợ quan hệ không rộng. Hiện nay chính mình đang có cơ hội đi lại nhà họ Tống, đây không phải là cơ hội tốt sao? Cậu Diệp, lần này chức vụ mà tôi xuống nhận tôi rất hài lòng. Ở địa khu Đức Bình của tỉnh chúng ta còn thiếu một vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, cho nên, mục tiêu lần này của tôi chính là vị trí đó. Tuy nhiên, hiện nay cũng có người nhằm vào vị trí này. Ở tỉnh cũng có hai trưởng phòng thích hợp cho vị trí này. Ủy ban chính trị pháp luật cũng có hai. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, xem ra đối thủ cũng rất mạnh. Đức Bình, đó là địa phương nghe nói là nghèo rất mùng tơi. Trước kia nghe đến Ngư Dương chúng tôi đã thấy nghèo, sau lại nghe bạn học cùng ở Đức Bình tình hình ở đó, mới biết đó còn nghèo hơn Ngư Dương chúng tôi. Diệp Phàm nhíu mày, cho rằng Hạ Hải Vĩ sao lại đồng ý đi đến huyện nghèo đó, tuy nói là được tăng lên một chức nhưng đi đến một địa phương hẻo lánh của Nam Phúc thì không có lợi gì. Chương 653, mưu đồ. Nghèo cũng không sao, chỉ cần có thể tăng lên một bậc thì đã có lãi rồi. Hơn nữa, cậu Hạ cũng không có khả năng ở đó mãi, chỉ 3 năm, nhoáng cái đã qua. Cậu Hạ ở đó 3 năm, cố gắng lăn lộn, chẳng lẽ không lên phó giám đốc sở? Tuy nhiên, có 4 đối thủ mạnh là trưởng phòng phòng chống ma túy Tần Đang, người này ít tuổi hơn cậu Hạ, cũng là một nhân vật đặc biệt. Trong ngành công an lập chiến công cũng không kém cậu Hạ, điều này vẫn chưa quan trọng là sau lưng cậu ta có người. Tào Dũng vừa nói, vẻ mặt cũng căng thẳng. Có người, chắc chắn là tai to mặt lớn. Diệp Phàm gật đầu, như đang suy nghĩ. Người đứng sau lưng Tần đang xem ra Tào Dũng và Hạ Hải Vĩ đều không dám động đến, xem ra, ít nhất phải là cấp phó giám đốc sở trở lên. Đúng vậy, phó chủ tịch tỉnh chúng ta Tần Hoài Bắc là chú của Tần Đang, cho nên... Chuyện này tôi với Tào Dũng cũng chưa thức thời, ban đầu đã định bỏ qua, tuy nhiên nghe nói cậu Diệp quen biết bác Tống cho nên, ha ha. Hạ Hải Vĩ ngượng ngùng vào đầu, cười gượng nói. Việc anh Hạ xuống đấy trình tự thế nào? Diệp Phàm cảm thấy nên hỏi trước rồi nói sau, nếu không, không hiểu được quy trình, nếu không thì mất công mà không được gì, lại còn làm phiền đến lãnh đạo thì cũng mệt. Hơn nữa,
Vừa nghe nói đến phó chủ tịch tỉnh Tần, trong lòng cũng hơi run, cân nhắc được mất. Giúp Hạ Hải Vĩ cũng không sao, chỉ sợ phó chủ tịch Tần biết được. Điều này chắc chắn sẽ bị hận, hơn nữa, quan trọng là giúp hắn có đáng giá hay không mới là vấn đề. Nếu giúp mà chỉ có thể coi thường thì thiệt quá. Hiện nay mình và Hạ Hải Vĩ mới quen biết lần đầu, tuy nhiên nghĩ là Tào Dũng với ngư thái tốt thế, hẳn anh ta sẽ không hại mình. Đầu tiên là từ nơi làm việc đồng ý cho đi, đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định như thế nào. Cạnh tranh tương đối khốc liệt, nghe nói việc hạ phái lần này chỉ có 3 chỉ tiêu, mà cán bộ phù hợp có đến 40 người. Tuy nhiên, như thế nào không biết, chỉ cần đi là được, Hạ Hải Vĩ tôi cũng không tiếc công, nếu không thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, mặc kệ là thành hay không, những gì cậu Diệp giúp hôm nay tôi cũng nhớ kỹ. Hạ Hải Vĩ đột nhiên mỉm cười, có vẻ rất thoải mái, hăng hái. Đây mới chính là bản tính của Hạ Hải Vĩ. Diệp Phàm thầm gật đầu nói trong lòng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Bên tỉnh anh đã nắm chắc rồi chứ? Không có. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt cười khổ, còn nói thêm. Chính vì có chút khúc mắc với Thiếu Duệ Phong, xem ra danh sách trước mắt ông ta rất khó thông qua. Tuy nhiên, như thế nào tôi cũng phải có trong danh sách, hừ. Vẻ mặt Hạ Hải Vĩ bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn. Xem ra làm cảnh sát hình sự đều là các nhân vật đặc biệt. Diệp Phàm thầm nghĩ, cười nói. Không có việc gì, Thiếu Duệ Phong không phải đang ngồi ở vị trí phó giám đốc thường trực sao? Hắn cũng chỉ là phó giám đốc sở thôi, hai người có biết Lý Sương Hải không? Diệp Phàm cười thần bí, nhưng thật ra làm cho Hạ Hải Vĩ và Tào Dũng vẻ mặt vui vẻ hẳn. Hạ Hải Vĩ có chút kích động, không ngờ đứng lên, cầm chén rượu nói. Người anh em Diệp quen với bí thư Lý. Ha ha, trước kia ở Lâm Tuyền đã biết, ông ta xuống đó phá án, tôi lúc đó đã cung cấp một manh mối nhỏ, nên đã quen nhau. Diệp Phàm bắt đầu pha trò. Phá án ở Lâm Tuyền, trời, cậu chính là. Hạ Hải Vĩ đột nhiên kinh hãi, chỉ vào Diệp Phàm vẻ mặt rất kỳ quặc. Tôi nói với anh Hạ, và cậu Diệp, hai cậu diễn kịch câm có phải không? Mau nói đi, đừng làm người khác khó chịu. Tào Dũng quát lên. Ha ha ha, ông em Tào, ông có biết rằng, đến lúc này tôi mới nhớ đến, người ngồi trước mặt tôi đây, đúng là thần không sợ. Hạ Hải Vĩ đột nhiên cười vang, vẻ mặt đầy khâm phục nói. Nhưng Tào Dũng lại không hiểu gì, thúc giục. Nói mau, cậu Hạ, đừng nói tận đâu thế thối lắm, nói sự thật xem nào. Xem ra Tào Dũng thật sự rất nóng nảy, liền nói ra lời thô tục. Là như thế này, lúc nghe nói đến ở đập nước Thiên Thủy phát hiện có người bị giết, bí thư Lý, không, lúc đó ông ta đang ở vị trí của tôi bây giờ. Ông ta đã đến Lâm Tuyền để phụ trách vụ án đó, mà Phó Chủ tịch tỉnh Tề cũng nhận được chỉ thị của tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo phá án. Nghe nói cậu Diệp này còn mắng cả Phó Chủ tịch Tề. Hạ Hải Vĩ không ngờ nói ra lời đó, làm Diệp Phàm rất buồn. Cậu mắng Phó Chủ tịch tỉnh Tề thật sao? Như thế nào lại mắng? Được mở rộng tầm mắt rồi, những lời nói vừa rồi có thể làm rơi cả kính mắt. Tào Dũng không nhịn nổi nói. Mắng ông ta là Tề Thiên Đại Thánh, còn là Tôn Hầu Tử nữa, ha ha. Hạ Hải Vĩ đắc ý cười. Thế Phó Chủ tịch Tề đáp lại như thế nào? Tào Dũng kinh ngạc rồi. Bắn chết thằng nhóc hỗn láo này. Đội trưởng Hạ thật sự phóng đại rồi, cũng không biết nghe từ đâu. Ha ha, cái này, lúc ấy tôi đang đuổi phạm nhân nên không rõ, nói lung tung. Diệp Phàm cười khổ. Lợi hại. Tào Dũng nói ra hai chữ, ba người cùng cụng ly. Cái khác không nói, anh Hạ, bên tỉnh chỗ anh tôi sẽ nói với bí thư Lý một chút. Có lẽ có thể giúp được một chút, về phần trưởng ban tống. Nếu có cơ hội tiếp cận tôi cũng sẽ nói. Tuy nhiên, có tác dụng không tôi cũng không biết. Diệp Phàm tất nhiên là nói thế. Được, cậu Diệp là bạn chí cốt, như vậy thì bộ chén cổ này phiền cậu cầm một chút. Hạ Hải Vĩ gõ vào bộ đồ cổ anh ta mang đến, trong lòng cũng đau xót không dứt. Không cần, cái này là vật gia truyền của họ Hạ Anh, không thể tặng người khác được. Bên đó tôi sẽ có biện pháp. Diệp Phàm lần này rất rõ ràng. Trong nháy mắt đã đến nửa tháng, cuộc sống ở trường đảng sóng yên biển lặng, quen biết bạn học ngày càng nhiều. Tuy nhiên, dần dần ở trường đảng cũng phân thành nhiều đoàn thể nhỏ, một khóa học nhỏ toàn thanh niên ưu tú cũng phe phái giống quan trường bên ngoài. Các nhóm khá lớn có 3 nhóm, xem như các đoàn thể hạng nhất. Với Diệp Phàm, Vệ Thiết Thanh cầm đầu,
Ngư Thái và mấy người Tiền Hồng Tiêu tạo thành. Với ủy viên học tập Hứa Thông cầm đầu cũng hình thành một nhóm lớn, các học sinh dần nhận ra, Hứa Thông hóa ra là con trai của nhân vật số 1 ở Thủy Châu. Tự nhiên thành vậy, con người cũng thế, đương nhiên là hướng về phía cao để dựa. Cha của Hứa Thông Hứa Vạn Sơn chẳng những là bí thư thành phố Thủy Châu mà ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nếu nói như lời nói của giới cầm đồ thì đây là món hàng giá trị. Và lại, Hứa Thông luôn hào phóng, thường xuyên áp dụng biện pháp lôi kéo, thậm chí cưỡng bức mời người khác uống rượu, như vậy trong ba nhóm thì nhóm của Hứa Thông là đông nhất. Thứ hai là những người đến từ thành phố Thương Hải, còn cùng với Ngư Thái tranh chỗ ngồi thiếu chút nữa đánh nhau là đồng chí Chu Chí, đảm nhiệm vị trí ủy viên lao động. Nghe nói Chu Chí là phó cục trưởng cục tài chính thành phố Thương Hải. Còn nghe một tin tức, nghe nói Chu Chí cùng bí thư thành ủy Thương Hải Nạp Lan Nhược Phong có thân thích, hơn nữa còn rất thân. Nạp Lan Nhược Phong là ai? Bí thư thành ủy Thương Hải, tổng sản lượng kinh tế còn đứng trước cả Thủy Châu, nghe nói đã được Trung ương vạch ra kế hoạch từng dự án, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, quyền lực cũng không kém gì nhân vật số 1 Hứa Vạn Sơn của Thủy Châu. Đương nhiên, Hứa Vạn Sơn đắc ý hơn là gần quan được ban lộc nhiều hơn, ngay dưới mắt của tỉnh ủy. Ông ta muốn gì tỉnh ủy đều suy xét đến tác dụng với tỉnh, cho nên, ông ta có vẻ được ưu ái hơn. Tuy nhiên, sự việc đều có tính hai mặt. Nguyên nhân chính là vì thành phố Thủy Châu cũng đã bị tỉnh ủy khống chế. Không nói là trực tiếp khống chế, mà nói không rõ ràng là ép đi. Thành phố Thương Hải cách tỉnh thành mấy trăm cây em cũng chiếm rất nhiều ưu thế. Nạp Lan Nhược Phong ở Thương Hải nghiễm nhiên trở thành hoàng đế một phương, so với Hứa Vạn Sơn ở Thủy Châu cũng có một ít hiệu quả. Cho nên, Nạp Lan Nhược Phong cũng rất oai hùng, đoàn thể của Chu Chí xếp sau Hứa Thông, xứng đáng trở thành bá chủ thứ hai. Có lớp trưởng và lớp phó và ủy viên nòng cốt Diệp Phàm, nhóm của Vệ Thiết Thanh không có chỗ dựa vững chắc nào, cho nên trong ba nhóm xếp hạng cuối cùng, số người đương nhiên cũng là ít nhất. Đương nhiên, ngoài ba nhóm quan trọng này, còn có khoảng 10 nhóm khác, cũng túm năm tụm ba, hai người tự do tập hợp. Như vậy cũng có đến 7-8 nhóm, cho nên, khóa học thanh niên ưu tú thế kỷ tuy chỉ có một lớp, nhưng người ở bên trong cũng cảm thấy phức tạp. Vì sao lại phức tạp như thế? Hứa Thông, Chu Chí, Diệp Phàm cố hết sức để kéo người khác nhập bọn. Đương nhiên, nguyên nhân là do lúc trước trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tổng Sơ Kiệt tạo nên. Khi khai giảng Tổng Sơ Kiệt không phải đã nói ban cán sự lớp đã định trước, nhưng đến giữa kỳ thì để cả lớp bầu ra. Có lẽ sẽ có người nói, một lớp trưởng, một lớp phó, hoặc ủy viên cũng không phải là quan chức gì, sau khi kết thúc khóa học thì giải tán, chẳng có quyền lực gì, sao phải tranh nhau. Thật ra, việc này cũng rất có học thức. Có thể nói, ban cán bộ lớp cũng có giá trị, sau khi lớp học kết thúc trong hồ sơ chắc chắn ghi, sau này bổ nhiệm cũng có tác dụng. Hơn nữa, Tống Sơ Kiệt dự định theo khóa học thanh niên ưu tú thể kỷ trước tiên là rút ra một người ưu tú, sau khóa học này sẽ có trong danh sách thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Tin tức này chỉ có Diệp Phàm biết, cho nên, đối với vị trí lớp trưởng, Diệp Phàm là tình thế bắt buộc. Một khi Tống Sơ Kiệt đưa ra kế hoạch thì vừa có hội nghị thường vụ tỉnh ủy, các tỉnh ủy viên có mặt đều đã biết, cho đến lúc này, tranh giành càng gay cấn. Cha của Hứa Thông là Hứa Vạn Sơn, Chu Chí lại là thân thích với Nạp Lan Nhược Phong, chẳng lẽ không nhắc nhở con cháu mình một chút sao? Tuy nhiên, đối với gió thổi mưa dông này, Diệp Phàm cũng không có cách nào, dù sao lực đều thua cũng chỉ còn cách than thở. Sức ảnh hưởng của mình quá nhỏ, không có một chỗ dựa vững chắc. Chương 654, Tam Quốc thời đại mới. Nếu Tống Sơ Kiệt đồng ý để chính mình tỏa sáng, hoặc là Tề Chấn Đào giúp đỡ một chút, có lẽ chính mình còn có cơ hội tranh đua cùng Hứa Thông và Chu Chí. Nếu không, giữa kỳ xem ra danh hiệu lớp trưởng của mình đã đổi chủ. Xem trạng thái trước mắt, hẳn là Hứa Thông sẽ đắc cử. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình muốn kiếm chức ủy viên cũng khó khăn. Vừa mất mặt vừa mất hết, bất kể mình cố gắng như thế nào, hoặc ra sức công tác như thế nào, dù sao cũng là công dã tràng. Sự thật không giống như giấc mơ, sự thật dù sao cũng chú ý đến quan hệ và thế lực, cũng không phải người làm việc tốt là được. Bạn học không có xung đột thì không ngại, một khi liên quan đến lợi ích, thì bọn họ làm sao nhận mình là lớp trưởng được. Đương nhiên sẽ cảnh giác cao độ, ai thế lực lớn, ai sau này có thể giúp đỡ chính mình đều phải suy nghĩ để lựa chọn. Tuy nhiên, nhóm nhỏ của Diệp Phàm cũng có chút ưu đãi, đó là trước mắt Hứa Thông đã coi Chu Chí là đối thủ.
hai người trong lớp đã lời qua tiếng lại, đã bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng. Đương nhiên, tranh giành này là bí mật, nhìn rất ôn hòa. Mà Diệp Phàm vì yếu nhất cho nên tạm thời bị hai người xem nhẹ. Hừ, ông mày tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua, vị trí lớp trưởng này, phải định rồi. Diệp Phàm kêu lên một tiếng, trong lòng nghĩ biện pháp dùng mạng lưới quan hệ. Ảnh Diệp, gần đây Hứa Thông và Chu Chí càng đấu đá nảy lửa, từ đây đến giữa kỳ còn hơn một tháng, đều đấu như vậy, chúng ta không thể thờ ơ lạnh nhạt, cũng phải tìm thời cơ ra tay thôi, nếu không, các bạn học sẽ bị bọn hắn lôi kéo hết. Ngư Thái có vẻ lo lắng, muốn giúp Diệp Phàm một phen, dù sao đối với lớp trưởng, còn ủy viên như mình thì không có hy vọng, sao không giúp đỡ Diệp Phàm một chút. Nói, ra tay chỗ nào tốt nhất? Diệp Phàm ném điếu thuốc cho Ngư Thái. Phải tìm chỗ dựa là tốt nhất, Hứa Thông và Chu Chí đều dựa vào người đứng sau lưng để lôi kéo mọi người, nhóm chúng ta không có ưu thế này, nếu có Lô Vĩ thì tốt rồi, có thể lợi dụng ảnh hưởng của nhà họ Lô. Tuy nhiên Lô Vĩ không ở trong lớp chúng ta, một người ngoài vào giúp đỡ cũng không tốt. Tuy nhiên, chúng ta có ưu thế của chúng ta, anh không phải là lớp trưởng sao, anh Vệ cũng là lớp phó, chúng ta có trong tay ban cán bộ lớp. Giống như ủy viên Thái Hồng Ngẫu phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu Đức Bình, bởi vì Đức Bình là vùng xa xôi nghèo khó. Lúc đó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cho họ thêm 2 người, cho nên, một địa khu nhưng họ có 5 người. Thái Hồng Ngẫu làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ, ưu thế tương đối lớn, mặt khác 5 đồng chí chỗ cô ta, trừ phó chủ tịch Triệu Văn học chức cao hơn cô, nhưng cũng phải nhìn ban tổ chức cán bộ. 3 đồng chí ở Đức Bình nếu cô Thái chịu nói một câu, có thể kéo vào nhóm chúng ta, lúc đó chúng ta lập tức có thể tăng thêm 5 đồng chí, số lượng rất lớn. Mục tiêu thứ hai chính là ủy viên cuộc sống Quách Thu Thiên, cô Quách gần như đi theo cậu, khi lớp triển khai hoạt động gì cô ấy đều cho cậu ý kiến. Anh Diệp, có phải cô Quách đối với anh có chút gì đó, ha ha ha. Ngư Thái nói xong cười. Cậu thật là vớ vẩn, cô Quách đường đường là phó chánh văn phòng thành ủy Tuyền Hưng, cấp cục phó đấy. Cấp bậc không đáng sợ. Đáng sợ là Tuyền Hưng kia, tổng sản lượng kinh tế thuộc hạng tai to mặt lớn xếp ở top 3. Trừ Thương Hải, Thủy Châu, sau đó là Tuyền Hưng. Gần đây đang có lời kêu gọi cho nhân vật số 1 ở Tuyền Hưng vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tuy nhiên, bị Hứa Vạn Sơn của Thủy Châu và Nạp Lan Nhược Phong của Thương Hải ngăn chặn. Cô Quách đảm nhiệm ủy viên ban cán sự lâm thời, sau lưng xem ra có chỗ dựa, nếu không, sao có thể là cô? Đương nhiên. Đối với 5 đồng chí ở địa khu Đức Bình chúng ta có thể tranh thủ, tuy nhiên xui xẻo. Hôm khai giảng trước cô Thái đã vào phòng tôi làm náo loạn, còn bị phó hiệu trưởng Lâm biết được, hơn nữa còn nói sẽ nhắc nhở. Xem ra lúc này, cô Thái sẽ hận tôi đến chết, còn có thể giúp tôi sao? Thực là xui xẻo. Diệp Phàm cười mắng, lắc đầu, cảm thấy Ngư Thái nói gì cũng không hợp lý. Mọi việc do con người làm ra, anh Diệp, không làm thì chúng ta không được nhục chí. Mọi người chúng ta cùng tiến ra trận, mình đi kéo anh Tào Dũng ra mặt một chút, anh ta đảm nhiệm chức trưởng phòng cán bộ 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nếu anh ta đồng ý ra mặt, tuy rằng anh ta chưa đi đến ban cán sự lớp, nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nên biết phòng cán bộ 2 sát hạch là toàn chức quan to, tôi nghĩ cán bộ dưới huyện thấy anh ta là trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thể không nể mặt. Ngư Thái đầu óc rất linh hoạt, có thể sử dụng mạng lưới quan hệ một lần. Ừ, anh Tào sức ảnh hưởng chắc chắn không cần phải nói, có anh ấy ra mặt kéo vài người thì không khó. Tuy nhiên, Ngư Thái, cậu đi điều tra, nếu trong lớp lần này có ai là công an thì bảo tôi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhất thời thấy có hy vọng. Nghĩ đến Hạ Hải Vĩ đội trưởng của công an tỉnh, không chừng có thể kéo thêm vài người nhập bọn. Công an, anh Diệp có người ở công an tỉnh. Ngư Thái giật mình hỏi. Ha ha, không phải người có chức quá cao. Diệp Phàm bật cười ha hả. Tôi nói nhé, đến giờ cần chuẩn bị sớm. Có cái gì thì cũng phải làm rõ, nếu không, đến lúc đó các bạn học bị Hứa Thông và Chu Chí lôi kéo hết thì mình sẽ chậm chân. Hơn nữa, chúng ta là anh em, không cần phải giấu, nên để lộ ra thời cơ, ha ha. Vẻ mặt Ngư Thái thần bí, cười. Chuẩn bị cái gì, tôi chỉ là một phó chủ tịch của một huyện nghèo, trong lớp nếu xếp hạng thì xem ra tôi sẽ ở gần cuối. Ôi! Diệp Phàm thở dài, tuy nhiên trong lòng cũng có chút động đậy. Thầm nghĩ nếu mặt dày có thể lôi cả chú Tề ra thì quá hoành tráng, không cần nói gì nữa,
chỉ cần nghĩ đến chú tể, khi nào có cơ hội thì gặp nhau một chút. Làm các bạn học hiểu là phó chủ tịch Tề là bề trên của mình, cái này chắc sẽ là làn gió cho các bạn học, một số bạn chưa quyết định sẽ có khuynh hướng về phía mình. Tuy nhiên, hiện giờ rất khó khăn, Tề Chấn Đào đường đường là phó chủ tịch thường trực tỉnh, bình thường gọi ông ta không được. Cũng không thể dùng cách thông thường là Xuân Cung Hoàn mà mời ông ta đi, cái đó thấp kém quá, phải nghĩ ra một cách mới được. Việc này trước tiên thăm dò Tề Thiên đã, người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, công tác tình báo trong chiến tranh rất quan trọng, ứng dụng trong quan trường cũng rất đúng. Anh Diệp, thật sự anh không coi tôi là anh em, tôi. Ngư Thái vẻ mặt đầy mất mát. Nói gì thế, tôi thực không hiểu cậu nói gì. Diệp Phàm có chút không hiểu, thầm nghĩ mình có quan hệ với Tề Chấn Đào chắc không biết, thế rốt cuộc Ngư Thái đang nói đến ai. Quan to ở tỉnh chỉ có Tề Chấn Đào, trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Sơ Kiệt trong lòng một chút tình cảm cũng không có, hơn nữa bà xã Tào Mai Phương của anh ta không thích mình. Tôi nói. Ngư Thái bắt đầu cười gượng. Nói đi, đừng úp úp mở mở nữa. Diệp Phàm nhíu mày. Hôm đó ở Lão Vương Thú Ký Thang, ngồi ăn cùng cô Tống có phải cậu sao? Giống như cả Tiếu Tứ, còn có cô Mai nữa, đúng rồi, hôm trước hình như Tiếu Tứ đến cổng trường rồi cũng cô Mai cãi nhau. Lúc đó cô Mai kia hình như bị cậu ôm thì phải, hâm mộ quá. Ngư Thái hai mắt sáng lên, thở dài, cười nói. Tôi nghĩ, Tiếu Tứ gia cảnh chắc chắn không đơn giản, ngày đó Trung Tướng đã gọi cô rất âu yếm là Tiểu Tứ sao, cô lại gọi Trung Tướng là bác hai, cực kỳ thân thiết. Mà cô Mai nếu đã dám cùng Tiếu Tứ đánh nhau, chắc chắn gia cảnh cũng không tồi. Quan trọng là cô Tống, người ta là con gái cưng của trưởng ban Tống, anh Diệp, xin bái phục, ba người con gái xinh đẹp đánh nhau vì anh. Ôi, nếu có cơ hội thế, tôi chết cũng cam lòng. Cậu ta nói xong còn thổn thức mãi không thôi. Cậu nhìn trộm. Diệp Phàm nghẹn lời nhìn chằm chằm chán nản, thầm trách ông em trí tưởng tượng phong phú. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Ngư Thái, đầu óc cậu không tốt. Nói năng hồ đồ, cô Tống là con gái cưng của trưởng ban Tống không có quan hệ gì với tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, ha ha. Còn cô Triệu, còn đối đầu với tôi, hoàn cảnh hôm đó cậu không thấy, cô ấy gọi Hứa Thông còn muốn đưa tôi đến đồn công an. Còn cô Mai, nghe nói là nữ quân nhân, ngày đó cô ấy đồng ý ra mặt chỉ vì đoàn trưởng của cô ấy với tôi là anh em kết nghĩa, một đoàn trưởng thì là cái gì? Nếu xuống địa phương còn không bằng cấp cục phó. Diệp Phàm bật cười ha hả, vừa thật vừa giả, dù sao cũng không chịu lộ rõ chân tướng, nói ba xạo để làm Ngư Thái không hiểu. Tuy nhiên cậu ta rõ ràng không tin, nhưng không hề hỏi, chỉ cười. Tề Thiên, ở Hồng Kông thoải mái chứ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Thoải mái, đại ca, anh thử xem, nhìn có thoải mái không? Bên này mỗi ngày đến cục cảnh sát làm việc. Ngầm lại là phó trạm trưởng của tổ đặc nhiệm A, ồ, hơi sớm. Mới chỉ là quyền phó trạm trưởng, hai chuyện đều bận rộn. Trước kia ở báo săn tuy bận, nhưng phần lớn thời gian đều tập luyện, hơn nữa ăn uống thoải mái rượu thịt, ở Hồng Kông không được như vậy, phải chú ý hình tượng, rất phiền toái. Tề Thiên trả lời trên điện thoại. Phiền toái, vậy quay về báo săn đi, làm mà không vui làm gì, tôi lập tức gọi điện cho anh Thiết nói một câu, muốn về rất dễ dàng. Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, giả vờ. Chương 655, tính kế phó chủ tịch tỉnh Tề. Từ đã đại ca, hay là tha cho em đi. Em, ha ha, vẫn thích nơi này. Hồng Kông là thiên đường mua sắm, hàng hóa ở đây có thể làm người ta hoa mắt, hơn nữa con gái xinh của các nước tập hợp ở đây, ôi. Chính là tiền bao ít nên cảm giác khó chịu. Tề Thiên vội vàng nói, Diệp Phàm biết thằng nhóc này giả vờ. Tiền bao của cậu còn ít sao? Cảnh sát Hồng Kông trả lương cho cậu không ít đâu. Tổ đặc nhiệm A cũng trả cho cậu tiền lương, phụ cấp lưu trú cũng khá. Cậu làm một tháng bằng tôi làm một năm ở Ngư Dương. Còn lo thiếu tiền bao, suy nghĩ này không được. Chúng ta là nhân viên chính phủ, đương nhiên không thể so sánh với mấy người giàu có được. Con gái xinh thì nhìn là được rồi, chúng ta không thể vui thú thưởng thức được, chỉ nhìn thì không cần tiền. Diệp Phàm nói một cách hài hước, rồi vui vẻ. Cười nói, nếu cần tiền bao thì dễ dàng, Thái Y Tuyết đối với cậu có chút tình cảm, người ta có tài sản đến mấy trăm triệu. Theo cô ta để lấy chút tiền cũng đủ cho thằng nhóc như cậu tiêu tốn một thời gian. Chỉ cần hầu hạ cô thật thoải mái,
còn để cô buồn thì không có tiền, ha ha ha. Cô ta, đại ca đừng nói đến cô ta, có tiền em cũng không thèm, hừ. Em tình nguyện làm ma cà bông, còn muốn em lấy lại, không có đâu, em nhổ vào. Tề Thiên nói độc, xem ra vẫn còn tức giận tổng giám đốc tập đoàn Kim Thế Giới từ lần trước vẫn chưa quên. Được rồi, không nói chuyện này nữa, tùy cậu, tôi muốn hỏi một chút, cha cậu ham mê cái gì? Diệp Phàm mặt dày hỏi. Sở thích à, đại ca, anh có phải? Ha ha. Tề Thiên cười vang qua điện thoại, xem ra cũng đoán được suy nghĩ của Diệp Phàm. Ôi, chúng mình là anh em, anh nói thật, gần tới lớp học sẽ có cuộc bầu lớp trưởng. Diệp Phàm nói chuyện lớp học ở trường đảng, Tề Thiên không phải là người ngoài, cũng không phải nói dối hắn cái gì. Hứa Thông, lại là thằng khốn đó, giờ không ngờ lại có cả Chu Chí ở Thương Hải nữa. Nghe đại ca nói vậy, vị trí lớp trưởng kia chắc chắn khó khăn đối với anh. Xem ra cũng không có gì lạc quan lắm, sự thật đúng là tàn khốc như vậy. Nhìn hoàn cảnh của anh, gia đình cũng không được tốt, không có tiền, đương nhiên, tính cách thì không có gì đáng chê trách rồi. Quan trọng là đại ca đối với vị trí lớp trưởng này là tình thế bắt buộc. Nếu muốn dùng bố mình để nổi bật, cho các bạn học hiểu lầm phải chọn thời cơ thuận lợi mới được. Trong điện thoại Tề Thiên cũng im lặng, xem ra đang suy nghĩ chuyện gì. Một lúc lâu sau, y lắc đầu nói. Bình thường cha em chỉ thích đánh gôn, chơi cờ vua. Những cái này hình như đại ca đều không thích, khó lắm. Nếu trực tiếp mời ăn cơm thì không có thời gian, khó lắm. Gôn thì tôi không biết gì, đừng nói là đánh. Tuy nhiên, nếu muốn làm quen với cha cậu thì tôi tập cũng không sao. Diệp Phàm trong lòng nguội lạnh, nghĩ ra biện pháp. Tề Thiên đột nhiên kêu. Em thật ra đã quên phi đao của đại ca, dựa vào phi đao của anh thì đánh gôn rất tuyệt. Ha ha, việc này tốt rồi, nghe cha em nói tuần này sẽ đi đánh gôn, nghe nói là muốn tiếp khách, mà người khách này lại đặc biệt thích đánh gôn. Khách từ Bắc Kinh đến, xem ra là cha cậu muốn luyện trước. Vậy cậu nói xem, nếu tôi mời cha cậu đi đánh gôn thì sẽ chuẩn bị gì? Trong lòng Diệp Phàm không có gì lo lắng. Tuyệt đối không thể, không phải là không thể đi cùng, mà cấp bậc của anh thấp, không làm cho cha em hứng thú. Đánh cùng ông ít nhất cũng phải thứ trưởng hoặc giám đốc sở, hoặc là các nhân vật số một ở các nơi, hoặc là các nhân vật nổi tiếng trong xã hội, các minh tinh, chủ tịch các tập đoàn. Tề Thiên nói làm trong lòng Diệp Phàm đã lạnh lại càng lạnh hơn. Xem ra thật không dễ, mời không đến thì ai dám mời. Diệp Phàm tức giận nói. Đáng tiếc là đoàn trưởng Thiết không ở đây. Nếu đoàn trưởng Thiết mời chắc ông ấy sẽ đến. Hơn nữa bọn họ cùng hội, chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ. Muốn gặp bọn họ quả là khó. Tề Thiên thở dài. Đoàn trưởng Thiết, còn nữa, không thể nói đến anh ta, hiện tại anh ta đang ở Bắc Kinh dưỡng bệnh, làm sao có thời gian đến Thủy Châu để chơi bóng với cha cậu. Tuy nhiên đoàn trưởng Thiết không được cậu xem Triệu Quát có được không? Diệp Phàm trong đầu nghĩ ra một người. Tướng quân Triệu chắc chắn là được, ông ta chính là trung tướng, đến Thủy Châu thì ngay cả bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương xem ra cũng phải nể mặt ông ta. Không cần nói đến cha em. Tuy nhiên tướng quân Triệu rất khó mời, lần trước nghe nói ông ta đến Thủy Châu đi dạo một vòng, lúc đó chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm mời ông ta ăn tối, tuy nhiên ông ra từ chối. Tề Thiên không hề che giấu. Ôi, đáng tiếc Triệu Tứ đã về Bắc Kinh, không thì có thể nhờ cô ấy mới Triệu Quát đến, xem ra lại không được. Con mẹ nó, đúng là đen. Diệp Phàm thở dài chửi thề. Triệu Tứ, anh cũng dám, ha ha. Đại ca thật lợi hại. Tề Thiên cảm thấy rất khâm phục, nói đến Triệu Tứ cả người đều phát sốt. Thằng nhóc này hơi sợ cô, không phải vì nhà cô đáng sợ như thế nào, cũng không dọa được Tề Thiên, nguyên nhân chính là cậu tự hại mình hại người. Lợi hại cái rắm, mấy ngày trước cô bé đó còn gọi một người tên là Cố Thiên Lượng, cùng với người ở tập đoàn Thiên Đỉnh là Sa Quân, còn có một anh chàng đeo kính là Chu Nghĩa, ồ còn có một cô nhóc tên là Tào Phi Phi, năm người tập hợp lại. Muốn hạ tôi trên bàn rượu. Diệp Phàm cười vang. Cố Thiên Lượng, người này không đơn giản, cha y là Cố Phong Sơn, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, giữ chức bí thư đảng quần chúng, đứng thứ ba trong tỉnh ủy, xếp hạng còn cao hơn so với cha em. Sa Quân là người tài ba, thành viên hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn như Thiên Đỉnh, người này rất giỏi, chơi cả với xã hội đen và cả chính quyền. Tào Phi Phi càng không đơn giản. Là con gái của nhà họ Tào ở thủ đô, Chu Nghĩa là ai thì không rõ lắm.
Nghe đại ca nói như vậy thì buổi tối đó không phải là tóm cả hai cô Triệu Tứ và Tào Phi Phi đấy chứ. Nếu có thể bắt hai cô bé này, đại ca lo gì trước lớp trưởng không đến lượt. Ha ha ha, thoải mái, mạng lưới các cô nàng của đại ca ác thế mà. Tề Thiên cười. Bắt cái rắm, cậu nhìn lại một chút đi, Triệu Tứ có thể đè chết cậu, lại còn con gái yêu của nhà họ Tào Tào Phi Phi, bắt cả hai đồng thời, đại ca cậu không cần cái mạng này nữa sao? Diệp Phàm tức giận mắng. Trong lòng thầm nghĩ buổi tối hôm đó mình cùng hai cô say rồi cùng nằm trên giường, ngàn lần đừng cho Triệu Tứ và Tào Phi Phi biết, nếu không sau khi nghe xong sẽ lột da mình. Tuy nhiên, lo thì lo thế, nhưng Diệp Phàm nào có biết rằng chuyện buổi tối hôm đó tướng quân Triệu đã cử hai nữ quân nhân đi theo dõi Triệu Tứ và đã nói lại Triệu Quát, hiện giờ Triệu Tứ chắc chắn đã biết, nói không chừng đang cùng Tào Phi Phi bàn bạc cách để trừng trị hắn. May mắn là Diệp Phàm còn tỉnh táo, nếu khi tỉnh lại làm ầm ĩ thì thật không biết sẽ thế nào. Đúng thế, ông nội của Tào Phi Phi là chủ nhiệm Bộ Tổng Chính trị, ủy viên quân ủy. Tuy nói thấp hơn ông nội Triệu Bảo Cương của Triệu Tứ, nhưng trong quân đội cũng là nhân vật quát ra lửa. Cha của Tào Phi Phi cũng không đơn giản, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên Trung ương, nắm giữ quyền sở hữu tài sản, còn phong thái hơn nhiều so với các quan chức lớn khác. Hơn nữa, xem ra mấy năm nữa có thể vào hàng ngũ ủy viên Bộ Chính trị, cấp Phó Chủ tịch nước, là một trong những quan lớn trong quan trường. Đại ca nên suy nghĩ một chút. Tề Thiên giọng điệu nghiêm trọng hẳn lên. Trời, không nghĩ là gặp Phó Bí Thư tỉnh ủy, lại còn hai người lợi hại hơn. Một người là cháu gái của Phó Chủ tịch quân ủy, một là cháu gái của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Thế này thì sao có thể sống sót được? Chuyện buổi tối hôm đó đánh chết cũng không thể để lộ ra ngoài một chút nào. Nếu không, người nhà của hai cô sẽ nuốt chửng mình mất. Diệp Phàm thầm sợ hãi, tự cảnh báo chính mình. Miệng vẫn thoải mái nói cười. Tôi rừng mỡ sao mà dính vào các cô ấy, sau này sinh ra nhiều khó khăn. Người ta đều là con cái nhà quyền quý ở thủ đô, tôi chỉ là cán bộ quèn, sao dám cùng các cô. Tuy nhiên, đại ca, em còn có một điều cần chú ý, lần trước Cố Thiên Kỳ quân đoàn trưởng ở Vịnh Lam Nguyệt không phải có mời anh lúc nào rảnh đến doanh trại huấn luyện chỉ đạo một chút sao? Anh có thể lợi dụng cơ hội này, đến quân đoàn 2 đi, sau đó Cố Thiên Kỳ chắc chắn sẽ mời anh ăn cơm, anh lúc đó thuận nước đẩy thuyền, nói là muốn học đánh gôn. Nhân cơ hội bảo Cố Thiên Kỳ đồng ý mời cha em đi đánh gôn, chắc chắn ông ấy sẽ đi. Trước đó họ là bạn bè trong quân đội. Tề Thiên đưa ra ý kiến. Được, để tôi thử xem. Diệp Phàm nói trên điện thoại. Trong lòng mắng thầm, thói đời đúng là, mời quan lớn đi đánh gôn không ngờ khó như vậy. Trải qua mấy cửa, một người nhỏ bé quả thật sống vất vả quá, mấu chốt là vấn đề cấp bậc. Ha ha, người anh em Diệp, gần đây không tồi. Tiếng của Thiết Chiêm Hùng nói to làm Diệp Phàm phải nhíu mày. Cũng được, tuy nhiên, anh Thiết, nghe giọng nói thì có thể nhận ra, gần đây sức khỏe có vẻ tốt. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ hỏi. Vết thương được chữa trị giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Chính là cảnh giới vẫn ở ngũ đẳng tầng thứ hai, vẫn không thể đập vỡ 6 viên gạch xanh, thật là xui xẻo. So với khi khỏe mạnh thì tụt mất 2 đẳng, xem ra muốn trở lại lục đẳng, ôi! Giọng Thiết Chiêm Hùng nhất thời có vẻ mất mát. Nếu vết thương đã tốt thì em chúc mừng anh Thiết. Diệp Phàm cười nói. Chúc mừng, mừng cái gì, tôi nói với cậu, không phải gặp cậu là tôi vui chứ. Thiết Chiêm Hùng vui vẻ đùa. Em nào dám, anh Thiết, khi nào về em mời anh đi đánh gôn. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Chương 656, hai con hổ cắn nhau, con què con bị thương. Chơi gôn. Cái đó chỉ là đánh quả bóng đúng lỗ, ông đây dùng gậy tre cũng có thể đánh sang tận nước Mỹ. Lúc trước lần đầu tiên liên tục đánh vỡ một thùng cầu, vô vị. Thiết Chiêm Hùng trong lòng lắc đầu nói không chút hứng thú nào. Đừng nói là nước Mỹ nhỏ tí teo, mà đến tận vũ trụ cũng dễ dàng. Diệp Phàm tâng bốc thêm. Cậu nhóc này, miệng cậu trơn tru quá. Thiết Chiêm Hùng tưởng tượng lại, cảm thấy thằng nhóc này có chút kỳ lạ, phải có chuyện gì mới bảo mình đi đánh gôn. Cười nói. Này ông em, có phải muốn lừa tôi đi đánh gôn để làm cái gì đó phải không? Em nào dám, anh Thiết là ai chứ, dậm chân một cái, trái đất cũng phải run rẩy. Diệp Phàm bật cười ha hả, được tâng bốc trong lòng Thiết Chiêm Hùng vô cùng thoải mái. Thôi đi, tôi nhất thời chưa quay về Thủy Châu được, gần đây công việc của tổ đặc nhiệm A rất nhiều,
mà tôi vừa mới phục hồi sau khi bị thương đã bị thủ trưởng trấn bắt đến làm lao công. Nói là thiếu người làm, các vệ sĩ Trung Nam Hải đều lấy đi một nửa. Các ủy viên bộ chính trị đi nước ngoài có khi cũng không đưa ra được cao thủ ngũ đẳng để bảo vệ. Ôi! Thiết Chiêm Hùng thở dài. Không thể nào, anh Thiết, điều kiện để trở thành tổ viên chính thức của tổ đặc nhiệm A là một cước có thể đập gãy 4 viên gạch xanh, cũng là tứ đẳng bậc khai nguyên. Tuy nói tổ viên chính thức của tổ đặc nhiệm A không nhiều, thì cũng 50 người, nhưng ngũ đẳng hẳn không ít, sao mà lãnh đạo nhà nước ra nước ngoài mà không có người đi bảo vệ được, như thế là thế nào? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Người anh em, anh nói với chú chính là nói thật. Người thì có 50 người, tuy nhiên, nhiệm vụ gần nhất làm bị thương 5 người, toàn bộ phải lui về quân đội hoặc về địa phương công tác. Hiện tại tổ đặc nhiệm A của chúng ta chỉ còn 48 người, còn không đến 50 người. Chỉ còn bằng đấy người, nếu đi nước ngoài bảo vệ hết thì cũng không đủ. Thiết Chiêm Hùng vẻ mất mát và lo lắng. Thế sao không nhanh chóng nhận thêm người? Diệp Phàm cũng nóng lòng, tuy chính mình không công tác ở tổ đặc nhiệm A, nhưng rất quan tâm đến chuyện của tổ đặc nhiệm A. Tuyển người ở đâu đây? Cao thủ tứ đẳng ở Trung Quốc chúng ta toàn bộ cũng không đến 200 người. Nhà nước có thể tuyển 50 đã là tốt rồi, dù sao cũng phải để lại vài người cho người ta chứ. Gần đây tình hình có chút thay đổi, các cao thủ nước ngoài thường xuyên lấy danh nghĩa du lịch, cải trang đi vào nước ta. Mà một số cao thủ của chúng ta cũng thường xuyên đi nước ngoài. Cả đám đều tính tình rất bạo, vừa thấy mặt đã đưa tay định khiêu chiến, giống như những người nay trời sinh đã hiếu chiến vậy. Nghe nói trong xã hội thượng lưu, tứ đẳng trở lên đã đánh nhau mấy trận, làm cho bị thương vài người. Nói ngay như trận chiến ở Chicago, Hoa Kỳ, mấy ngày trước một đệ tử của võ đang cùng với một bang xã hội đen ở Chicago có xung đột, cuối cùng bị đánh tàn phế hai chân. Một cao thủ tứ đẳng, thành người tàn phế, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn. Thiết Chiêm Hùng vừa nói đến đây, Diệp Phàm không chịu nổi nói. Võ đang là Bắc Đầu Thái Sơn, sao lại như rùa rụt đầu vậy thật là. Đương nhiên không thế, Trung Quốc chúng ta là cái gì, chưa bao giờ sợ phiền phức. Trưởng môn võ đang Trương Thiên Lâm gọi thêm vài người bạn đến Chicago, thật ra cao thủ võ đang cũng không nhiều, nói hàng đầu cho dễ nghe thôi. Chính trưởng môn Trương Thiên Lâm đẳng cấp so với anh cũng không khác mấy, lục đẳng thôi. Nhưng thật ra có Trương Vũ Trần, nghe nói đã 115 tuổi, nghe nói là siêu cửu đẳng, cao thủ thập đẳng. Nhưng nói sao thì đó là trong truyền thuyết, tuy nhiên, chưa ai gặp người này cả, có lẽ trình độ của chúng ta còn chưa đủ, không thấy được người thật. Toàn bộ phái võ đang, ngũ đẳng có 2 người, tứ đẳng có 8 người, còn lục đẳng có Trương Vận 3, cũng đã 95 tuổi. Thiết Chiêm Hùng đưa ra thực trạng của phái võ đang lừng lẫy. Nghe lên thật sự làm người ta có chút khiếp sợ, ngoại trừ người trong truyền thuyết Trương Vũ Trần, còn lại không có ai đạt đến thất đẳng. Phái võ đang sao lại đến nông nỗi này, thật không tưởng tượng nổi. Diệp Phàm trong lòng kêu lên, quả thật không thể tin nổi, nói. Có lẽ bọn họ còn có cao thủ thất đẳng, bát đẳng ẩn nấp đâu đó. Tuy nhiên, anh Thiết, trận chiến kết quả thế nào? Kết quả thế nào, hai bên đều bị thương, tuy rằng võ đang chiếm một phần thắng, hoàn toàn phá hủy bang xã hội đen đó, nhưng võ đang còn có 8 cao thủ tứ đẳng thì bị thương 3 người. Còn vị trưởng lão 95 tuổi kia nghe nói sau trận chiến này cảnh giới cũng bị lui đến tứ đẳng, muốn khôi phục lại, tuyệt đối không thể, chỉ chờ nhập quan tài là được. Hiện tại võ đang còn có người nào đâu, ngoại trừ trưởng môn lục đẳng, chỉ còn 2 cao thủ ngũ đẳng, 5 cao thủ tứ đẳng. Ôi! Cậu nói xem, tổ đặc nhiệm A của chúng ta muốn nhận người cũng không nói nên lời. Ngay cả 2 cao thủ ngũ đẳng kia tuổi cũng đã trên dưới 60, không phải về tổ đặc nhiệm A dưỡng lão lấy tiền chơi à? Thiết Chiêm Hùng nói rõ lý do, nhưng thật ra làm Diệp Phàm bình tĩnh trở lại. Còn không bằng đến lúc đó mời Trương Vũ Trần, một người có thể quét sạch một bang xã hội đen của Chicago, làm gì để đệ tử bị thương, rất đáng tiếc. Diệp Phàm thở dài nói. Có chút đau lòng. Cậu suy nghĩ hồ đồ, giang hồ có quy tắc của giang hồ. Mặc dù là xã hội hiện đại, giang hồ vẫn tồn tại quy tắc riêng, chỉ là không lộ rõ, người thường không biết thôi. Xã hội đen giống như giang hồ ngày xưa thu nhỏ. Không cần nói Trương Vũ Trần Đại Sư là người trong truyền thuyết, dù có là người thật sự thì một người như vậy cũng sẽ không ngẩng đầu đi làm một việc cho một đứa trẻ. Trung Quốc chúng ta có cao thủ siêu đẳng cấp 10,
chẳng lẽ Hoa Kỳ người ta không có? Trương Vũ Trần ra mặt thì siêu đẳng của người ta ngồi xem chắc. Hai nhân vật ngang cấp đều không ra mặt, để đệ tử của mình đi gây rối, đây chính là quy tắc ngầm của giang hồ. Thiết Chiêm Hùng giọng điều bề trên, nhưng thật ra là đang dạy dỗ Diệp Phàm. Ôi, hóa ra là thế, hơn nữa, mặc kệ chuyện phiền lòng này, anh Thiết, viên thuốc của anh đã chuẩn bị xong, anh khi nào mới có thời gian về Thủy Châu để lấy? Có lẽ có thể giúp anh khôi phục đến thời kỳ lục đẳng đỉnh cao. Diệp Phàm tung ra một câu nói, thật ra có thể làm cho Thiết Chiêm Hùng chấn động trong lòng, kêu lên. Thật sự là anh em tốt, anh lập tức bảo Trương Cường mang đến Bắc Kinh cho anh, không anh sẽ tự mình về lấy, lập tức lên đường, ha ha ha. Anh ta cười vang trên điện thoại, vừa nghe nói có thể khôi phục bậc cảnh giới, suy nghĩ cũng lung lay. Chủ nhiệm Diệp, gần đây gành quỷ anh phát triển rất sốt. Gần đây chủ tịch công ty giấy Thủy Châu Hồ Thế Lâm lại giới thiệu thêm ông chủ họ Trương đến khu kinh tế Lâm Tuyển chúng ta. Tổng giám đốc Trương nói hoàn toàn là vì nể mặt chủ tịch Hồ, mà chủ tịch Hồ trước mặt bí thư Cổ và chủ tịch Vệ lại nói là hoàn toàn vì nể chủ nhiệm Diệp mới đến đây đầu tư. Hiện nay hợp đồng đã ký kết xong, giai đoạn đầu đạt tới 20 triệu, thật sự là một khoản kinh phí lớn. Đoàn Hải báo cáo với Diệp Phàm qua điện thoại. Tốt. Thế này thì đầu tư vào khu công nghiệp Quỷ Anh của chúng ta lo gì không vượt qua 100 triệu. Bởi vì không có số liệu cụ thể, Diệp Phàm chỉ có thể ước lượng. Đã sớm đạt được 100 triệu, hiện là con số cụ thể là hơn 130 triệu. Ở buổi tiệc mừng công, Bí thư Cổ liên tục khen ngợi chủ nhiệm Diệp làm việc tốt, nói anh là một người tài giỏi. Đoàn Hải tâm trạng cũng đang rất hào hứng báo cáo tiếp. Đây là công lao của toàn cán bộ công nhân viên khu kinh tế Lâm Tuyền. Không phải của một mình tôi có thể làm được. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tuy nhiên, chủ nhiệm Diệp, lúc đó bí thư Cổ khen anh, phó chủ nhiệm Trương có chú, có chút. Diệp Phàm vẻ khó nói. Có chút gì nói thẳng ra xem nào, Đoàn Hải, chúng ta còn ngại gì? Diệp Phàm trong lòng lo lắng, thầm nhủ có phải phó chủ nhiệm thường trực Trương Quốc Hoa đố kỵ với Lâm Tuyền mà sinh sự. Phó chủ nhiệm Trương nói là việc thu hút đầu tư công lao hoàn toàn thuộc về bí thư Cổ, chủ nhiệm Diệp đang học ở trường đảng, nên không có quan hệ nhiều lắm. Ý là như thế, tôi lúc đó cũng hơi say, không thể nói rõ được. Bí thư Cổ vừa nghe thấy liền vỗ vai Trương Quốc Hoa, cười nói, Quốc Hoa nói rất đúng, nếu bàn về công lao thì lần này công lao thuộc về cậu, cậu hiện nay mới phải là nhân vật số một đang phụ trách công việc của khu kinh tế Lâm Tuyền. Đạt được thành tích như vậy, đương nhiên công lao đầu tiên là của cậu. Đoàn Hải nói có chút tức giận. Được rồi, dù sao tôi cũng không ở nhà, công lao này thuộc về ai cũng không sao cả, chỉ cần làm cho khu kinh tế Lâm Tuyển có thể phát triển, dân chúng cũng được nhờ, không cần nghĩ là vì ai. Diệp Phàm thản nhiên nói, trong lòng thầm mắng Cổ Bảo Toàn. Rõ ràng chuyện này là mánh lới. Đến bây giờ Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm càng lớn. Cảm giác rằng mình và Cổ Bảo Toàn giống như càng chạy càng xa, không có điểm giao nhau. Hắn lẩm bẩm nói. Chủ tịch Hồ không phải là vì muốn mình ra tay giải quyết căn bệnh trên người của con hắn nên mới làm vậy, nhưng hiện nay thời cơ chưa đến, đơn phương độc mã đi Hải Nam tìm câu Trần Âm Quỳ người đạt hàng cao thủ thất đẳng đã 2 năm nay phần thắng không phải là lớn. Nghĩ vậy vẻ mặt cười khổ, cảm thấy vì chính mình, chủ tịch Hồ mới đến đầu tư vào khu kinh tế Lâm Tuyền, cuối cùng có ai hiểu được đâu. Thật chua xót. Nhân lúc mình không ở nhà, một số người ở khu kinh tế Lâm Tuyền đã nhận đấy làm công lao của mình, con mẹ nó, chẳng là chuyện gì. Trương Quốc Hoa là cái gì? Diệp Phàm này làm ra bao nhiêu chuyện, không thể lấy được sự tín nhiệm của Cổ Bảo Toàn sao? Cổ Bảo Toàn và Trương Quốc Hoa kết hợp đánh cắp công lao của mình, đúng với câu tục ngữ hái quả đào. Xem ra làm việc không chỉ là cố gắng hết sức cũng không được. Hơn nữa còn dễ bị người khác đố kỵ, rước lấy sự bực mình. Diệp Phàm hung hăng mắng một câu. Thế đạo quỷ quái. Ngày 15 tháng 6 năm 1996 đúng vào thứ Sáu. Trường đảng có quy định, trừ buổi tối của 3 ngày lễ, các ngày khác học sinh đều phải ở trong trường. Thiết Chiêm Hùng về đến Vịnh Lam Nguyệt của Thủy Châu, vừa lấy được lôi âm cửu Long Hoàn đã muốn chuồn ngay về Bắc Kinh để khôi phục đột phá cảnh giới cũ. Giống cao thủ lục đẳng khôi phục tính đột phát, bên cạnh phải có một cao thủ bát đẳng bảo vệ, nếu không nếu xảy ra chuyện gì cũng không ai cứu được hắn. Tuy nhiên bị Diệp Phàm kiên quyết giữ lại, nói muốn qua anh ta mời phó chủ tịch tỉnh Tề Chấn Đảo đi đánh gôn.
Chương 657, Lưỡng Hùng song đấu, ngư ông đắc lợi. Lúc đó toàn bộ Thủy Châu chỉ có một sân gôn, chính là ở một thung lũng có phong cảnh tuyệt vời ở huyện Giang Lưu của thành phố Thủy Châu, toàn cây dương mai, nơi đó có thể thư giãn nghỉ ngơi, khí hậu rất trong lành. Cũng có thể thoải mái đắm mình trong suối nước nóng, tiện nghi cũng đầy đủ, gọi là sân gôn suối nước nóng Thủy Châu. Cách thành phố Thủy Châu 20 km, diện tích hơn 100 hecta, được thiết kế hoàn toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, bao quanh là núi và một dòng suối, cùng với cây dương mai, cảnh vật yên tĩnh, xinh đẹp. Tuy nhiên, nơi này cũng chỉ có các quan chức và người giàu có mới có thể đến, vào sân cần có thẻ hội viên, không có cấp bậc nhất định và không có tiền thì không vào được. Đương nhiên, thẻ hội viên cũng chia cấp bậc, thẻ bạch kim, thẻ đồng, và thẻ bình thường. Cao nhất chính là thẻ bạch kim, trông vừa cổ điển vừa trang nhã. Thẻ của các quan lớn thì đều do chủ tịch sân bóng tặng, người giàu muốn đến đây đều phải mua. Anh Tề, hôm nay chúng ta đánh cuộc một phen. Thiết Chiêm Hùng đã già nhưng vẫn mặc bộ đồ rất trẻ. Nhưng thật ra làm cho Diệp Phàm có cảm giác không hiểu thầm nghĩ anh Thiết cũng thật chạy theo thời thượng, kiểu quần áo này chỉ để cho trẻ con mặc, anh ta mặc trên người, không đủ điềm đạm, chín chắn. Tề Chấn Đào mặc một bộ đồ trắng, có vẻ tự nhiên, cho dù đổi quần áo nhưng khí thế quan chức ở bên trong cũng hiện ra rõ, khó có thể che giấu, đáp lại nói. Được, anh Nhu Thiết, lâu không gặp, có phải anh sẽ cho tôi ưu đãi, có phải ở thủ đô về có cái gì đó tốt hơn, đánh cuộc một phen, được, anh muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì, cậu Diệp, cậu nói nên đánh cuộc gì, chúng ta nghe cậu ta được không? Thiết Chiêm Hùng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm cười nói. Hỏi em. Diệp Phàm bị hỏi bất ngờ, lập tức ngây người, tuy nhiên may mắn là cũng đã gặp Tề Chấn Đào vài lần, đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Lập tức bình tĩnh lại, bởi vì Thiết Chiêm Hùng vừa quay nhìn hắn chừng mắt, lập tức hiểu ngay, xem ra Thiết Chiêm Hùng muốn thừa dịp giúp mình một phen. Đang định trả lời thì Tề Chấn Đào cũng cười nói. Được, cậu bạn trẻ này nhất định rồi, chúng ta nghe cậu ta xem. Ha ha. Vậy đánh cược tối nay ai thua mời ăn tối nhé, lần trước em có đến quán Bát Bảo Các gần trường đảng ăn thấy món ăn ở đó cũng được lắm. Thích hợp khẩu vị của nhiều người, nếu tối nay đi, ai thua sẽ phải mời. Tuy nhiên, đồ ăn ở đó rất đắt tiền. Diệp Phàm cố gắng bình tĩnh thản nhiên cười nói. Được, sẽ tới đó đi. Thiết Chiêm Hùng ừ một tiếng vừa nhìn Tề Chấn Đào vừa cười nói. Tuy nhiên, anh Tề... Đến lúc đó anh đừng có quyệt nợ đấy nhé. Cũng được. Tề Chấn Đào thản nhiên cười, đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái, dường như hiểu rõ ý trong lòng của Diệp Phàm rồi nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái, nói. Về quyệt nợ, giống như là anh Thiết đã làm vài lần, tôi thì không có tật xấu này. Ha ha, vài lần đó, là có nguyên nhân chính đáng, tôi quyệt nợ anh sao? Thiết Chiêm Hùng ngừng một lát rồi nói. Tề Chấn Đào chơi gôn không tồi. Cũng ngang với Thiết Chiêm Hùng, khó phân cao thấp. Thiết Chiêm Hùng lợi hại ở phát cầu còn Tề Chấn Đào thì về kỹ thuật. Diệp Phàm đương nhiên đảm nhiệm việc nhặt bóng, thường xuyên đi lại, cũng hiểu rõ hơn về nguyên tắc chơi gôn. Tiểu Diệp, đã từng chơi gôn sao? Khi nghỉ ngơi, Tề Chấn Đào thuận miệng hỏi. Không có, vừa mới xem một chút thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Được để tôi dạy cậu. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Từ đã cậu Thiết. Chúng ta thi đấu chưa xong, nếu đánh đến tối chưa phân thắng bại, đêm sẽ phải đói bụng. Cho nên tôi có một đề xuất mới. Tề Chấn Đào cười ha hả, xem ra phải chơi đa dạng hơn. Ha ha ha, là anh Tề ở đây. Lúc này từ xa vang lên một giọng nói, Diệp Phàm quay đầu lại, giống như đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải nhưng không nghĩ ra. Chợt thấy Tề Chấn Đào cười nói. Cơn gió nào mang tư lệnh Chấn đến đây, bình thường khó gặp anh. Anh Tề, nơi các quan nghỉ ngơi dân thường như chúng tôi sao dám đến? Nơi này thật không thể chê. Tư lệnh quân khu thiếu tướng Trấn Thanh Thành mặc bộ đồ dã ngoại bật cười ha hả, mang theo rất nhiều người đến đây. Ây ra, là phó chủ tịch Tề Hạ Cố đến đây, họ lô tôi thất lễ. Một người trung niên đứng sau Trấn Thanh Thành nói, người này là chủ tịch suối nước nóng sân gôn Lô Định Nhất. Vài quân nhân đi theo tư lệnh cũng bước lên chào. Tề Chấn Đào trước đã từng ở quân đội, đối với các quân nhân tương đối hòa nhã, không có chút quan cách nào. Tuy nhiên, các quân nhân cũng không dám khinh thường, đều ăn nói cẩn thận. Anh Chấn, anh đúng là ngày càng phát tướng, xem ra ở đây một thời gian,
không có thời gian chạy bộ huấn luyện dã ngoại nên bụng hơi to rồi. Ha ha ha. Trấn Thăng Thành đột nhiên nghe thấy tiếng cười vang, tiến lên xem xét. Là anh Thiết Hà, thật không thể tin được, khách hiếm gặp, hiếm gặp. Thật sự là khách quý. Còn không lại đây chào, muốn ăn đòn phải không? Trấn Thăng Thành đột nhiên ngừng cười, quay đầu nói với mấy người đi cùng còn đang ngỡ ngàng, người dám trêu chọc Tư lệnh Trấn là người thế nào? Vài người hơi ngạc nhiên, cũng thấy bực, thầm nhủ ông không giới thiệu người này là ai, chúng tôi tưởng đó là bạn ông, bảo chúng tôi phải xưng hô thế nào. Tuy nhiên, mấy người quân nhân cũng không dám chậm trễ, vội bước đến, tuy nhiên không biết xưng hô như thế nào, cho nên mấy người đứng đó không biết nói thế nào, có chút xấu hổ. Anh ấy là đoàn trưởng Thiết của báo săn. Diệp Phàm vừa thấy thế liền giải nguy cho mọi người. À, câu nói này làm mọi người xôn xao, mấy quân nhân kia tròn mắt ngạc nhiên, so với nhìn thấy Tề Chấn Đào có vẻ cung kính hơn. Mọi người đều đứng thẳng, chào theo nghi thức quân đội nói. Chào thủ trưởng. Tuy nhiên, mọi người cũng cảm thấy cảm ơn Diệp Phàm. Miễn, đây là sân gôn, cùng bắt mấy người họ làm thế làm gì? Thiết Chiêm Hùng khoát tay, với người ngoài như thế thì có vẻ rất không được. Tuy nhiên, đối với quân nhân mà nói thấy đấy là đương nhiên. Mấy cậu này, thấy người trong truyền thuyết đứng trước mặt đều nhìn đến rơi cả tròng mắt, bình thường không thấy các cậu cung kính như vậy bao giờ. Trấn Thăng Thành tức giận cười mắng. Cậu này hình như họ Diệp. Trấn Thăng Thành nhìn Diệp Phàm một cái, có vẻ như không chắc chắn. Anh Trấn, tôi giới thiệu một chút. Đây là anh em kết nghĩa với Thiết Chiêm Hùng tôi, Diệp Phàm. Hiện nay đang làm phó chủ tịch huyện Ngư Dương, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thiết Chiêm Hùng trịnh trọng giới thiệu. Trấn Thăng Thành cũng hiểu được cái gì đó, giơ tay ra, cười nói. Anh Thiết, cậu anh em này của anh tôi đã gặp rồi, lần đó ở Lão Vương Thú Ký Thang, tướng quân Triệu đã nói chuyện về cậu ấy, tôi mới biết, không thể tin được. Anh Thiết đúng là có con mắt nhìn người. Ồ, vậy là tốt rồi. Thiết Chiêm Hùng ừ một tiếng. Mấy người quân nhân đều tiến lại chào phó chủ tịch huyện Diệp. Nếu không có Thiết Chiêm Hùng và Trấn Thăng Thành ở đây, mấy người thượng tá, đại tá đó sao có thể để mắt đến một phó chủ tịch huyện nhỏ bé như Diệp Phàm. Nhìn Trấn Thăng Thành nắm tay Diệp Phàm thân thiết, xa xa dưới một cây đại thụ, bạn trong lớp học của Diệp Phàm, Quách Thu Thiên vội vàng đưa tay bịt miệng. Cô này tròn mắt chạy về, lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao anh ta lại ở đây? Mà nhìn như rất thân thiết với Tư lệnh Trấn. Với cấp bậc của anh ta, Tư lệnh Trấn không nên nhiệt tình đối với anh ta như vậy, việc này thật lạ. Anh ta không phải là một trong những con lãnh đạo ở thủ đô chứ? Đi xuống địa phương để đánh bóng bản thân, hình như không phải. Trong lớp học mình đã thăm dò tất cả. Ngoài Hứa Thông và Chu Chí đều có người thân là ủy viên thường vụ ra, không có người nào khác. Người mặc bộ quần áo hoa kia là ai? Giống như rất thân thiết với Tư lệnh Trấn, không phải là tướng quân thì cũng là kẻ có tiền. Tiểu Thu, con lẩm bẩm cái gì ở đây? Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Quách Thu Thiên nhìn cô, sau đó cũng dương mắt nhìn về phía Tề Chấn Đào. Không có gì, cô. Quách Thiên Thu không hề nhìn Diệp Phàm, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn động tĩnh bên đó. Không có gì, con nhìn cậu nhóc kia làm gì? Không phải là công chúa Thu Thiên của cô để ý cậu ta chứ? Người phụ nữ kia cười trêu. Cô nói gì thế, đó là bạn học cùng lớp con, Diệp Phàm, làm phó chủ tịch của huyện nghèo Ngư Dương, cùng học với nhau ở trường đảng, anh ta là lớp trưởng, con sẽ thế nào, sao có thể quan tâm đến anh ta được. Quách Thu Thiên vội vàng giải thích, nhìn giống như ăn trộm. Người như thế cũng đi đến đây, kỳ lạ, chẳng lẽ là cháu của Tề Chấn Đào. Cô của Quách Thu Thiên lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Quách Thu Thiên, nghĩ cái gì đó. Tề Chấn Đào, cô nói người trung niên kia là phó chủ tịch tỉnh Tề. Quách Thu Thiên lại kinh ngạc một phen, mắt không thể tròn hơn. Ừ, phó chủ tịch thường trực tỉnh Tề Chấn Đào, giống như rất thân quen với bạn Diệp Phàm của cháu. Điều này có vẻ lạ. Cô của Quách Thu Thiên có vẻ do dự. Cái gì là lớp trưởng của cháu, cô nói khó nghe quá. Quách Thu Thiên không buông tha, nói lại cô. Cô bé này, đừng nói sằng bậy. Ở đây là đâu chứ? Ngàn vạn lần đừng để người khác cười. Bà cô nhỏ giọng cười khanh khách, chống đỡ đôi tay của Quách Thu Thiên, đôi mắt nhìn quanh như sợ ai thấy được. Nên biết đến suối nước nóng sân gôn Thủy Châu không phải lãnh đạo lớn thì là người giàu có. Chương 658,
đại thiếu gia Mâu đấu lớp trưởng Diệp. Anh Thiết, chúng ta chơi mấy ván nhỉ? Trấn Thăng Thành cười nói. Được rồi, tôi cùng cậu Diệp chơi một lát, anh cùng anh Tề qua bên kia chơi đi, buổi tối anh Tề sẽ mời cơm ở Bát Bảo Các, ha ha. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt cười cười. Khụ khụ, anh Thiết, anh nói gì thế, chúng ta vừa rồi đang chơi, thắng thua chưa phân định sao buổi tối đã bảo tôi mời rồi. Về chuyện anh muốn dạy cậu Diệp chơi bóng, tôi cùng anh Trấn chơi một lát rồi nói sau. Tề Trấn Đào tỏ vẻ phản đối. Được, vậy nhóm các anh chơi trước đi. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Tề Trấn Đào và Trấn Thăng Thành biết họ có chuyện cần nói, mấy người đều ngồi xe sang triền núi bên kia, cánh nơi này khoảng 2-3 dặm. Thiết Chiêm Hùng bắt đầu làm thầy giáo, vừa nói chuyện đánh gôn vừa nói chuyện đột phá công lực. Cho nên Thiết Chiêm Hùng không muốn người khác quấy rầy. Đánh hơn một tiếng, đoàn người lắc lư giống đàn vịt đi tản bộ. Anh Hứa, anh xem, cậu nhóc phía trước kia không phải là lớp trưởng của các anh sao? Lúc này tập đoàn Tinh Huy Thẩm Khai đưa mắt nhìn thấy Thiết Chiêm Hùng đang chơi bóng với Diệp Phàm, nhìn cách chơi bóng của Diệp Phàm, Hứa Thông cười nhạo. Ở góc nghèo đấy mà cũng đua đòi, đồ ngu, nhìn cách chơi kia thì trẻ con còn giỏi hơn. Thằng nhóc này đi với ai vào đây? Với chức phó chủ tịch huyện nghèo như hắn thì đến cửa ông chủ đã đá văng ra ngoài. Mâu Cương có chút khó hiểu. Người bên cạnh hắn là ai, các cậu có biết không? Hình như là người đi cùng hắn vào, cậu xem, người đàn ông trung niên đó đang dạy hắn chơi bóng. Hứa Thông quay sang hỏi bạn bên cạnh. Không biết, xem ra là loại phú ông nhỏ có chút tiền thôi, người hầu bên cạnh cũng không có. Và lại, thằng nhóc họ Diệp này nghèo kiết. Sao có thể quen biết được lãnh đạo lớn? Có lẽ người trung niên kia cũng từ Ngư Dương đến, gặp gỡ đồng hương thôi. Phượng Tam ra đưa tay vuốt râu, như thể hiện mình thông minh. Anh Hứa, muốn qua đấy chọc thằng nhóc đó không? Lần trước hắn đã thoát một lần, lần này nói thế nào cũng phải làm nhục hắn một phen mới được. Thẩm Khai là tay sai của Vương An nói nhỏ. Làm nhục hắn, có lý, lão Phượng, ông tìm cách nào làm nhục hắn. Hứa Thông lại bắt đầu tham khảo quân sư quạt mo của hắn Phượng Tam gia. Rất dễ, thằng nhóc này không biết chơi bóng, chúng lúc này không phải là cơ hội tốt sao, nên biết, đến đây đều là người giàu có, đều coi trọng thể diện, không thể mất mắt, nhưng thằng nhóc kia phải mất ha ha. Phượng Tam gia ánh mắt độc ác, đưa mắt nhìn đầy ẩn ý, giống như những gì nghĩ trong đầu thể hiện hết ra trên mắt. Anh Hứa, mình đánh cuộc với hắn như thế nào? Dù sao hắn cũng là lớp trưởng của chúng ta. Nói là giao hữu chút thôi, việc này cùng thường, ha ha ha. Mâu Cương vừa nghĩ đến việc Diệp Phàm bị nhục nhã thì không kìm nổi cười vui vẻ. Ừ, Hứa Thông gật đầu, lúc này Thẩm Khai vừa cười vừa nói. Mâu thiếu gia, phải đánh cuộc để có thêm điểm thêm tiền mới được. Một ván không đánh cuộc lớn quá, 1.000 là đủ rồi. Tiền này tôi sẽ bỏ ra, thua thì tôi tính, nếu thắng thì mọi người cùng chung vui, thế nào? Thua. Có thể thua sao? Hứa Thông vẻ mặt không cười, rất bí hiểm, đương nhiên là giả vờ, thằng nhãi này thích ra vẻ kín đáo. Việc này đương nhiên không có khả năng, tôi đã chơi gôn 4-5 năm nay, không đán lại được một kẻ gà mờ sao. Nếu thế thì Mâu Cương này không bằng đập đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi. Lời nói đùa của Mâu Cương làm cả bọn bật cười. Anh Hứa, xem ra thằng nhóc kia không dám ứng chiến, biết sẽ thua, thằng ngốc đó sẽ không dám ứng chiến. Thẩm Khai nói ra cái nhìn của mình. No, no. Hứa Thông đưa hai ngón tay lên trời, lắc đầu cười, nói. Ông em Thẩm, cậu không hiểu rồi. Vì sĩ diện, tôi tin là Diệp Phàm sẽ phải ra trận. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cử Mâu Cương đánh, hắn sẽ không thắng nổi. Hơn nữa, xem ra còn phải tức chết vì cậu. Điều này là đương nhiên, không dám đấu thì phải chui qua đũng quần của tôi, ha ha ha. Mâu Cương đắc ý cười không ngừng, còn làm động tác khoa trương, mở đúng quần ra chờ Diệp Phàm chui qua. Muốn có đội ngũ cổ động viên lớn mạnh, đến lúc đó làm nhục Diệp Phàm càng lớn, mấy người Hứa Thông, và Mâu Dũng, Thẩm Khai lấy điện thoại. 10 phút sau, có thêm 7-8 thanh niên cả trai lẫn gái. Hơn nữa bạn học của Diệp Phàm đến đây thêm 4 người, tổ trưởng Khương Xuân Viễn, đang làm phó chủ tịch thành phố Trương Sư, tổ trưởng Triệu Văn Học, phó chủ tịch địa khu Đức Bình. Ủy viên về vui chơi giải trí Thái Hồng Ngẫu, ủy viên tổ chức Miêu Nhân Phụng. Những người này đến đều là do Hứa Thông và Mâu Cương kiên quyết kéo đến để làm nhục Diệp Phàm,
muốn làm cho lớp trưởng Diệp Phàm mất mặt trước mặt các bạn học. Lớp trưởng Diệp, anh cũng học đánh gôn à? Tuy nhiên động tác chưa được tự nhiên, ha ha. Thái Hồng ngẫu nhìn động tác của Diệp Phàm có chút buồn cười, không kìm nổi giễu cợt nói. Thật ra đám người Hứa Thông đứng dưới bong cây phía xa trao đổi thì Diệp Phàm đã nhìn thấy, chỉ có điều không lên tiếng. Hắn thầm nhủ trong lòng. Hứa Thông chắc chắn sẽ làm gì đó để trêu mình. Cho nên, động tác chơi bóng của mình cần phải không được tự nhiên, đông cứng, làm cho người ta cảm thấy mình rất vụng về. Thiết Chiêm Hùng dạy hắn cũng cảm giác không hiểu làm sao, giống như đột nhiên cậu nhóc này càng dạy càng ngu, phát cáu, cũng là lúc nghe thấy giọng nói và tiếng cười của Thái Hồng Ngẫu. Là cô Thái à, còn có cả Hứa đại thiếu gia nữa, Mâu đại thiếu gia đều tới rồi. Diệp Phàm gật đầu chào các bạn học. Ánh mắt dừng lại ở Vương An vài giây, nhớ hôm cùng Tống Trinh Giao đi ăn mì thịt bò là thằng nhóc này đã bắt nạt Tống Trinh Giao, giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ tối đó thằng nhóc này bắt nạt Tống Trinh Giao là có người nhờ làm, xem ra, bắt nạt Tống Trinh Giao chỉ là cái cớ, chính xác là hướng về phía mình. Diệp Phàm tức giận, quyết định hôm nay phải dạy cho Hứa Thông một bài học, nếu không thì không thể hết tức trong lòng được. Thầm nghĩ ông mày mang con gái theo, mày dính vào làm chó gì, muốn chơi bẩn à? Lớp trưởng Diệp, anh đánh gôn cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta cùng luyện vài chiêu được không? Mộc Cương nói đầy vẻ khách khí, Diệp Phàm lại đề cao cảnh giác, biết thằng nhóc này muốn lấy việc chơi gôn để gây sự. Hắn lập tức cố ý do dự một chút, đưa mắt nhìn mấy người Thái Hồng Ngẫu rồi mới hạ quyết tâm nói. Đúng, luyện mấy chiêu cũng đúng, tôi chẳng qua vừa mới học, đánh không tốt. Mộc Cương cũng vừa mới học, có gan thì đánh, không có gan thì thôi ha ha. Hứa Thông cười châm chọc. Được. Diệp Phàm giống như bị chọc giận, không để ý hậu quả, gật đầu, chỉ có Thiết Chiêm Hùng là không hiểu gì, trong lòng tức giận mắng thằng nhóc này, lại còn chơi trò giả lợn ăn hổ. Đường Đường là một đại sư tiệt lưu lục thất đẳng, phi đao vừa ra đã khiến trời đất biến sắc, chơi gôn thật sự không phải là bữa ăn sáng hay sao? Để xem thằng nhóc này lại đùa giỡn thế nào. Tuy nhiên, mấy thằng danh Hứa, Mâu cái gì đó cũng không phải loại tốt đẹp. Để Diệp Phàm chơi một chút lấy niềm vui, cũng tính như thêm chút vui vẻ. Tuy nhiên, lớp trưởng Diệp, nếu luyện thì đánh cuộc cũng phải có tiền mới được, nếu không thì không có gì thú vị. Đánh cuộc tối nay đi ăn ở Bát Bảo Các, mấy món chính ở đó không rẻ, cộng thêm vài chai rượu ngoại, xem ra cũng khá tiền, vậy một ván 100 ngàn thì thế nào? 100 ngàn. Diệp Phàm chố mắt, mấy người Thái Hồng Ngẫu cũng nhíu mày, cược thế cũng quá lớn. Một ván bằng tiền của họ làm trong 20 năm. Hơn hay là ít. Lúc này Thẩm Khai mới lên tiếng, thản nhiên cười nói, nhướng mày, vẻ mặt khinh khỉnh. Phải, hơi nhiều, bằng mười mấy năm tiền lương của tôi, cả lương cả thưởng. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng, cảm giác là ngạc nhiên quá, chính mình không thể chịu đựng được. Nói xong hắn còn đưa mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng, dường như xem ý của anh ta. Thiết Chiêm Hùng đương nhiên ngầm hiểu. Vẻ mặt cũng rất tâm trạng, cùng tỏ vẻ chần chừ, nói. 100 ngàn, chính xác là hơi nhiều, nếu một ván 10 ngàn thì thế nào? Cứ có tiền là được, dù sao các cậu cũng là bạn học, chơi lấy việc vui là chính. Anh này, chúng ta đang ở đâu, đang sân gôn ở suối nước nóng duy nhất của Thủy Châu, anh có thể vào đây chắc chắn là có thẻ hội viên bình thường. Người thường xuyên đến đây đều biết rằng, nơi này người chơi bóng thường xuyên lấy việc đánh cuộc tiền làm vui. Một ván 100 ngàn đã là thấp nhất. Nếu món tiền đánh cược vài đồng không đánh nổi thì về nhà bế con, còn chơi gôn làm gì cho mất mặt. Thẩm Khai vênh váo tự đắc, liếc nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái. Cậu thanh niên, cậu nói gì thế, bố cậu kiếm tiền dễ dàng lắm sao, một ván 100 ngàn, có gì ngạc nhiên. Thiết Chiêm Hùng giống như tức giận, dường như bị Thẩm Khai làm cho tức giận. Bố tôi kiếm bao nhiêu tiền không phải việc của ông, có tiền thì đánh cuộc. Nếu không thì đi hóng mát đi. Thẩm Khai vừa nói vừa chỉ tay về phía bóng cây, ý nói không có tiền đừng giả làm đại gia, mau đến dưới bóng cây kia đi. Tôi cá, hừ. Diệp Phàm không kìm nổi mạo muội thốt ra. Này đồ ngốc, rõ ràng tài chơi gôn của cậu có thể chơi đùa với thiếu gia Mâu Cương ở tỉnh thành này sao, đừng nói 100 ngàn một ván, mà 10 ngàn cũng không nên đánh cược nhé. Một ván này bằng 20 năm tiền lương, đồ ngu như lợn. Cách đó không xa, Quách Thu Thiên bất mãn lầm bầm, tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Thu Thiên, hắn làm hắn chịu, cháu lo làm gì, tính tình nóng thế sao,
đừng nóng vội, người ta tự nguyện. Quách Mỹ Phượng đứng bên cạnh giả vờ an ủi, ánh mắt quan sát sự thay đổi của cháu gái. Chương 659, đánh cuộc 3 triệu. Cháu, chẳng qua là cháu thấy tức thay. Quách Thu Thiên nói xong định tiến lên ngăn cản, tuy nhiên bị cô kéo lại, đưa mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng nhỏ giọng cười. Thu Thiên, vừa rồi người đàn ông trung niên kia hình như có quan hệ rất tốt với Tề Chấn Đào, có thể có quan hệ với Tề Chấn Đào thì sẽ là người không có đầu óc sao? Cháu đấy, người trong cuộc thường mê muội. Quách Mỹ Phượng nói câu này, lập tức làm Quách Thu Thiên tỉnh lại, không dám lên tiếng nữa. Tốt lắm, chuẩn bị một chút rồi bắt đầu. Mâu Cương sợ Diệp Phàm thay đổi lập tức nói. Từ đã, nếu đánh cược phải đánh lớn, một ván 50.000 thế nào, ba ván thắng hai. Thiết Chiêm Hùng vung tay lên nói. 50.000. Mâu Cương đưa mắt nhìn Thẩm Khai. Một ván 50.000 đúng là đã vượt qua khả năng của anh ta, chính xác là quá lớn. Gia đình Mâu Cương không giàu có, chẳng qua cha anh ta thu tiền bất chính thôi, tiền thu được không nhiều, dù sao, ủy ban kỷ luật vẫn đang ở trên đầu. Bình thường đi theo Hứa Thông, đều là Thẩm Khai chi tiền hết, cho nên không cảm thấy mình ít tiền. Đánh cược. Thẩm Khai không hề nháy mắt gật đầu, hơn nữa chỉ vào mọi người nói. Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng, đừng có đổi ý là được. Đổi ý, trong thẻ này có 3 triệu, cũng đủ đánh mấy ván. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên lấy trong cặp da ra một tấm chi phiếu. Được, ta mời nhân viên quản lý làm chứng. Tôi đây cũng có một tấm thẻ, 5 triệu. Mời người nhân viên làm chứng một chút, tạm thời để ở đó. Thẩm Khai nhận chi phiếu cả của mình cùng đưa cho nhân viên quản lý sân bóng. Tuy nhiên thằng nhãi này giống như vẫn chưa hết giận, quyết định tăng lợi thế, dù sao hôm nay cũng thắng chắc rồi, không kiếm thêm chút nữa thì không sướng, lập tức trong lòng hung ác, giơ tay lên nói. Anh này, anh có thẻ 3 triệu, chúng ta đánh cược một ván duy nhất, 3 triệu thì thế nào? 3 triệu, không thể, anh Thiết, thế nhiều lắm, hơn nữa, em vừa mới học. Diệp Phàm lúc này phản đối, thái độ rất kiên quyết, hắn đương nhiên là giả vờ. Màn trình diễn này thật ra quá thật, trên mặt lộ vẻ lo lắng, khiến Thiết Chiêm Hùng thở dài trong lòng thằng nhóc này, biểu diễn không tồi, không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. Lập tức cũng phối hợp với Diệp Phàm tỏ vẻ suy nghĩ, đương nhiên là muốn suy xét lời Diệp Phàm nói. Thiết Chiêm Hùng đương nhiên phải câu cá lớn. Có 3 triệu, muốn người 1,5 triệu cũng không tồi. Thật ra Thiết Chiêm Hùng lương lậu cũng không có gì đặc biệt, một tháng cao nhất cũng chỉ có 50 ngàn là tối đa. Tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng là cao thủ lục đẳng, đương nhiên cũng có nhiều việc kiếm ra tiền. Tuy nhiên một năm thu nhập cũng không quá 1 triệu, Diệp Phàm thì nếu không phải hắn có y thuật kỳ lạ thì muốn kiếm tiền cũng khó. Đương nhiên, Thiết Chiêm Hùng là người mà làm việc gì cũng là do nhà nước, ăn chơi đều có người trả. Về cơ bản thì 1 triệu là cũng đủ tiêu xài cả năm. Thấy Thiết Chiêm Hùng giống như đang suy nghĩ, Mâu Cương ra đòn sát thủ, cười khinh miệt nói. Lớp trưởng Diệp, cậu đường đường là lớp trưởng, trưởng ban tống của tỉnh ủy cũng nói cậu là một nhân tài, có thể kéo được hàng trăm triệu đầu tư, hôm nay sao lại nhát gan như vậy? Xem ra tôi đánh giá cậu cao quá, nếu không như vậy, không dám thách đấu cũng đúng, chỉ cần cậu làm như Hàn Tín là được. Lời nói đùa của Mâu Cương làm mấy người bọn chúng ha hả cười đồng lõa, cười không ngừng đến mức phải ôm bụng gập người. Mâu Cương, cậu nói câu này ý gì, tôi không hiểu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chuyện Hàn Tín ngày xưa tôi tin cậu Diệp đã nghe qua, cũng đã biết. Hàn Tín năm đó không dám ứng chiến liền làm, hôm nay lớp trưởng Diệp không dám ứng chiến, làm giống Hàn Tín vậy. Tôi khâm phục lớp trưởng Diệp có trí tuệ số 1 ha ha ha. Mâu Cương cười không ngừng, giãn chân ra, dường như đang chờ Diệp Phàm chui qua. Mâu Cương, được, đánh cuộc. Diệp Phàm làm bộ dạng hổn hển, mặt đỏ phừng phừng, quát lên. Đánh cuộc. Thiết Chiêm Hùng giống như bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, một trận là phân thắng bại. Mâu Cương chỉ vào lỗ xa nhất nói. Lớp trưởng Diệp, chúng ta ai đánh vào lỗ đó thì đó là người thắng. Ví dụ tôi đưa bóng vào lỗ đó dùng 10 gậy, cậu dùng 15 gậy thì tôi thắng, hiểu chưa? Được rồi, ai đánh trước? Diệp Phàm gật đầu. Quản tù tì quyết định ai đánh trước? Mâu Cương nói rõ ràng. Trò này Diệp Phàm rất giỏi. Với mắt của Diệp Phàm thì chỉ cần Mâu Cương vừa giơ tay ra đã đoán được y sẽ ra cái gì. Kết quả đương nhiên là Mâu Cương chơi bóng trước. Lúc này,
Mậu Cương là nhân vật trên sân khấu, thằng nhóc này còn rất ra vẻ, khoát tay áo, chỉnh lại thắt lưng, vẻ tự đắc, lại được mấy người bạn không ngừng vỗ tay cổ vũ, đương nhiên là muốn tạo ưu thế cho anh ta. Bởi vì lần này một trận là phân thắng bại, cho nên lựa chọn bóng ở một khoảng cách xa, khó khăn tương đối lớn. Lựa chọn đặt bóng không ngờ là một triền núi, lại phải đánh lên trên, trải qua một bãi cát dài, còn có mấy ô nước, khó khăn khá lớn. Chỉnh không tốt, bóng sẽ rơi xuống bãi cát, tìm không thấy, lúc đó không tìm thấy bóng còn đánh gì nữa, cho dù tìm thấy thì đánh tiếp cũng rất khó khăn. Qua các mặt nước còn khó hơn, so với chướng ngại vật thì khó gấp N lần. Nói ngay như bụi rậm cỏ tranh kia, bóng rơi vào đấy có thể tìm thấy, nhưng tìm thấy rồi đánh ra cũng rất khó khăn. Sân bóng lúc thành lập mục đích để mọi người giao lưu và các cầu thủ giao đấu. Không ngờ lúc này để đám người Mậu Cương lợi dụng làm công cụ kiếm tiền. Kỹ thuật của Mậu Cương chính xác không tồi, sức lực cũng tốt, qua vài vũng nước cũng xong, các bờ cát cũng chỉ dừng lại vài cái, hai gậy đã có thể vượt qua. Cả một khoảng cỏ dài cũng chỉ dừng lại vài gậy là xong, một tiếng sau cuối cùng cũng đánh trúng lỗ, tổng cộng Mậu Cương cần 28 gậy để đưa bóng vào lỗ. Gậy cuối cùng vừa xong thì tiếng vỗ tay như sấm dậy, Thẩm Khai thở phào nhẹ nhàng, chỉ sợ Mậu Cương không đánh bóng đến, bởi vì khó khăn thật sự rất lớn. Lúc này ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Phàm, lúc này mọi người đã vây quanh, mọi ánh mắt đều nhìn Diệp Phàm chằm chằm, Diệp Phàm có vẻ có chút áp lực. 10 người thì 9 người thở dài nghĩ cậu nhóc này thua thật rồi, nghe nói cậu cũng chỉ vừa mới học chơi bóng, không ngờ lại thách đấu với Mậu Cương một ván 3 triệu, nghe nói số tiền này là của một người đồng hương với hắn tên là Thiết Ca Chi Gia. Sốt lắm, không suy nghĩ gì, Quách Thu Thiên thầm mắng trong lòng, thật ra Thái Hồng Ngỗ cũng đang thầm mắng hắn. Ha ha, nói thật, tôi hôm nay mới cầm vào gậy lần đầu tiên. Tuy nhiên, tôi số lại rất đỏ. Anh Thiết, vừa rồi lúc chúng ta ra cổng không phải là gặp thầy tướng số, ông ta nói hôm nay là ngày em gặp may, có sao tốt soi sáng, tiền sẽ từ trên trời rơi xuống. Chẳng phải là nói tới 3 triệu này sao? Diệp Phàm nhún vai, vẻ mặt thoải mái, quay đầu hỏi Thiết Chiêm Hùng. Thầy tướng số đó nghe nói là xem cho 10 người thì 9 người đúng, nếu tính không đúng chúng ta về đánh ông ta một trận, mẹ ơi, đi toi của chúng ta 10 tệ lì xì. Thiết Chiêm Hùng cười mắng. Em nói với anh đừng có ủ rũ làm gì, 3 triệu này còn chưa tính, 10 tệ đó tính gì? Diệp Phàm khẽ cười nói. Hắn cầm gậy còn dơ tỏ ý xem có nặng không, cảm giác thấy hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình, hướng gậy về phía xa cách đó khoảng mấy trăm mét, ý nói sẽ đánh xa thế. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, sử dụng sức rất lớn nhưng lại không đánh trúng cầu, đánh hụt. Bọn Mậu Cương mừng rỡ cười không ngừng, nói. Lớp trưởng Diệp, xem ra đừng nên dùng hết sức mà lại không đánh trúng cầu như thế, đã dùng một gậy rồi, mọi người tính chuẩn đi. Đừng nên để đến lúc đánh mấy gậy mà người ta không thể nói nên lời, ha ha ha. Hứa Thông, Mậu Cương cười rung đùi, đắc ý. Ha ha, nhìn nhầm. Diệp Phàm nhún vai, đưa mắt nhìn mọi người một cái. Lại giơ gậy lên, lần này vẻ mặt như ra sức nhiều hơn nữa, bởi vì mặt hắn đỏ hết lên. Bụp, lần này đánh chuẩn, quả bóng làm một đường parabol bay trên không trung. Bụp, bóng bay một đoạn xa. Không ngờ một gậy lại đánh bóng đến tận bãi cát cách đó 300 mét, lập tức mọi người đều ồ lên. Anh Hứa, anh xem lớp trưởng chúng ta lợi hại không? Đánh bóng còn hơn cả phi tiêu. Mậu Cương đắc ý cười nói. Phi tiêu thì tính gì? Còn có thể đến tận Mỹ, lớp trưởng Diệp không đi quân đội quốc gia thật đáng tiếc. Thẩm Khai vui vẻ nói, thằng nhóc này quay sang phía Diệp Phàm nói. Lớp trưởng Diệp. Có cần bảo người quản lý mang quốc đến để đào tìm bóng không, nếu không, ha ha. Dùng quốc được sao, no, tôi rất may mắn, có phúc, 3 triệu này tôi đã định rồi. Ông này cũng không tin là không được, ngay cả đánh vớ vẩn cũng phải đưa bóng vào lỗ. Diệp Phàm cười lạ lùng, đôi mắt vừa động đậy, đã nhìn thấy bóng rồi. Chương 660, ba gậy vào lỗ. Bóng bất quá cũng chỉ ở mép bờ cát thôi. Xem ra vừa rồi phương pháp khống chế của mình có lẽ khá chuẩn xác, cần bóng rơi điểm nào là rơi điểm đó. Tuy nhiên mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy bóng đã rơi vào giữa hố cát đến nửa mét. Mọi người xung quanh lại cười vang, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, nói. Trời linh thiêng, đất linh thiêng, đến đây đi. Thằng nhóc này miệng cầu Bồ Tát,
miệng văng tục, giơ gậy lên rồi đánh xuống bờ cát. Lập tức hình thành một cú đánh mạnh, một vật màu trắng hình tròn bay vút lên không trung, tạo ra một đường parabol rất đẹp, nhằm hướng lỗ bên sườn núi mà tiến. Binh! Mọi người đều ngạc nhiên, mọi người xung quanh đều ồ lên. Quả bóng kia thật không ngờ đã chui. Tính cả gậy Diệp Phàm đánh hụt, thì tổng cộng mới có 3 gậy, đây là kỹ thuật gì đây, không khác gì thần tiên. Cậu nhóc này số đỏ, mẹ ơi, 3 triệu. Mọi người ngây người vài giây rồi đồng loạt vỗ tay mãi không thôi. Đương nhiên, 10 người thì 9 người cho rằng việc này chắc chắn là ăn may, xem ra Diệp Phàm có chút thế mạnh thế thôi. Người hiểu được ở đây chỉ có Thiết Chiêm Hùng. Cách đó không xa Mỹ Phượng lẩm bẩm nói. Sao có thể thế được, số may thế nào thì cũng không thể tốt đến thế chứ. Chẳng lẽ lúc trước đã đánh tốt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, sao có thể thần kỳ như vậy? Cô, hay chúng ta cũng đi tìm thầy tướng số đó để xem, đúng như vậy mà. Quách Thu Thiên cười nói. Vẻ mặt Hứa Thông đen như mực, mặt của Thẩm Khai thì cứng ngắc. Mâu Cương thì hận không có một đường ngầm để chui vào, biến thành con chuột cũng được. Quản lý đâu, đem tiền đổi thành chi phiếu đưa đến chỗ anh chàng Diệp Phàm này, ha ha. Thiết Chiêm Hùng bình thản cười nhạt. Không được, anh Thiết, tiền đánh cược này đầu tiên anh cho em mượt, đưa cho em thật không phải, hơn nữa lần này là may mắn, nếu thua thì nguy to. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu. Được, mỗi người một nửa, cậu mất sức còn tôi đầu tư, cũng giống nhau thôi. Được lợi thì cùng hưởng. Thiết Chiêm Hùng đề nghị. Từ đã, lần đánh cầu này không tính, vừa rồi anh đánh bậy ở bờ cát, không chừng ở bờ cát đó đã có bóng sắn. Mâu Cương đột nhiên bước lên phía trước một bước, nói lớn, cậu nhóc này xem ra đang nói lung tung. Ha ha, bờ cát đã có bóng trước đó sao? Diệp Phàm quay đầu hỏi người quản lý. Tuyệt đối không có, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận mỗi lần đánh, không có bóng ở đấy được. Người quản lý kiên quyết lắc đầu. Nói láo, nhiều bóng như vậy cậu có thể khẳng định được sao? Gọi giám đốc của các cậu đến đây. Mâu Cương hùng hổ như muốn ăn thịt người khác. Chính cậu có thể đi đào kiểm tra, đúng rồi, quản lý, lấy cho vị này cái cuốc hoặc cái xẻng để cậu nhóc đào xem. Nếu không thì gọi xe xúc đền thử xem, ha ha. Thiết Chiêm Hùng có chút tức giận, trò chơi đã chấm dứt cũng không định chơi lại, cảm giác là hơi bị mất mặt. Ông gọi ai là thằng nhóc, mẹ kiếp, muốn bị đánh phải không? Mâu Cương hùng hổ tiến đến phía Thiết Chiêm Hùng. Bốp! Một tiếng tát vang lên chói tai. Cả người Mâu Cương ngã bay ra xa 3 mét trên mặt đất, rồi còn lăn 3 vòng nữa mới dừng lại, máu từ miệng chảy ra và cả một chiếc răng cửa nữa. Đánh người, anh em! Thẩm Khai vừa quát một tiếng, mấy tên tay chân liền chạy đến vây quanh Thiết Chiêm Hùng. Ai dám làm bậy? Diệp Phàm bước lên. Giờ gậy đánh gôn hua hua, như là đang bảo vệ Thiết Chiêm Hùng, xung quanh nổi lên tiếng tranh luận. Cô, chúng ta ra đấy đi, kỳ lạ quá. Quách Thu Thiên kích động, tim đập loạn xạ. Đừng nóng vội, lớp trưởng của cháu chắc chắn sẽ không chịu thiệt, chúng ta chờ xem kịch vui. Quách Mỹ Phượng cười nhạt, như đã tính trước mọi việc. Dừng tay, ai ở trong này gây rối, không biết đây là nơi do nhà họ Lô ở Thủy Châu mở ra sao. Một người đàn ông khỏe mạnh dẫn một đám tay chân bước đến. Giám đốc Lô, tôi đến chỗ các ông để tiêu khiển, bị tên khốn khiếp này đánh, tôi muốn kiện lên cấp trên. Mâu Cương chỉ vào Thiết Chiêm Hùng và Diệp Phàm, đưa tay lau miệng đầy máu, Thẩm Khai nhặt một chiếc răng đầy máu, chỉ vào đó nói. Cả răng cửa cũng rụng hết, đây là phạm tội, lập tức báo án. Các cậu là ai, rốt cuộc sao lại thế này? Giám đốc Lô nhìn Thiết Chiêm Hùng biết người này chắc chắn là tai to mặt lớn, vừa rồi cùng Tề Chấn Đảo chơi bóng, sau đó tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành đến cũng có vẻ đặc biệt thân thiết, lai lịch tuyệt đối không phải là bình thường. Cho nên, hỏi thẳng Mâu Cương và Thẩm Khai. Không thể tưởng tượng được là hắn, ở Thủy Châu này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ thì là nhỏ. Diệp Phàm giật mình nhận ra người đứng bên cạnh giám đốc Lô, hình như tên là Lô Đinh, có trình độ tam đẳng. Chính là người đã cùng Lô Vĩ đến đập nước Thiên Thủy, là người nhà họ Lô, hóa ra là ở trong bãi này. Lô Đinh vừa thấy Diệp Phàm cũng ngây người vài giây, lập tức lấy điện thoại xem ra là gọi điện cho Lô Vĩ. Ai, tôi à, cha tôi là chủ tập đoàn Tinh Huy. Thẩm Khai ngạo mạn nói, chỉ vào Hứa Thông nói tiếp. Còn cậu này Hứa Đại Thiếu Gia, là công tử của nhân vật số 1 của thành phố chúng ta, cậu này là Mâu Cương Đại Thiếu Gia.
con trai của chủ nhiệm phòng kiểm tra của tỉnh ủy. Ông chủ Lô, hôm nay ông phải xử lý đi, nếu không xử lý tốt, chúng tôi không đồng ý. Đương nhiên, thật ra cha của Mâu Cương chỉ là phó chủ nhiệm phòng kiểm tra của tỉnh ủy, Thẩm Khai đương nhiên bỏ chữ phó đi. Lai lịch không nhỏ, không ngờ là con trai của nhân vật số 1 của thành phố Hứa Vạn Sơn, còn có cả con của chủ nhiệm phòng kiểm tra tỉnh ủy, người này cũng rất giàu có, tập đoàn Tinh Huy, ha ha, cũng không tính là gì. Giám đốc Lô trong lòng đã thầm tính, cân nhắc nặng nhẹ, cảm thấy khó giải quyết. Tuy nói nhà họ Lô không sợ ai, nhưng có thể không động đến ai thì đừng động, nhưng việc hôm nay xử lý không tốt, sẽ gặp phiền phức. Anh Thiết, hình như có người muốn đánh người phải không, lạ nhỉ? Ha ha ha, không ngờ có người dám hô đánh anh Thiết, người đó chắc ăn gan báo rồi đúng không? Trấn Thăng Thành cười cười cùng Tề Trấn Đào đi đến, rất có vẻ vui vẻ khi người khác gặp nạn. Quay đầu nhìn mấy người Hứa Thông, vẻ mặt đó lập tức thay đổi, uy thế đột nhiên phát ra, hỏi. Cậu là ai, làm gì mà gây rối ở đây? Gan cũng lớn nhỉ, còn định vây anh Thiết, các cậu có mấy cái đầu? Nhìn thấy Trấn Thăng Thành mang quân hàm thiếu tướng, mấy người Hứa Thông chợt lạnh trong lòng, trợn tròn mắt. Người này lai lịch thế nào, Hứa Thông đương nhiên biết, tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành, anh em cùng nhà với chủ tịch nước Trấn Sơn Hà. Cha anh ta tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhưng còn phải một cấp nữa mới bằng ông ta. Cấp bậc tuy nói là giống nhau, nhưng số cũng kém mấy cấp. Trấn, chú Trấn, cháu sai rồi. Hứa Thông mặt biến sắc, biết không thể chống đỡ được lập tức cúi đầu. Gọi ta là chú Trấn, lại họ Hứa, không phải là con trai của Vạn Sơn chứ. Trấn Thăng Thành và Tề Trấn Đào thực ra đã đến xem từ trước, vừa rồi Thẩm Khai thổi phồng đã biết thân phận của mấy cậu này. Đúng vậy chú ạ, chú gọi cháu là Hứa Thông, ba cháu là Hứa Vạn Sơn, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Hứa Thông thành thật đáp, không thể cung kính hơn. Còn thể thống gì nữa, nơi này là nơi nào, các cậu cũng dám gây rối. Xem ra tôi phải nói chuyện với cha cậu. Tề Trấn Đào nghiêm khắc quát. Tề, phó chủ tịch tỉnh Tề, cháu biết cháu sai rồi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Mâu Cương tái mặt. Vội vàng lau sạch miệng đầy máu run rẩy đứng lên, không dám ngẩng đầu. Hừ, có biết ông ta là ai không? Là khách do ta mời đến. Người trẻ thấy người lớn không ngờ còn định đánh nhau, còn chửi chó má. Nếu không có tôi ở đây hôm nay, xem ra cậu làm cho người ta không thể nói được lời nào. Tề Trấn Đào không nể tình chút nào, hung hăng tát vào mặt Mâu Cương một cái. Nghiêm mặt, dạy dỗ. Còn không nhận lỗi với đoàn trưởng Thiết, còn muốn đánh nữa à? Thiết, đoàn trưởng Thiết, rất xin lỗi. Mâu Cương không biết làm thế nào, nhìn Thiết Chiêm Hùng tỏ ý xin lỗi. Cậu nhóc, có phải là không phục hay không, muốn tìm tôi thì bất cứ có thể đến báo săn. Về nói với cha Hứa Vạn Sơn một tiếng, là Thiết Chiêm Hùng có lời hỏi thăm. Thiết Chiêm Hùng ở Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu biết chưa? Hừ, sao lại có thể càn quấy như thế? Thiết Chiêm Hùng không hề để ý đến ai, quay đầu vỗ vai Diệp Phàm nói. Cậu Diệp. Anh Tề, anh Trấn, chúng ta đi uống vài chén đi, đúng là loạn, nếu với tính cách trước đây của Thiết Chiêm Hùng, thì bọn này lĩnh đủ. Thiết Chiêm Hùng thân thiết với Diệp Phàm như vậy làm bạn bè của Diệp Phàm đứng xung quanh được mở rộng tầm mắt. Âm thầm khiếp sợ, không biết đoàn trưởng Thiết này có lai lịch thế nào, không ngờ cả tư lệnh quân khu tỉnh đối với ông ta cũng có vẻ lễ độ, lại là khách của phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tiểu Diệp, còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi thôi. Thấy Diệp Phàm đang đứng với các bạn học, Tề Trấn Đào có vẻ không kiên nhẫn gọi. Thật ra Tề Trấn Đào đã muốn làm ơn mà không tốn công sức, biết những người đó là bạn học của Diệp Phàm, nên gọi Tiểu Diệp là đang tạo cho Diệp Phàm lợi thế, thể hiện rằng hai người có quan hệ gì đó. Diệp Phàm đương nhiên không ngốc, vội vang quay lại nói. Chú Tề, chú và anh Thiết, tư lệnh Trấn đi trước, cháu chào các bạn rồi đi sau. Lớp trưởng Diệp, anh đi trước đi. Chúng tôi sẽ tự trở về. Mấy người bạn học đi theo Mâu Cương vội vàng nói, nào dám để Tề Trấn Đào và tư lệnh Trấn đợi. Tuy nhiên, vài người trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, đang đoán là sao Diệp Phàm lại gọi Tề Trấn Đào là chú, chẳng lẽ là cháu bên nhà mẹ đẻ của Tề Trấn Đào. Lô Đinh, trước đây cậu nói người này thân thủ cấp tứ đẳng, so với cậu mạnh hơn. Hôm nay xem ra không chỉ ở mức đó đâu. Một người lớn tuổi mặc áo choàng có tròm râu dài cười nói. Chương 661, nguy cơ. Trưởng lão,
đó là nói trước đây thôi, sau này thì không phải chỉ đẳng cấp này, hẳn là ngũ đẳng. Thật sự là thiên tài, nghe nói mới 20 tuổi. Lô Đình rất cung kính nói. Ngũ đẳng, ở Trung Quốc chúng ta kỳ thật là một bậc cao. Dùng chân có thể đá vỡ 5 tấm gạch xanh xếp chồng lên nhau thì mới có thể xưng là người luyện quốc thuật bậc ngũ đẳng. Xem ra người kia một cước ra sức của đôi chân hẳn có thể mạnh tới 700-800 cân. Cậu nói cẩn thận xem, vừa rồi thằng danh Diệp Phàm xa thế chỉ dùng hai gậy đã đưa bóng vào lỗ, việc này cần nhiều lực, cần con mắt chuẩn, cậu có thể làm được thế sao? Lô Tiên giật cười ha hả nói. Vừa rồi từ đó đến lỗ khoảng cách chừng 400 mét. Không cần nói là xa thế đánh bóng vào lỗ, mà đem bóng đặt trước cửa lỗ đánh chúng còn khó. Không có sức mạnh ngàn cân, không có khả năng thực hiện được, năng lực của người này đúng là thần thánh, xem ra mắt có thể so với chim ưng. Lô Đình thở dài không khỏi khâm phục. Ha ha, cậu chỉ thán phục mắt nhìn của cậu nhóc đó không nghĩ đến việc khác. Cậu nghĩ lại xem, cậu đánh cầu xa thế có thể làm được. Nhưng trúng lỗ thì không thể, cho nên, Lô Đình, cậu nghĩ xem nếu mạnh thế thì bóng sẽ như thế nào. Lô Tiên giật vẻ mặt thần bí, tỏ vẻ là cao nhân ẩn giật. Quả bóng đó chắc là vỡ rồi. Lô Đình trợn mắt vẻ kinh ngạc. Đúng rồi. Sức mạnh ngàn cân đó chắc chắc sẽ vỡ rồi. Nhưng cậu nhóc họ Diệp kia không làm bóng vỡ ra mà không hề tổn hao gì. Lợi hại hơn là còn làm cho bóng đi đúng lỗ, trúng lỗ rồi cũng không bật ra ngoài. Cậu nhóc họ Diệp đó chắc chắn đã dùng lực để giữ, khả năng đã đạt đến cấp đại sư. Nên biết bóng được đánh đi xa như vậy thì lực quán tính sẽ rất lớn, không bắn ngược ra chắc chắn đã dùng lực nén lại. Cho nên, đó là một nhân tài thực sự. Xem ra. Ha ha! Lô Tiên giật không nói, chỉ cười. Xem ra cái gì, trưởng lão, ông nói rõ xem nào. Lô Đình trong lòng nóng như lửa đốt, hỏi. Ta cũng không dám khẳng định. Lô Tiên giật lắc đầu, đột nhiên không cười nữa, nói với Lô Đình. Cậu hãy liên hệ với ông chủ ở đây, bảo ông ta chuẩn bị một thẻ hội viên kim cương do chính tay ông ta ký tên rồi cậu đưa tận tay cho Diệp Phàm. Cũng nói với ông chủ ở đây. Về sau nếu họ Diệp này có việc gì cần nhờ đến nhà họ Lô, nhất định phải ủng hộ hết mình, không được chậm trễ, hãy nói đây là ta nói, ôi. Lô Tiên giật cuối cùng còn thở dài, lời ông ta nói làm Lô Đình không nói được câu nào. Nghe nói số thẻ kim cương mà dòng họ Lô ở Thủy Châu phát ra không quá một bàn tay, không phải cấp bộ trưởng cũng là người có tiếng tăm trong xã hội. Diệp Phàm mới không đến 20 tuổi, không ngờ có được thẻ này. Đây là thẻ mà họ Lô tặng cho những khách cao cấp thẻ khác VIP. Ở tất cả các địa điểm kinh doanh của họ Lô đều có thể miễn phí, nói trắng ra là thâm hụt tiền vốn. Nghe nói thẻ này đã trải qua chứng thực của các ngân hàng Thụy Sĩ, lúc cần thiết có thể ứng trước 5 triệu, đó chính là điểm làm người ta không nói được gì. Trưởng lão, chỉ sợ Diệp Phàm sẽ không nhận, người này tính tình cũng rất lạ, có bản lĩnh lăn lộn quan trường, tuy không có tiền nhưng cũng không tham tiền. Lô Đình có chút chần chừ sợ Diệp Phàm không nhận. Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình. Điều này không có gì kỳ quái. Trước đây ta đã nói với cậu, có cao thủ cửu đẳng cả đời đều ở trên núi. Bọn họ chỉ cần một tòa nhà tranh, một cần câu, đã có thể vượt qua cả đời. Nói như thế nào nhỉ? Đây chính suy nghĩ của cao nhân, không màng danh lợi, sao cậu có thể hiểu hết được? Còn thẻ này cậu nhóc đó có nhận hay không? Cần phải suy nghĩ, có thể dùng cả Lô Vĩ. Lấy tình anh em kết nghĩa để nói. Hơn nữa, cậu nữa, cũng có thể lấy lý do người ta là người trẻ tài năng, muốn làm bạn bè, có lợi cho cậu. Ha ha ha. Lô Tiên giật nói câu cuối xong thì bước đi luôn, chỉ để lại Lô Đình đang gãi đầu ngơ ngác không hiểu ra sao cả. Trưởng lão, thẻ kim cương của nhà họ Lô tặng cho một người mới 20 tuổi có phải có chút hơi quá? Hơn nữa người này chỉ là một phó chủ tịch của một huyện nghèo, không giúp được gì cho nhà họ Lô. Đương nhiệm gia chủ họ Lô Lô Bạch Vân đưa mắt nhìn Lô Tiên giật một cái, cũng không phải tiếc tổn thất này. Bạch Vân, con hiện nay đã là gia chủ, lần trước cháu Vĩ vừa mới đạt tam đẳng, đột nhiên đột phá đến tứ đẳng, đây là một hành động vĩ đại, dù là ta cũng không làm được. Ai có thể làm được, chính là phó chủ tịch huyện nghèo Diệp Phàm kia. Vừa rồi đến xem Diệp Phàm đánh bóng, không chừng có khả năng ngũ đẳng cảnh giới thuần hóa. Đây là một thiên tài còn chưa tới 20 tuổi, vài năm nữa xem ra có thể đạt đến lục đẳng. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, người ta cũng chẳng báu bở gì đâu. Mình cần phải lung lạc lòng người một cách lặng lẽ.
Lộ Giật Tiên hơi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, bắn ra những ánh nhìn sắc bén. Ông lại như có một chút mất mát, thở dài, nói tiếp. Bạch Vân, gần đây nhà họ Phượng dục dịch, mấy ngày hôm trước Phượng Xí Diêu đề xuất dùng võ để giải quyết việc kinh doanh của hai nhà, ta chẳng lẽ không đáp lại? Thế thì nhà họ Lô chúng ta ở Thủy Châu còn thể diện ở Nam Phúc này không? Cha, không thể đáp ứng, chúng ta không thể thắng. Lô Bạch Vân môi run run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phần thắng đương nhiên là có, Phượng Xí Diêu thất đẳng bậc luyện kình, ta là thất đẳng khai nguyên, kém hai bậc, phần thắng có thể chỉ một phần, bại đến chín phần. Tuy nhiên, chúng là đều là người sắp xuống mồ, ta tin tưởng, ta muốn, cho dù thế nào cũng phải đấu. Không thể thắng Phượng Xí Diêu nhưng cũng phải có cơ hội kéo hắn cùng xuống mồ. Chẳng qua là ta đi trước vài ngày, ông ta đi sau vài ngày thôi, xuống âm phủ chúng ta vẫn là hai ông lão đối đầu, ha ha ha. Lộ Tiên Giật không phải đang dọa con, nhưng thật ra rất thoải mái. Cha, cha không thể nghĩ như vậy, nhà họ Lô chúng ta còn muốn dựa vào cha để phát triển. Lộ Bạch Vân lo lắng đến toát mồ hôi. Bạch Vân, không có gì phải vội. Con người có một đời, cỏ cây cũng vậy, cuối cùng cũng là chết. Lần này luận bàn không thể tránh nữa. Gần đây nhà họ Phượng kéo theo người hỗ trợ, con cũng phải chuẩn bị trước. Cha đoán, không lâu nữa, Diệp Phàm, ôi, nếu cha ra đi, vậy sau này Diệp Phàm chính là ngoại lực mạnh mẽ nhất của nhà họ Lô. Quân cờ này, không thể nói là quân cờ mà nên coi như thần để cung phụng. Sư phụ có thể nuôi dưỡng một người trẻ tuổi giỏi thế, tuyệt đối là một siêu nhân cao thủ. Ta thật hy vọng có thể gặp ông ta. Đáng tiếc, việc này chúng ta không thể làm, đừng làm người ta tức giận. Bạch Vân, đừng nhìn việc nhà họ Lô chúng ta ở Thủy Châu có địa bàn Nam Phúc không tồi. Hơn nữa ở vài tỉnh của Giang Nam cũng phải có uy danh, nhưng gặp một người cao thủ, ví dụ như cao thủ bát đẳng hoặc cửu đẳng, chúng ta có khả năng thắng họ sao? Lộ Tiên Giật lo lắng vì nhà họ Lô. Con biết rồi thưa cha, con lập tức ký tấm thẻ đưa đi. Lô Bạch Vân biết nói gì cũng vô dụng, bắt tay vào chuẩn bị, suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Việc này có nên nói với cháu Vĩ một chút? Không cần, không giúp được gì, đừng để cháu nó tăng thêm phiền não. Lô Tiên Giật khoát tay áo, nhắm mắt đứng dậy, Lô Bạch Vân cũng vội bước ra ngoài. Đến Bát Bảo Các thì không cần phải nói, Ngư Thái và Vệ Thiết Thành, Tiền Hung Tiêu kéo bạn học đến ăn cơm, đương nhiên trước đó Diệp Phàm đã sắp xếp tốt. Để tăng mạnh uy danh, Ngư Thái mời được cả trưởng phòng cán bộ 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà Diệp Phàm cũng mời đội trưởng đội cảnh sát hình sự hạ mới quen đến, bởi vì trong lớp cũng có đồng chí là công an. Mấy người làm cho một bàn đầy bạn học, chật cả một phòng lớn. Diệp Phàm cùng Thiết Chiêm Hùng ba người tới phòng, nghe ba đồng chí lãnh đạo nói chuyện chính trị, cũng thấy có chút thú vị. Đương nhiên, đây là ba lãnh đạo cấp cao, hắn chỉ có thể lắng nghe. Nghiễm nhiên trở thành người hầu rượu. Đoàn trưởng Thiết, nghe nói Triệu Quát đã đến quân khu Bắc Kinh đảm nhiệm phó tư lệnh, việc này hẳn không phải là tin đồn vô căn cứ chứ. Trấn Thăng Thành nâng một chén rượu chạm chén Thiết Chiêm Hùng, uống một hơi cạn sạch, ra vẻ rất vô tình hỏi. Có việc này sao? Tề Trấn Đào cũng ngạc nhiên thật sự, xem ra trước đó không nghe được tin tức này. Tin tức này đúng là làm người ta sợ hãi. Triệu Quát là người nhà họ Triệu có quân hàm cao nhất sau phó chủ tịch quân ủy Triệu Bảo Cương, cũng có thể nói là người mà sau này Triệu Bảo Cương về hưu là trụ cột nhà họ Triệu. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói là trụ cột của nhà họ Triệu ở quân đội. Nhưng Triệu Quát đã hơn 52 tuổi rồi, nếu có thể đến Bắc Kinh làm phó tư lệnh, không đầy 2 năm có thể lên làm tư lệnh quân khu Bắc Kinh, nên ngai vàng của nhà họ Triệu cũng sẽ không vì Triệu Bảo Cương về hưu mà yếu đi. Đây đúng là tin tức không tốt cho các thế lực đối địch của nhà họ Triệu. Triệu Quát còn trẻ đã là trung tướng, tiến thêm một bước nữa chắc chắn sẽ là ủy viên quân ủy, hơn nữa sẽ có khả năng lên quân hàm thượng tướng. Tuy nhiên, ngồi trên ghế phó chủ tịch quân ủy thì hẳn là không có khả năng. Bởi vì tuổi của Triệu Quát đã quá lớn, nếu là hơn 40 tuổi thì tốt. Triệu Bảo Cương 2 năm nữa sẽ lui, khắp nơi đều ăn mừng vì thế lực nhà họ Triệu suy yếu. Không thể tưởng tượng Triệu Bảo Cương đã chuẩn bị về sau, xem ra đã cùng Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà đạt được thỏa thuận gì đó, xem ra đã đem Triệu Quát làm người đứng sau của nhà họ Triệu trong quân đội. Mà về chính trị nhà họ Triệu còn có Triệu Sương Sơn, cũng chính là anh ruột của Triệu Quát, đang là bí thư của tỉnh Chiết Ninh, ủy viên Trung ương.
nếu không xảy ra vấn đề gì sai lầm thì việc Triệu Sương Sơn có trong danh sách ủy viên Bộ Chính trị hẳn không là vấn đề gì lớn. Chương 662, vận mệnh giới quân đội. Về sau Triệu gia võ có Triệu Quát, văn có Triệu Sương Sơn, thế lực tuy không thể so với thời kỳ ông cụ Triệu Bảo Cương đảm nhiệm chức phó chủ tịch quân ủy được, có yếu đi một chút, nhưng căn cơ của nhà họ Triệu cũng chẳng lung lay gì. Sau này đợi thế hệ đám con của Triệu Sương Sơn tướng quân Triệu Côn, được xưng là đời thứ ba của Triệu gia đứng ra thì Triệu gia lại một lần nữa trở thành con cá sấu lớn nhất trong giới quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sau này Triệu Bảo Cương về hưu ai sẽ tiếp trưởng ấn soái phó chủ tịch quân ủy của ông, đây đã sớm là sóng gió trong giới quân đội nước ta, cho dù nói không có chút khói súng nào, tuy nhiên liên minh trên chính trị, công kích và phản chế đang âm thầm diễn ra. Nhưng loại tranh đấu đỉnh cao chính trị này tiêu hao rất nhiều thể lực công kích, hoàn toàn chuyển hóa thành một dạng tranh đấu trí tuệ và thế lực, mạng lưới quan hệ của con người, nắm chắc được mạng lưới quan hệ trong tay, đây mới chính là loại tranh đấu tầng cao không nhìn thấy máu. So với bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất chân chính gì đó lợi hại hơn nhiều. Một chuyển biến tư tưởng, một lời nói ở tầng cao có thể quyết định vận mệnh của một tướng quân, có thể quyết định bổ nhiệm, hoặc về hưu của một bí thư tỉnh ủy. Hiện nay Triệu Bảo Cương là trưởng môn của hệ Triệu, kế hoạch của ông ta đương nhiên là muốn đẩy người của hệ Triệu mình lên ngựa kế thừa vị trí của mình, nhưng, dựa vào tình trạng bây giờ thì hình như không có khả năng. Ánh mắt của nhiều phe phái đang nhìn chằm chằm vào cái ghế phó chủ tịch quân ủy của ông ta, hiện nay hệ Tào, hệ Mai, cũng đều có thể nhúng tay vào. Đặc biệt là hệ Tào, gần đây rất thân mật với hệ Cố. Nếu thực sự hai hệ này mà kết thành liên minh mật thiết thì hệ Triệu kia sẽ không thể nào chống nổi rồi. Đơn giản là nói về thực lực, hệ Triệu mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng chỉ mạnh hơn chút xíu thôi, hai con hổ mà hợp lại với nhau, lực của hệ Triệu không lại đâu. Triệu Bảo Cương dù có sầu lo, suy xét nhiều, cũng chỉ có thể chuẩn bị trước mà thôi. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp với chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, để cho Triệu Quát đến quân khu Bắc Kinh đảm nhiệm phó tư lệnh. Bước tiếp theo là đợi 2 năm sau mình về hưu thì có thể thuận theo lý mà đưa Triệu Quát lên ngai vàng tư lệnh quân khu Bắc Kinh, từ đó mà tiến vào danh sách ủy viên quân ủy. Nhân vật lĩnh quân đời thứ 3 của Triệu gia đương nhiên thuộc về thiếu tướng sư đoàn trưởng Triệu Côn thuộc sư đoàn dã chiến số 1 hiện đang ở thành phố Mặc Hương. Triệu Quát vừa đi, Triệu Côn cũng nên chuyển vị trí, nếu cứ ở mãi sư đoàn dã chiến thì tiền đồ cũng chẳng có là bao. Triệu Bảo Cương đương nhiên muốn đưa cháu mình Triệu Côn lên ngồi ngai vàng tư lệnh ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt sau khi Triệu Quát rời đi, nhưng Triệu Bảo Cương biết chuyện này là tuyệt đối không thể được. Đó là chức vụ hàm trung tướng, dựa theo thứ tự thay phiên thì cũng phải để quân đoàn trưởng quân đoàn quân khu 2 lĩnh Nam Cố Thiên Kỳ lên ngồi trước, hoặc là vị phó tư lệnh nào đó của quân khu lĩnh Nam xuống chủ trì. Cho nên, điều Triệu Côn đến quân đoàn 2 Thủy Châu đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng cũng có lý. Nhưng mặc dù là bước này cũng khó mà thực hiện được. Thứ nhất, Cố Thiên Kỳ muốn tiếp nhận vị trí của Triệu Quát cũng rất khó, vì lý lịch và kinh nghiệm của Cố Thiên Kỳ, một người mới 30 mấy tuổi, tuổi tác nhỏ quá, kinh nghiệm cũng ít, gia thế cũng không đủ mạnh, muốn ngồi trên ngai vàng tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu ít nhất cũng phải quân hàm trung tướng, tuổi tác vẫn chưa đến 45 thông thường là không có khả năng rồi. Cố Thiên Kỳ mà chưa được chuyển ổ thì Triệu Côn cũng không thể động đậy. Hơn nữa, mặc dù muốn đề bạt Triệu Côn cũng phải trải qua cấp phó quân đoàn trưởng, nhưng nhảy liền hai bậc trực tiếp lên ngựa thì đó là biên độ dao động quá lớn. Cho nên, rút dây động rừng, đây là những vòng tròn nối liền với nhau. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu rất trọng yếu, đối diện là Đài Loan, bên phải là Hong Kong, còn có Ma Cao, bên cạnh đó là phải áp chế tiểu Nhật Bản, còn có những nước nhỏ có dụng tâm khác của Đông Nam Á, cả ngày cứ sinh chuyện. Mấy tỉnh vùng duyên hải phía nam đều nằm trong sự quan sát của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Tuy nói nhà nước không bố trí bao nhiêu binh lực ở Vịnh Lam Nguyệt, chẳng qua chỉ có một quân đoàn, trang bị có 5-9 vạn binh mã. Nhưng quân đoàn 2 trực thuộc đại quân khu lĩnh Nam lại là bộ đội chủ chốt của quân khu, cũng có thể nói là chủ chốt của Trung Quốc. Trang bị của quân đoàn 2 có vũ khí tốt nhất, tiên tiến nhất, binh sĩ và quan quân tinh anh nhất. Đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Chỉ có Trung ương và người tầng cao nhất trong giới quân đội mới biết, chỗ lợi hại thật sự của Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu là chỉ con sư tử được ẩn mình đang ngồi ở đó, đương nhiên là chỉ binh đoàn báo săn do Thiết Chiêm Hùng cầm đầu, càng chặt chẽ hơn chính là đội thứ 8 tổ đặc nhiệm A quốc gia đã đóng ở đó. Đây mới chính là nòng cốt trong nòng cốt, đương nhiên,
đối với những chuyện này chỉ có mấy người ở tầng cao biết được thôi. Như Triệu Quát, đường đường là một trung tướng tại sao lại khách khí với một phó chủ tịch huyện Diệp Phàm như vậy, thậm chí còn không tiếc giật dây cháu gái mình là Triệu Tứ, buổi tối hôm đó ở Phi Vân Các có phải hiến thân đi chăng nữa cũng không sao. Kỳ thực, nếu đêm đó ở Phi Vân Các mà Diệp Phàm thực sự đưa Triệu Tứ lên giường thì Triệu Quát càng vui, sau đó lại nghe con bé Tứ nói chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lòng Triệu Quát thực ra là cũng hơi tiếc nuối. Chỉ có Triệu Quát biết chân tướng đích thực của Diệp Phàm, người ta bên ngoài chỉ là một phó chủ tịch huyện, nhưng thân phận thực sự của Diệp Phàm chính là ghế phó soái danh dự đội 8 nòng cốt tổ đặc nhiệm A quốc gia. Tuy chỉ là ghế danh dự, thường thì không quản việc gì, chỉ là tổ đặc nhiệm A đang che giấu vương bài sát thủ mà thôi. Hơn nữa, nghe nói tên nhãi này không thích lăn lộn trong giới quân đội, chỉ thích lăn lộn chốn chính trị, nhưng tư tưởng của con người thì bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Nói không chừng một lúc nào đó tên nhãi này thấy lăn lộn chính trị chán rồi, muốn phát triển ở giới quân đội, thế thì hắn chính là một ngôi sao mới có thể làm lóa mắt người ta trong giới quân đội rồi. Dựa vào năng lực của hắn, dựa vào thành tích đáng kiêu ngạo 20 tuổi làm thượng tá báo săn của hắn, chuyện hắn tiến vào danh sách quân ủy chắc chắn không phải là mộng tưởng gì. Thậm chí Triệu Quát còn nghĩ, nếu Diệp Phàm là con rể của Triệu gia, với sự tương trợ của người nhà họ Triệu, không chừng vài năm nữa chính là một thiếu tướng trên người đeo ngôi sao Nguyệt Nga lóe sáng cũng nên. Cho nên, buổi tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra Triệu Quát thậm chí có chút đau lòng vì cơ hội bị mất. Thối lui vạn bước mà nói Diệp Phàm không làm việc trong giới quân đội bình thường, chỉ phát triển ở trong tổ đặc nhiệm A đối với sự giúp đỡ của Triệu gia cũng là không thể lường được. Tổ đặc nhiệm A tuy nói chỉ có gần 50 người, nhưng nó lại ở tầng cao nhất, là nhân vật ở đỉnh cao của Kim Tự Tháp. Càng ở dưới thấp thì càng quan quân quân đội phối hợp với họ càng nhiều hơn, thực sự mà nói, tổ đặc nhiệm A là một hệ thống đặc nhiệm. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A do chính chủ tịch nước trực tiếp nắm trong tay, là một đội quân bí mật nhất của nước Trung Quốc, các tổ trưởng, đặc biệt là đại soái của đội nòng cốt thứ 8 thường xuyên gặp chủ tịch nước, là một nhân vật lớn thủ đoạn cao minh. Ừ, đó cũng chẳng phải bí mật gì lớn, ắt hẳn lệnh điều động ngày mai sẽ đưa đến. Nói thực, tôi thực sự có chút luyến tiếc ông già đó, một người không tệ đâu. Thiết Chiêm Hùng cũng không che giấu. Tốt, Triệu Quát đi rồi là tốt, chắc là Triệu Tứ tiểu thư cũng sẽ không bao giờ trở lại Thủy Châu nữa, bớt đi một phiền phức, lẽ nào ông đây lại sợ cô ta, mất mặt. Diệp Phàm nghe xong trong lòng mừng thầm, thâm tâm vẫn có chút nghi hoặc đối với chuyện tối hôm đó. Không biết lúc đó mình có làm chuyện gì khiến cho Triệu Tứ tiểu thư và Tào Phi Nhi phải bất bình không? Dù sao đến nay vẫn chẳng cách nào kiểm chứng được, hơn nữa bản thân mình say đến bất tỉnh nhân sự, quả thật cũng không biết được. Anh Thiết, vậy thì ai kế nhiệm vị trí tư lệnh Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu? Diệp Phàm không kìm nổi hỏi, tuy nói bản thân không có ý định gì với giới quân đội, nhưng tìm hiểu một chút cũng không thừa, nói không chừng cũng có lúc cần nhờ người ta giúp đỡ. Cái này, hiện nay vẫn chưa rõ ràng, tướng quân thích hợp với vị trí đó rất nhiều, Trung Quốc chúng ta. Đất rộng của nhiều, không có 100 thì cũng có 50. Ắt hẳn là trong nửa năm sẽ không thể quyết định được, hai. Thiết Chiêm Hùng thở dài, nói thêm. Lão Triệu đi tôi thực sự thấy rất tiếc, lão Triệu là người không tệ. Thôi đi lão Thiết, anh em mình uống vài ly, để ý mấy chuyện đó làm gì chứ. Tề Chấn Đào đột nhiên thốt lên một câu thô tục, khiến cho tư lệnh Trấn Thăng Thanh cũng phải liếc nhìn, rồi lại liếc Diệp Phàm một cái. Trong lòng thầm kinh ngạc. Nếu nói ba người bọn họ cùng uống rượu Tề Chấn Đào có buông những lời thô tục thế nào cũng chẳng sao, nhưng ở đây còn có tiểu bối Diệp Phàm mà lại như vậy thì hơi quá. Tề Chấn Đào dường như đã nhìn thấu được tâm sự của Trấn Thăng Thành, cười nói. Lão Trấn, đừng có dòm tôi như vậy, Diệp tiểu tử cũng không là cái rắm gì. Hai người chúng ta cũng có thể nói là vi thần cùng điện, đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trong mắt người ngoài chúng ta cao cao tại thượng, cũng được liệt vào hàng ngũ quan lớn. Kỳ thực cởi lớp vỏ đó đi, mọi người không phải đều giống nhau sao? Huống chi, Diệp, nói sao nhỉ, tên này không dễ gọi. Diệp Phàm là anh em kết nghĩa với Tề Thiên con tôi, bình thường nó gọi tôi là chú Tề, nhưng Diệp Phàm lại là anh em kết nghĩa với Lão Thiết, chúng ta lại xưng anh em với Lão Thiết, cho nên, trong chuyện này phức tạp quá, không phân tích rõ được, dứt khoát ai quản việc nấy, bằng không, ngay cả xưng hô cũng không gọi được. Lão Tề, tôi nói với ông rồi. Có tôi ở đây ông chỉ có thể gọi Diệp Phàm là Diệp huynh đệ, tôi không ở đây thì ông thích làm thế nào thì làm,
dù sao thì tôi cũng chẳng nghe thấy, nhưng hôm nay thì không được. Thiết Chiêm Hùng lớn tiếng nói, có chút bất mãn. Được, 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 lão Thiết, trên bàn rượu này tôi gọi Diệp tiểu tử Diệp huynh đệ là được rồi chứ gì. Nhưng ra cửa thì lại khác, trước mặt công chúng lão Thiết phải chiếu cố cho tôi chút chứ, lão Thiết cũng đừng nói Tề Chấn Đào tôi bợ đỡ, đây là chừng mực không thể rối loạn được. Tề Chấn Đào bật cười ha hả, cứng rắn chiếm miếng bở của Thiết Chiêm Hùng, đương nhiên là Thiết Chiêm Hùng tức giận trợn trắng mắt. Được, 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 lão Tề, coi như ông có gan, một đoàn trưởng nhỏ như Thiết Chiêm Hùng tôi không quản được ông. Nhưng mà, sau này Tề Thiên thăng quân hàm thì có chút, ha ha. Thiết Chiêm Hùng không ngờ lại trực tiếp uy hiếp Tề Chấn Đào, đương nhiên cũng chỉ là nói đùa. Tôi nói này lão Thiết, ông không thể lợi dụng chuyện công trả thù riêng, chuyện nào ra chuyện đó đúng không nào? Người này, có chút hơi quá rồi đó, quản chuyện của tiểu bối cái rắm gì, đúng không nào? Tề Chấn Đào cười khổ, hô lên. Được rồi, nói đùa vậy được rồi, lão Tề, ông thích xưng hô thế nào thì xưng, tôi chẳng sao cả. Dù sao Diệp lão đệ cũng mãi là anh em tốt của Thiết Chiêm Hùng tôi, chắc chắn không thay đổi. Nhưng, nếu mọi người đều là anh em, hôm nay ở đây tôi nói một câu anh em thích nghe. Thân phận của tôi hai vị đều biết rõ rồi, cái này tôi không nói nữa. Cậu em này của tôi thích vì dân làm việc, chí hướng của cậu ấy là ở chốn quan trường, nhưng đặc thù của bên tôi, không giúp gì được cho cậu ấy, dù có thể giúp thì tôi cũng không thể phá hỏng quy củ được. Ở đây... Thiết Chiêm Hùng tôi kính hai vị ủy viên thường vụ một ly, cậu em này của tôi dù nói hiện nay vẫn là một quan nhỏ địa vị thấp, nhưng dần dần cậu ấy cũng sẽ trưởng thành. Sau này còn phải nhờ cậy nhiều vào hai ông anh, đến lúc đó hy vọng hai ông anh có thể nể mặt Thiết Chiêm Hùng tôi mà giúp đỡ Diệp lão đệ một chút, chén rượu này tôi xin cạn. Thiết Chiêm Hùng là một người nói thẳng, nói xong thì uống một hơi cạn chén. Chương 663, ba đầu sỏ liên kết tạo thế. Cái này còn cần ông phải nói sao lão Thiết, chỉ cần Trấn Thăng Thành tôi còn ở Nam Phúc một ngày, thì đại viện quân khu tỉnh này là nhà của Diệp lão đệ, đến lúc nào cũng được. Trấn Thăng Thành cũng là một người thẳng thắn, nói xong uống cạn ly rượu, thuận tay móc từ trong túi một tấm giấy thông hành đặc biệt rất tinh xảo, đưa cho Diệp Phàm, nói. Đây là giấy thông hành đặc biệt dài hạn, chỉ cần Trấn Thăng Thành tôi còn quản lý Nam Phúc một ngày thì sau này cậu có thể dựa vào giấy thông hành này vào quân khu tỉnh. Có chuyện gì cần tìm tôi cũng dễ. Cảm ơn tư lệnh Trấn, cảm ơn. Diệp Phàm vội đứng lên, nhận lấy bằng hai tay, đây chính là tin vui ngất trời. Thân phận của Trấn Thăng Thành tốt xấu gì cũng là tư lệnh quân khu tỉnh, kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có ông ta giúp đỡ, khi nào gặp chuyện gì lớn, chuyện gì gấp cũng có thể mượn chút sức của ông ấy. Cảm ơn lão Trấn, đúng là anh em tốt, chúng ta cùng thêm ly nữa. Thiết Chiêm Hùng cũng đứng lên. Nâng chén rượu, nhưng lại quay qua liếc nhìn Tề Chấn Đào một cái. Đừng có nhìn tôi lão Thiết, chỗ tôi không có giấy thông hành đâu, đó là đặc quyền của lão Trấn. Nhưng, nếu lão Trấn đã lì xì cho Diệp tiểu đệ rồi, thì tôi cũng phải theo thôi, bằng không có người lại chửi sau lưng tôi là không xứng đáng làm anh em gì đó. Trước kia trong quân đội ba anh em ta thường ngồi uống rượu với nhau rồi. Tình nghĩa anh em cũng không thể thiếu đúng không nào? Tề Chấn Đào cười ha ha nói. Diệp lão đệ, thời khắc mấu chốt nhất cứ đến tìm tôi, ha ha. Cảm ơn anh Tề, tôi sẽ nghe theo. Diệp Phàm cũng vội vàng kính rượu, trong lòng thầm oán, lần trước ông cũng đồng ý sẽ cho tôi một cơ hội được đề bạt, giờ lại món cũ xào lại. Nhưng mà trước mặt anh Thiết không thể nói được, cứ để cho ông đùa đi. Cùng cạn, Trấn Thăng Thành hô, bốn chén rượu cùng chạm vào nhau. Anh Thiết, anh Tề, tư lệnh Trấn, tôi qua bên kia một chút. Có mấy người bạn học đang ngồi bên đó, ngại quá. Diệp Phàm đánh tiếng, cảm thấy xưng hô hơi ngượng miệng. Được, cậu cứ đi trước đi, lát nữa rảnh tôi qua đảo một chút. Hai, gần đây bận lắm, ngày mai còn phải chạy về thủ đô. Thiết Chiêm Hùng thở dài, kỳ thực tên nhãi này cũng chỉ muốn trở về để khôi phục công lực mà thôi, trong lòng sớm đã bị mèo cào rồi, cái này đương nhiên Diệp Phàm cũng biết. Lão Thiết, điểm này thì ông không xem là bạn rồi. Nếu muốn đi, vậy thì ba chúng ta cùng đi, thế nào? Trấn Thăng Thành cười ha ha nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Biết Thiết Chiêm Hùng muốn chống cho Diệp Phàm, nếu cùng chống đỡ như vậy thì bán cho Thiết Chiêm Hùng một món ân tình, bản thân cũng cùng đảo một vòng. Chuyện này đối với đám bọn họ là chuyện nhỏ,
nhưng đối với Diệp Phàm lại là một chuyện to bằng trời. Như vậy sợ là không hay, hay là để em gọi mấy người bạn học cùng đến đây kính các vị lãnh đạo, thế nào ạ? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng suy xét, nói. Đương nhiên biết ý tứ của Thiết Chiêm Hùng nhưng có điều phải giả vờ giả vịt, sao có thể để bọn họ đi mời rượu được, như vậy không phải là làm phản à? Vậy, cũng được. Thiết Chiêm Hùng giành gật đầu trước, nếu ba người bọn họ mà đi thì hơi hạ giá một chút, cấp bậc kém quá nhiều đi mà. Diệp Phàm nhanh chóng vào phòng của các người bạn học trong trường đảng, nói. Xin lỗi mọi người, hôm nay đến trễ một chút, trên lầu có mấy người bạn của tôi, nên phải đi chào hỏi một chút rồi mới đến được. Giờ để tôi xin lỗi với mọi người vậy, tôi uống cạn trước ba chén để tạ lỗi với các bạn. Diệp Phàm rất rõ ràng, uống một hơi cạn ba chén rượu. Ừ, lớp trưởng Diệp, trên lầu cuối cùng là bạn nào vậy, sao không mời người ta xuống chơi chung với mọi người một chút cho vui? Tôi nghĩ bạn trên lầu có lẽ cũng trong thể chế luôn đúng không? Ủy viên tổ chức của lớp Miêu Nhân Phụng tiếp lời. Cái này thì anh Miêu đoán đúng rồi. Diệp Phàm gật đầu. Rốt cuộc là ai vậy? Lớp trưởng Diệp, tiết lộ cho mọi người một chút đi, hi hi hi. Quách Thu Thiên cũng đến rồi, nũng nịu cười nói. Dương mắt liếc nhìn Diệp Phàm, hoặc là đoán được gì đó. Tạm thời giữ bí mật đã, các anh em, tôi đã chào hỏi rồi. Sau đó, nếu mọi người hứng thú thì cùng tôi lên đó chào hỏi mấy người bạn rồi xuống, thế nào? Diệp Phàm đề nghị. Được, lớp trưởng Diệp đã nói như vậy chúng tôi sao có thể không nể mặt chứ? Ngư Thái đứng lên hưởng ứng đầu tiên, hơi giống đang diễn kịch, thực ra thì Ngư Thái cũng chẳng biết người bạn trên lầu là ai, nhưng Diệp Phàm đã nói vậy, không hưởng ứng một chút cũng không được. Đúng vậy. Vệ Thiết Thanh cũng hưởng ứng. Tôi tán thành hai tay, tuy nhiên, đám chúng ta có hơn 20 người, tất cả đều lên sợ làm bạn anh say mất, đến lúc đó mà say lăn từ bàn xuống đất thì không thể trách chúng tôi không nể tình bạn học đâu đấy, ha ha. Tiền Hồng Tiêu càn rỡ cười lớn. Âm thanh như sấm. Được, lên, làm họ say, tốt nhất kính cho bọn họ say hết lăn xuống đất luôn, ha ha. Những bạn học khác thừa cơ bỡn cợt. Thế cũng được, mọi người mà làm cho bọn họ say được tôi chắc chắn sẽ không trách tội mọi người. Hơn nữa, nếu tối nay các bạn có thể làm say được mấy người bạn trên lầu, Diệp Phàm tôi mời mọi người ăn 10 bữa cơm, ăn tại bát bảo các này, thế nào? Nếu không làm được thì ngược lại, mọi người mời tôi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, đưa mọi người đi lên. Trong lòng hừ giọng nói, muốn làm bọn họ say, các người phải có gan đó mới được, đừng để đến lúc đó lại run cầm cập đứng cũng không vững thì mất mặt đó. Đánh cuộc đi, ai đồng ý giơ tay nào? Ngư Thái tôi không tin 23 người này mà không chuốc say được vài người, ha ha, thật càn rỡ, chúng ta là ai chứ, đều là những hũ rượu, không cần nói 7-8 bình, ở đây anh em nào cũng có thể uống cạn 3-4 bình. Đúng không nào? Cử chỉ Ngư Thái hào phóng, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên hỏi. Lớp trưởng Diệp, trên đó không phải có 3-4 bàn chứ, cái đó thì phải suy xét một chút. Không, chỉ có 3 người, chắc chắn làm được. Diệp Phàm lén giật dây mọi người. 3 người, ha ha ha, thắng 100% rồi. Các anh em, luân phiên ra trận, lên hết, cả ổ cùng lên. Tiền Hồng Tiêu đầy khí thế. Thật sự giống như một tên thổ phỉ chiếm núi làm vua vậy. 23 người la hét, nhắm phòng Thiết Chiêm Hùng đi. Phòng riêng kia là phòng xa xỉ, cho nên cửa rất lớn, hai cửa ngược chiều nhau. Cửa cũng được che lại, Tiền Hồng Tiêu hùng hổ đi đầu tiên, giơ cao chén rượu đẩy cửa khí phách bước vào, giống như là một mãnh hổ xuống núi. Tuy nhiên, ngay lập tức, tên nhãi này ngây người như một pho tượng môn thần đáng thương. Dáng vẻ, đương nhiên là đang cười. Cười giống cười, nhưng mà, dường như còn khó coi hơn cả khóc. Đương nhiên, thân hình cong như chiếc cầu là rõ ràng nhất, nhưng cũng chỉ hơi cong, chưa đến mức còng lưng. Những người bạn phía sau không biết nên liều mạng thúc giục. Tôi nói này lão Tiền, vào nhanh đi, đứng ở cửa ngẩn ngơ cái gì, không phải trong đó có cô em xinh đẹp mê hoặc quá nên không dám vào chứ gì. Miêu Nhân Phụng cười ha hả, lại chọc cho đám bạn đằng sau cười phá lên. Vào. Vào, các người vào trước đi. Tiền Hồng Tiêu nghiêng người, nhường ra, toàn bộ những người khác hùng hổ tiến vào, ngay lập tức trong sảnh có thêm hơn 20 pho tượng gỗ người sống. Tề Chấn Đào và Thiết Chiêm Hùng thì không mấy người biết, vì mấy cán bộ nhỏ này chưa đến được tầng đó.
Mặc dù Tề Trấn Đào là phó chủ tịch thường trực tỉnh, cũng có lên TV mấy lần nhưng mọi người không ấn tượng lắm. Hơn nữa, dù có ấn tượng đi chăng nữa mọi người không thể ngờ rằng khách của Diệp Phàm là Tề Trấn Đào. Cái đó cũng cái kia quá đúng không nào? Dọa người đương nhiên chính là con hổ trấn thang thành kia, toàn thân mặc trang phục thiếu tướng sáng chói, đó là lý do làm cho đám tiền hồng tiêu biến thành tượng gỗ. Lúc này Quách Thu Thiên không kìm nổi, nói lên. Chủ tịch tỉnh Tề, ngài cũng ở đây à? Chủ tịch tỉnh Tề. Lập tức, trong mắt đều rớt xuống đất, lưng của tất cả những bạn học ở đây đều cong xuống rất nhiều. Ha ha ha, mọi người đều là bạn học của Tiểu Diệp à? Tề Trấn Đào vẻ mặt ôn hòa, tuy nhiên khó mà kìm nén được uy thế của một phó chủ tịch tỉnh thường trực. Vâng thưa chủ tịch tỉnh Tề, chúng tôi đều là bạn học của lớp trưởng Diệp. Quách Thu Thiên dành trả lời trước, nhưng, trong giọng nói kia đầy vẻ kính trọng. Tốt, 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 bạn học là tốt, Tiểu Diệp cùng một chỗ với mọi người, chắc chắn là có ý nghĩa. Tề Trấn Đào cười cười nói đùa, liếc mắt nhìn Quách Thu Thiên, hơi ngây người sau đó cười quỷ dị nói tiếp. Cô bé này không tệ, thân hình giống như một tinh linh tiên nữ vậy. Cảm ơn chủ tịch tỉnh Tề đã khen, tôi làm sao mà xinh đẹp được như vậy, người ta bảo tôi là vịt con xấu xí đó. Khuôn mặt Quách Thu Thiên vui mừng đến nổi khuôn mặt nóng bỏng, đương nhiên là do kích động mới như vậy. Vì trong các bạn ở đây không phải chỉ mình cô là nữ, nhưng chủ tịch tỉnh Tề khen cô, xem ra đánh giá mình cao rồi. Vịt con xấu xí, có một vịt con xấu xí như thế này sao? Phản rồi, làm phản rồi, thế thì Tiểu Diệp thành cái gì chứ, sợ là thành con heo xấu xí rồi, ha ha. Tề Trấn Đào cũng cười đùa, khoát tay, dường như cũng có chút mờ ám, làm cho đám bạn học vẻ mặt hâm mộ, liếc nhìn Diệp Phàm và Quách Thu Thiên. Diệp Phàm vội vàng giới thiệu. Chú Tề, con không cần giới thiệu chú nữa rồi, tên tuổi chú vang dội quá, chắc chắn mọi người biết hết rồi. Vị này là tướng quân trấn tư lệnh của quân khu tỉnh Nam Phúc chúng ta. Còn vị này là binh đoàn trưởng binh đoàn báo săn Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu, tướng quân Thiết, đại ca của tôi. Đoạn sau không cần phải nói nữa, tất cả các bạn học đều tất cung tất kính mời rượu xong rồi trốn đi ngay. Đương nhiên, dù nói chỉ là kính vài chén rượu, nhưng thái độ của mọi người đối với Diệp Phàm đã thay đổi một trời một vực. Từ thái độ thân thiết của các lãnh đạo trên bàn rượu với Diệp Phàm, hai mươi mấy bạn học đều đang suy nghĩ về thái độ đối với Diệp Phàm sau này. Chuyện đêm nay đúng là làm người ta phải kinh ngạc. Diệp Phàm gọi phó chủ tịch tỉnh Tề là chú Tề, kêu đoàn trưởng Thiết kia là anh Thiết, hình như cũng là thiếu tướng. Trước kia họ cũng từng nghe qua tin đồn về binh đoàn báo săn. Biết là một binh đoàn đặc biệt, hình như hơi thần bí, người trong đó đều là cao thủ, võ nghệ cao cường, hơn nữa còn có giấy phép giết người gì đó, giết người cũng không sao gì đó, dù sao là chuyện rất mơ hồ. Tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành thì không cần phải nói rồi, người ta tai to mặt lớn, hơn nữa còn là một kẻ ngông nghênh trong giới quân đội, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ba người này đều là những người ở tầng cao mà đám học sinh này không dám hy vọng đến. Không thể ngờ một lớp trưởng chui ra từ xó xỉnh nghèo ngư dương mà lại quen được ba vị tai to mặt lớn đó. Thiết Chiêm Hùng kia tuy nói là quân đoàn trưởng của đội quân thần bí, nhưng những người bạn ngồi đây không ai xem trọng ông. Vì quân đội và chính trị không liên quan với nhau, nhưng thật ra phân lượng của Tề Trấn Đào và Trấn Thang Thành quá mạnh rồi. Chương 664, cô nàng chiêu bài. Kính rượu xong mọi người cũng biết điều mà tản đi. Diệp Phàm tiếp tục cùng đám Thiết Chiêm Hùng ngồi nói chuyện tiếp. Đương nhiên, trên cơ bản Diệp Phàm toàn gióng tai lên nghe, kỳ lạ là ba người này cũng chẳng e ngại gì, thậm chí là nói những chuyện tầm cao hơn, bí mật cũng đều để cho Diệp Phàm nghe hết. Lão Thiết. Nghe nói Triệu Côn sư đoàn dã chiến số 1 trú tại thành phố Mạc Hương phải chuyển ổ đúng không? Trấn Thang Thành cười nói. Chuyển thì chắc chắn phải chuyển rồi, cả ngày cứ ở cái xó xỉnh Mạc Hương kia cũng chẳng được tích sự gì. Hơn nữa lần này Triệu tướng quân được điều về Bắc Kinh, Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu sau này chắc cũng có thay đổi. Phó chủ tịch Triệu chắc chắn muốn cho cháu ông ta Triệu Côn đến Vịnh Lam Nguyệt, tốt nhất là, thôi đi, cái này cũng khó nói. Thiết Chiêm Hùng dừng lại. Làm hại Tề Trấn Đào và Trấn Thang Thành trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không tiện truy vấn tiếp. Có những cái chỉ có thể biết ý, không thể nói ra, bằng không có khả năng sẽ bị người ta kỵ hận. Kỳ thực Trấn Thang Thành tuy nói là người trong tộc với chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, nhưng kỳ thực cũng không phải rất thân. Chỉ có thể nói là dựa vào tám gậy mới đánh được, ngay cả sợi dây thân thích cũng xa lắm,
thậm chí có thể nói là không được xem là thân thích. Dùng câu tục ngữ này để nói, 500 năm trước chúng ta là một nhà. Cho nên, đối với những biến động tầng cao ở thủ đô, tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành này chưa chắc đã biết được, về phương diện tin tức mà nói đương nhiên không so được với Thiết Chiêm Hùng rồi. Thiết Chiêm Hùng này là ai chứ? Công việc chuyên môn của người ta là tình báo mà. Ắt hẳn là những bí mật cao tầng của quốc gia ông ta cũng đều biết một chút, chỉ là người ta nói và không nói thôi. Có thể nói thì tự nhiên sẽ nói rồi, không thể nói thì dù có dùng thanh sắt cạy miệng người ta cũng không chịu mở ra. Huống hồ chi ở Trung Quốc chẳng có mấy người dám đi cạy miệng loại tai to mặt lớn như Thiết Chiêm Hùng, đó chẳng phải là đi vào chỗ chết sao. Lúc này điện thoại của Diệp Phàm vang lên, vừa nhận điện thoại thì trong đó truyền đến tiếng cười nói của Phó Giám đốc Sở Lý Sương Hải. Diệp lão đệ, gần đây học ở trường đảng thấy thế nào? Sao dạo này không đến chỗ anh Lý chơi, có phải thấy nha môn của anh Lý cạn quá, không chứa được con cá lớn như cậu đúng không, ha ha ha. Xem ra tâm tình của Lý Sương Hải tương đối tốt, cũng đúng, vừa mới kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cùng trưởng đồn công an thành phố Thủy Châu mà, chiếc mũ phó giám đốc sở công an tỉnh lại không từ, ở tỉnh thì có thể xài được, ở Thủy Châu thì nắm được quyền lớn, không vui cũng không được rồi. Tuy nhiên, loại nhân vật lớn như anh ta sao lại gọi điện cho mình, trước đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thị trấn Lâm Tuyền cũng đâu có gọi cho mình, chẳng lẽ vụ án bắt tội phạm giết người tối đó có gì không rõ ràng, muốn mình hỗ trợ tra án gì đó sao? Trong lòng Diệp Phàm âm thầm nghĩ một hồi. Lập tức cười nói. Nào dám, anh Lý là ai chứ? Nha môn của anh cao quá rộng quá, con cá nhỏ như tôi sợ đâm vào đó thì không bơi ra được, ha ha. Được rồi. Không nói nữa, Diệp lão đệ, hôm nay anh Lý mời, hai anh em mình tụ tập nào. Không ngờ Lý Sương Hải lại mời cơm, làm Diệp Phàm ngây người trong vài giây, hỏi. Anh Lý mời à, tôi không dám đâu, cơm này để tôi mời đi, không biết anh Lý có bao nhiêu người, để tôi sắp xếp, giờ tôi đang ở Bát Bảo Các gần trường đảng, hay là anh đến đây luôn đi, thế nào ạ? Vậy được, cũng chẳng có ai, thêm tôi nữa là có 5 người. Mấy người bạn trong đoàn múa và sở thông tin tỉnh ấy mà. Lý Sương Hải cười thoải mái, xem ra tâm tình không tệ. Được, để tôi đi sắp xếp. Diệp Phàm quay đầu lại nói với đám người Thiết Chiêm Hùng. Giám đốc sở công an tỉnh Lý Sương Hải, còn có mấy người bạn trong đoàn ca múa tỉnh muốn tới, để tôi đi sắp xếp một phòng. Lý Sương Hải, có phải gần đây mới kiêm nhiệm vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cùng trưởng phòng công an thành phố Thủy Châu không? Tề Chấn Đào đột nhiên mở miệng hỏi. Có lẽ là vậy. Diệp Phàm cười đáp. Diệp lão đệ, xem ra năng lực cũng không tệ nhỉ, ngay cả nhân vật lớn như vậy mà cũng quen biết, ha ha. Thiết Chiêm Hùng tương đối vui vẻ, Diệp Phàm có thể lăn lộn ở chốn quan trường y đương nhiên cũng vui rồi. Nếu cậu em không chịu tham gia quân đội có thể lăn lộn tốt ở chỗ nào khác thì cũng được. Thiết Chiêm Hùng thực sự xem Diệp Phàm như anh em rồi, cho nên cũng rất quan tâm chuyện của hắn. Làm gì có, anh Thiết, trước đây khi Lý Sương Hải chỉ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh có đến đập nước Thiên Thủy phá án, cho nên có quen biết ở Lâm Tuyền. Lần đó truy bắt tội phạm giết người đặc biệt nghe nói là do chú Tề Tổng phụ trách. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Lần đó, đúng là tôi phụ trách, có điều là chỉ có danh thôi. Lúc đó suýt chút nữa bị Tiểu Diệp chọc cho giận, không nói nữa, không nói nữa. Tề Chấn Đào khoát tay cười. Thế này đi Diệp lão đệ. Gọi bọn họ đến đây luôn đi, nhập chung luôn, càng đông càng vui. Hơn nữa đoàn ca múa cũng đến chắc là mấy nữ diễn viên, có nữ diễn viên cùng uống rượu thì không khí càng cao, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng không che giấu sở thích thích gái đẹp của mình. Được đó, lão Thiết, không tệ, nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt, uống rượu cũng vậy, muốn uống phải uống thoải mái, ha ha ha. Trấn Thăng Thành cũng cười to, đảo mắt suy nghĩ, lại nói thêm. Tôi phải đi thay quần áo, không thì cả người mặt bộ đồ da hổ này lại dọa các đồng chí nữ chạy hết thì không hay. Cũng được, ha ha. Tề Chấn Đào cũng gật đầu, ba lão này không biết là có ý gì, đều gật đầu thông qua. Làm cho trong lòng Diệp Phàm thầm nói, quái lạ, theo lý thì không nên như vậy. Trấn Thăng Thành vừa mới thay một chiếc áo sơ mi vàng nhạt quay lại, trên bàn cũng thêm ly chén, mặc áo sơ mi, bí thư Lý Sương Hải tinh thần vui vẻ đã đến lầu dưới rồi. Diệp Phàm ra đón, cười nói. Anh Lý, trên lầu cũng có ba vị khách,
vốn là muốn bao thêm một phòng, nhưng ba vị khách này nói không cần, mọi người nhập chung cho vui. Hơn nữa phòng kia cũng lớn lắm, không biết anh Lý có. Diệp Phàm đương nhiên là đang trưng cầu ý kiến của Lý Sương Hải. Nên biết ba người Thiết Chiêm Hùng đồng ý nhưng chưa chắc Lý Sương Hải người ta đã chịu ngồi ăn uống chung, đương nhiên thân phận của đám người Tề Trấn Đảo Diệp Phàm tạm thời không nhắc đến. Được, Diệp lão đệ, để tôi giới thiệu một chút, vị này là trưởng ban thông tin tỉnh Thái Chân Lương, vị này là trưởng đoàn ca múa tỉnh chúng ta Giang Hoa Dung. Hai vị này cũng có chút danh tiếng ở Nam Phúc chúng ta, cô Hoa Phi Ngọc và cô Mai Nhược Phương. Lý Sương Hải tươi cười giới thiệu với Diệp Phàm, cuối cùng lại giới thiệu với ba người phụ nữ và một người đàn ông kia. Đây là người anh em tốt Diệp Phàm quen lúc phá án ở Ngư Dương trước đây, đừng nhìn cậu ấy còn trẻ nhé, người ta đã là phó chủ tịch huyện Ngư Dương rồi đó, là nhân vật thực quyền quản hai xã sáu thị trấn trong tay đó, ha ha ha. Hai bên chào hỏi nhau, trưởng ban thông tin Thái thản nhiên bắt tay, ắt hẳn trong lòng cảm giác về sự ưu việt. Đồng ý bắt tay Diệp Phàm chứ không phải là do nể mặt Lý Sương Hải. Diệp Phàm đương nhiên biết điều này, người ta là cán bộ cấp giám đốc sở, so cấp bậc còn cao hơn Lý Sương Hải. Mình chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ cũng khó được người ta để vào mắt. Tuy nhiên người này che giấu rất tốt, toàn bộ suy nghĩ đều được giấu kín. Đoàn trưởng đoàn ca múa tỉnh Giang Hoa Dung chắc hẳn cũng chừng 40, tóc búi cao, mặc bộ váy dài trang trọng thanh lịch. Nhưng cũng không quá coi thường người khác. Ngoài mặt vẫn thể hiện rất có lễ tiết với Diệp Phàm. Cô nàng Mai Nhược Phương không mặn không nhạt bắt tay Diệp Phàm, chỉ có thể nói là chạm nửa bàn tay thôi. Cô nàng này mặc bộ váy màu hồng phấn, dáng người tương đối quyến rũ, giống với Đát Kỷ trong bảng phong thần, tuy nhiên ngoài mặt không hề toát lên một tia mê hoặc nào với Diệp Phàm. Ắt hẳn là khi nào đối diện với mấy quan tai to mặt lớn cô nàng mới biểu lộ, đây là cái gì chứ, đồng chí Tiểu Diệp không đáng để cô nàng dụ dỗ. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm đưa tay ra bắt tay cô nàng ắt hẳn là đứng đầu đoàn ca múa, cũng chính là cô nàng tên Hoa Phi Ngọc dáng vẻ giống diễn viên điện ảnh đóng vai Quan Âm Nương Nương thì tương đối khó xử. Khi Diệp Phàm đưa tay ra cô nàng Hoa Phi Ngọc không muốn đưa tay, đứng lạnh lùng như cột điện vậy. Lúc đầu Diệp Phàm còn tưởng cô nàng này ngượng ngùng, ngại bắt tay. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy chân mày cô nàng này nhướng cao, tỏ vẻ đứng trước mặt có khí chất từ chối người khác. Lúc đó mới hiểu ra người ta ngại tay mình bẩn, không muốn bắt tay với mình. Mặt Lý Sương Hải trầm xuống, đang định nói nhưng trưởng đoàn Giang đã mở miệng trước, cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, tay Phi Ngọc gần đây rất mẫn cảm, cho nên không dám bắt tay, xin thông cảm. Ừ, vậy thì thôi. Diệp Phàm thừa cơ thu tay lại, trong lòng đương nhiên thầm oán hận cô nàng không ngừng, mẹ kiếp. Sợ tay ông đây bẩn à, mẹ nó. Mấy người vào phòng. Đầu tiên trưởng ban Thái hơi sửng sốt, tiếp theo là Lý Sương Hải kinh ngạc. Hai người vội vàng bước đến, chào hỏi, ân cần hỏi thăm. Phó chủ tịch tỉnh Tề cũng ở đây à? Bọn họ thực ra không quen tư lệnh quân khu Trấn Thăng Thành, vì Trấn Thăng Thành được điều đến chưa lâu, một là rất ít tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy, có tham dự phần lớn cũng đều không lên tiếng, ngồi một chút rồi đi, có bỏ phiếu thì phần lớn cũng là bỏ phiếu chống cho qua chuyện. Còn Thiết Chiêm Hùng. Bọn họ càng không biết. Là anh à Chân Lương. Tề Trấn Đảo hình như quen Thái Chân Lương, thuận miệng trả lời một câu, lại liếc mắt nhìn Lý Sương Hải, cười nói. Anh chính là Lý Sương Hải. Đúng vậy Phó Chủ tịch tỉnh Tề. Lý Sương Hải có vẻ hơi cung kính, cười nói. Lại quay người giới thiệu với đám trưởng đoàn Giang. Các cô đâu phải không hiểu rõ, chào hỏi càng nhiệt tình hơn. Nhưng, tay của Hoa Phi Ngọc kia vẫn không chịu đưa ra. Xem ra cô nàng này đúng thật cao ngạo. Sau đó Tề Trấn Đảo liếc nhìn cô, trưởng đoàn Giang xem ra thấy không được, liếc mắt ra hiệu, Hoa Phi Ngọc mới chần chừ một chút rồi đưa tay ra, chỉ đưa ra trong thoáng chốc. Chân Lương, Sương Hải, để tôi giới thiệu. Tề Trấn Đảo cười, chỉ vào Trấn Thăng Thành và Thiết Chiêm Hùng nói. Vị này nói ra nhất định mọi người sẽ biết, tư lệnh quân khu tỉnh chúng ta, vị này chắc hẳn nói ra mọi người không biết rồi. Anh ấy là đoàn trưởng thiết binh đoàn báo săn Vịnh Lam Nguyệt. Báo săn, đoàn trưởng thiết. Ánh mắt Lý Sương Hải đột nhiên sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc khó kiềm chế, lờ mờ liếc nhìn Thiết Chiêm Hùng, vội vàng tiến đến chào hỏi. Không ngờ ngay cả tư lệnh quân khu tỉnh cũng quên mất. Xem ra oai nghiêm của Thiết Chiêm Hùng quả thật bất phàm ở trước mặt của người biết y. Hành lễ theo chuẩn mực cảnh sát, giống như đang báo cáo. Chào tướng quân thiết.
Chương 665, cô nàng muốn tu trai. Ừ. Thiết Chiêm Hùng chỉ gật đầu, liếc nhìn Lý Sương Hải một cái, không mặn không nhạt. Không cần phải nói về cô nàng Hoa Phi Ngọc, chính cô ta đã làm Trấn Thang Thành đến thở cũng khó khăn. Tề Trấn Đào và Trấn Thang Thành xem náo nhiệt, Thái Chân Lương, Lý Sương Hải và đoàn trưởng Giang âm thầm kêu khổ, nhưng lại không dám làm mất mặt Thiết Chiêm Hùng. Từ thái độ của Tề Trấn Đào và Trấn Thang Thành đối với Thiết Chiêm Hùng lúc nãy có thể thấy, người này chắc chắn có lai lịch, địa vị chắc chắn không kém Tề Trấn Đào và Trấn Thang Thành. Ba người chỉ có thể thầm trách Hoa Phi Ngọc không thức thời, tuy nhiên, ba người cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ Thiết Chiêm Hùng vì một phó chủ tịch huyện nghèo như Diệp Phàm mà cứng rắn ra mặt như vậy. Xem ra giao tình với Diệp Phàm không phải tốt bình thường. Vừa rồi Diệp Phàm cũng gọi Tề Trấn Đào là chú Tề, ba người thầm đoán, Diệp Phàm có phải là cháu chắt bên ngoại của Tề Trấn Đào gì đó không? Nếu đúng thật là như vậy thì tên nhãi họ Diệp kia cũng là một nhân vật, không thể dựa vào chức vụ của hắn để định luận được. Tướng quân Thiết, tôi uống rồi ông không trách tội tôi nữa, có phải hay không? Hoa Phi Ngọc rất kiên cường, ăn nói rõ ràng, cũng hiểu được sự lợi hại trong đó, đương nhiên cũng vì tức giận, giọng lạnh lùng hỏi. Ha ha, Thiết Chiêm Hùng tôi nhỏ mọn vậy sao? Chỉ cần cô uống, coi như là xin lỗi em tôi chẳng những không trách tội cô, mà, cô không phải ở đoàn ca múa tỉnh sao? Tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của cô mà tôi có thể làm được, chẳng hạn, mời cô đến biểu diễn cho binh lính xem ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt gì đó chẳng hạn, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cũng bị tính cách cứng cỏi của cô nàng này chọc cười, sớm đã hết giận, cười nói. Cái này, Hoa Phi Ngọc trần trừ, liếc mắt nhìn trưởng đoàn Giang một cái, thấy bà đang ra hiệu, đương nhiên là thúc giục cô không nên bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Nên biết rằng hiện nay đoàn ca múa tỉnh chỉ được cái danh, kỳ thực đã rất túng quẫn rồi, ngay cả tiền lương của diễn viên cũng chẳng còn phúc lợi cao nữa. Không phải là diễn viên của đoàn ca múa tỉnh không giỏi, mà chủ yếu là nhà hát của đoàn ca múa kịch tỉnh đã cũ rồi, chắc cũng được xây cách đây 6-70 năm rồi, sớm phải hủy đi xây mới lại mới đúng. Tuy nhiên, số tiền xây mới lại quá lớn, có thể là phải chục triệu, số tiền đó lớn quá. Diễn viên trụ cột trong đoàn bỏ đi không ít, toàn là đi các nơi đánh du kích, tự đi kiếm tiền. Cứ tiếp tục thế này ắt hẳn đoàn ca múa tỉnh có khả năng tan rã. Trưởng đoàn Giang một lòng vì sự nghiệp ca múa, đương nhiên không muốn để đoàn ca múa tan rã như vậy rồi. Vì thế, gần đây chạy ngược chạy xuôi, nhưng cũng chỉ kiếm được tài chính hơn 1 triệu, còn cách số tiền 10 triệu khoảng đường rất dài. Hơn nữa, hiện nay các nhân vật đứng đầu các đơn vị chủ yếu là nam. Đàn ông nào mà không ăn mặn, trưởng đoàn Giang vì đi kiếm chút tiền, có khi cũng phải chịu không ít quấy rầy của các cán bộ. Tuy nhiên, trưởng đoàn Giang cũng không bị lung lay, bị đám quan viên chọc ghẹo thì còn nhẫn nhịn được, chứ nếu thực sự động tay động chân thì trưởng đoàn Giang nhất định sẽ không hàm hồ, cùng lắm là không cần khoản tiền đó. Cho nên, đây cũng là lý do chủ yếu tại sao trưởng đoàn Giang chạy ngược chạy xuôi cả năm nay mà mới được 1 triệu. Hôm nay, rất vất vả mới thông qua một bạn học làm quen chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Thủy Châu Lý Sương Hải, cho nên, cố tình dẫn theo những diễn viên chính của đoàn là Hoa Phi Ngọc và Mai Nhược Phương, còn không phải là muốn tạo quan hệ tốt với trưởng ban Thái Sao, để có thể kiếm ra được nhiều tiền xây lại nhà hát. Tuy trưởng đoàn Giang liều mạng ra hiệu như vậy, nhưng cô nàng Hoa Phi Ngọc này rất kỳ lạ. Luôn coi tiền bạc như cặn bã, trời sinh đã có thành kiến với cán bộ quan viên rồi. Cho rằng làm quan chẳng có gì tốt, đều là lũ hám sắc, tham quan. Cho nên, không thể lý giải được nỗi khổ tâm của trưởng đoàn Giang, vì thế, kết quả là vẫn đứng bất động. Trưởng đoàn Giang thấy sốt ruột, Sở Bình Remy Martin, cười nói. Tướng quân Thiết, tôi là trưởng đoàn ca múa tỉnh, theo lý mà nói tướng quân Thiết để mắt đến đoàn chúng tôi, có cơ hội tốt như vậy, tôi đương nhiên phải cảm ơn tướng quân Thiết, rượu này tôi uống thay Phi Ngọc, thế nào? Trưởng đoàn Giang vì kiếm thêm được nhiều tiền, chỉ có thể quyết định tạm thời hy sinh dạ dày của mình một chút. Ha ha ha, trưởng đoàn Giang, như vậy sợ là không ổn. Thế này đi, Diệp lão đệ uống cùng cô Phi Ngọc, tôi uống với trưởng đoàn Giang một chai, thế nào? Thiết Chiêm Hùng ắt hẳn còn chưa hết giận, không ngờ còn giận lây sang trưởng đoàn Giang. Cái này, trưởng đoàn Giang trợn tròn mắt, nhất thời không kịp đối ứng. Nếu không uống là chọc vị tướng quân không rõ lai lịch này bất mãn, cuối cùng đoàn ca múa tỉnh không được đến căn cứ diễn, chuyện diễn xuất thất bại. Phó
phỏng chừng khoản tiền cát xê kia sẽ không ít, hơn nữa bị loại người này ghi hận sau này còn phiền phức lắm. Trưởng đoàn, tôi uống, không phải chỉ một chai sao? Hoa Phi Ngọc nổi giận, thấy trưởng đoàn bị liên lụy, trong lòng rất giận, cho nên, quyết định rất nhanh, cầm chai Remy Martin bắt đầu uống với đồng chí Diệp Phàm. Được, cô Hoa thật khí phách, tôi thật khâm phục, như vậy, sau này khi mạng lưới giao thông Lâm Tuyền hoàn công, tôi đại diện nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyền mời đoàn ca múa của trưởng đoàn Giang đặc biệt đến diễn ở Lâm Tuyền. Diệp Phàm cười nói, không cần, một huyện nát có gì mà diễn chứ. Hoa Phi Ngọc tuyệt đối không nể mặt Diệp Phàm, trực tiếp châm chọc. Ha ha, cô Phi Ngọc nói quá lời rồi, chỗ cậu ấy tuy là huyện nghèo, nhưng Diệp lão đệ là người tài. Người ta đã kiếm được khoản tiền quyên tặng gần 40 triệu, còn kéo được hơn 100 triệu tiền đầu tư đó. Đến lúc mạng lưới giao thông Lâm Tuyền làm xong đạt mức đầu tư hơn 40 triệu, cộng thêm khoản tiền đầu tư hơn 100 triệu khi cắt băng hoàn công khu công nghiệp, át hẳn chủ tịch tỉnh huyện, bí thư huyện ủy, chủ tịch thành phố đều đến. Tiền cát xê à, át hẳn là không ít. Thiết Chiêm Hùng trêu ghẹo nói. Không nhiều lắm, tôi định bỏ ra 1 triệu để mời mấy ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, nếu đoàn ca múa tỉnh coi thường chỗ nhỏ bé của chúng tôi, thế thì thôi vậy. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Trưởng đoàn Giang, Vịnh Lam Nguyệt chúng tôi chỉ có thể bỏ ra được 800 ngàn thôi, không so được với khu kinh tế Lâm Tuyền lắm tiền của người ta đâu. Nếu trưởng đoàn Giang có hứng với vụ làm ăn này thì uống đi. Thiết Chiêm Hùng cũng bức ép. Chương 666, nhắc nhở của nhân vật lớn. Cảm ơn tướng quân Thiết, Vịnh Lam Nguyệt là thăm hỏi quan binh, Hoa Phi Ngọc tôi nguyện ý đi, không trả tiền cũng được. Còn về Lâm Tuyền, Hoa Phi Ngọc tôi không có bản lĩnh đi. Họ Diệp, uống nào. Hoa Phi Ngọc như đang tức giận với Diệp Phàm, cầm bình rượu lên uống. Cô nàng này cũng thật là bất chấp, vừa uống vừa nghẹn đến nổi chảy nước mắt, làm Diệp Phàm nhìn vào cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng không tiện mở miệng, đành phải chớp mắt cầu cứu Lý Sương Hải. Đám người Lý Sương Hải vội vàng khuyên cô nàng không cần uống nữa, nhưng cô nàng này rất bướng, sau mười mấy phút, uống hết cả một chai vào bụng. Diệp Phàm đương nhiên cũng chỉ còn cách kiên trì uống. Đương nhiên uống cũng khá khổ cực. Nhược Phương, cô đưa Phi Ngọc về đoàn nghỉ ngơi trước đi. Đoàn trưởng Giang dặn dò. Tiểu Lý, lái xe đưa các cô ấy về. Lý Sương Hải sắp xếp. Hoa Phi Ngọc được đưa đi, tuy nhiên nghe nói không phải được đưa về đoàn, mà là đưa đi bệnh viện, đương nhiên phải đi xúc ruột rồi. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Diệp lão đệ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Thiết Chiêm Hùng ngồi trên ghế vẻ mặt ngưng trọng. Có chuyện gì xin anh Thiết cứ nói. Diệp Phàm cũng chăm chú nghe, cảm giác chuyện Thiết Chiêm Hùng cần nói chắc chắn rất quan trọng, bằng không với tính cách của Thiết Chiêm Hùng làm sao mà có bản mặt như vậy được. Gần đây cậu nên im hơi lặng tiếng một chút, tốt nhất là không cần gây động tĩnh gì quá lớn ở Thủy Châu. Thiết Chiêm Hùng thận trọng nói. Có phải có ai không thích không? Gần đây ngoại trừ những hoạt động của trường đảng thì tôi cũng chẳng có động tĩnh gì lớn. Hơn nữa tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ của một huyện nghèo, có thể gây được sóng gió gì ở Thủy Châu chứ? Đây là tỉnh thành, cả một giỏ quan lớn cấp sở, tôi thì là cái củ hành gì chứ? Diệp Phàm giả bộ thoải mái, còn cười cười nữa. Hai, thực sự có chuyện trong lúc vô ý cậu đã làm người ta ghi hận. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Gần đây hình như tôi chẳng làm gì cả. Làm sao mà bị người ta ghi hận được? Anh Thiết có phải là anh nói vụ tôi đánh nhau với đại thiếu gia Hứa Thông không? Diệp Phàm thực sự không hiểu có chuyện gì, trước sau nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra là mình đã làm sai ở chỗ nào. Kỳ thực chuyện này tôi cũng vừa mới nghe nói, Lý Sương Hải lúc đầu có phải là phó giám đốc sở công an tỉnh không? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Không sai, hình như mấy hôm trước mới kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Thủy Châu. Còn thêm danh hiệu trưởng phòng công an nữa, ắt hẳn là cái mũ phó giám đốc sở kia cũng không bị gỡ bỏ đâu. Thực quyền trong phút chốc không ngừng tăng lên, cũng được xem là một nhân vật hạng nặng ở Thủy Châu này. Cho dù ngược lại thì quyền lên tiếng của anh ta ở sở công an tỉnh cũng được tăng lên. Diệp Phàm nói, vậy thì đúng rồi, nghĩ đi, tại sao anh ta lại được ngồi trên ghế chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Thủy Châu kia? Thiết Chiêm Hùng thử thách trí lực của Diệp Phàm. Cái này thì tôi khó mà hiểu rõ được, theo lý mà nói Thủy Châu là tỉnh thành, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật lại là ủy viên thường vụ, bổ nhiệm cái mũ này chắc hẳn phải được thảo luận thông qua ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy.
suy nghĩ của đám quan lớn ở tỉnh làm sao một phó chủ tịch huyện nhỏ như tôi có thể nghiền ngẫm được. Diệp Phàm lắc đầu nói thẳng. Cậu có thể nghĩ được như vậy là đã không tệ rồi, thực sự, tại sao Lý Sương Hải lại thân thiết với cậu như vậy? Đó là vì cậu trong lúc vô ý đã giúp cho anh ta một chuyện lớn, hai, cậu trong lúc vô ý đã làm một quân cờ tương đối quan trọng của người khác, cho nên bị người ta ghi hận cũng bình thường thôi. Thiết Chiêm Hùng thở dài, ném một điếu thuốc đặc biệt cho Diệp Phàm, hai người bắt đầu nuốt sương nhả khói. Đương nhiên, Diệp Phàm sau khi nghe xong cũng kinh hãi, hỏi. Làm quân cờ cho người khác, tôi, sao có thể được, tôi chẳng có cảm giác gì hết. Diệp Phàm nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi, nhớ khoảng thời gian trước cùng đi ăn mì thịt bò với Tống Trinh Giao vừa lúc gặp tội phạm giết người. Lúc đó vì tên tội phạm giết người xông vào một nhà trẻ tư nhân, cho nên gây náo loạn rất lớn. Theo lý mà nói chuyện lớn như vậy chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm trưởng phòng công an thành phố Thủy Châu phải đến hiện trường chỉ huy, nhưng nghe nói lúc đó ông ta không tới. Chẳng lẽ vì chuyện này mà người đó bị rơi đài, cho nên Lý Sương Hải mới thuận thế mà lên, ngồi trên chiếc ghế chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Thủy Châu, do đó làm mình cũng bị người ta ghi hận. Diệp Phàm đem những nghi ngờ của mình nói ra, Thiết Chiêm Hùng đột nhiên cười ha ha nói. Trẻ nhỏ dễ dậy, cậu có thể nghĩ ra chuyện này nhanh như vậy có thể thấy cậu đã ngửi ra một chút hơi thở chính trị của chốn quan trường rồi đó. Cậu ngẫm lại đi. Nguyên chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Thủy Châu là Đặng Kiến Quân, nghe nói người này là một trong những ông thiện ông ác của nhân vật số 1 thành phố Thủy Châu Hứa Vạn Sơn. Ông ta bị đưa xuống rồi Hứa Vạn Sơn có chịu bỏ qua không? Nghe nói Hứa Vạn Sơn là bá chủ số 1. Người này đi theo chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, mà Chu Thế Lâm lập nghiệp tại bản địa, tranh giành nhiều năm mới ngồi được trên ngai vàng chủ tịch tỉnh đó, thuộc phái bản địa mạnh mẽ. Bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương mới được điều đến không lâu, thuộc phe phái thủ đô, hai người tự nhiên sẽ sinh ra xung đột. Lần này Đặng Kiến Quân bị đưa xuống, chính là một động tác mang tính thử thăm dò của Quách Phác Dương. Quách Phác Dương là bí thư tỉnh ủy, đương nhiên đầu tiên là muốn khống chế chắc chắn tỉnh thành trong tay. Dưới giường sao lại để hổ ngồi được. Mà tỉnh thành lại là căn cứ địa của Chu Thế Lâm, hai người ai cũng muốn nắm trong tay, hai hổ đấu nhau, xem ai giành được địa bàn. Hơn nữa, bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh Nam Phúc thực sự rất phức tạp, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng được điều từ bên ngoài đến, người này tên Cố Phong Sơn, ắt hẳn cũng muốn lập một ngọn núi khác. Cho nên, bộ máy tỉnh ủy thực sự lắm người nhiều chân, trong đó chắc hẳn có ba nhóm người trong tập đoàn nhỏ và mạnh rồi. Hai, chuyện này tạm thời không liên quan tới cậu, bọn họ đấu thế nào cũng chẳng đến phiên cậu đâu. Nhưng... sau khi Đặng Kiến Quân bị đưa xuống đoán chừng người ta sẽ tìm cậu tính sổ. Cho nên, anh Thiết mới bảo cậu phải ăn ở khiêm tốn, ắt hẳn cậu đã làm cho Hứa Vạn Sơn chú ý rồi. Người ta đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại là nhân vật số 1 của tỉnh thành, thực sự muốn gây chuyện gì ở trường đảng cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, hiệu trưởng chính thức của trường đảng tỉnh Nam Phúc cũng chính là chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, tuy một chủ tịch tỉnh lớn như ông ta không thèm quản loại tôm tép như cậu. Nhưng cũng không đảm bảo thủ hạ của ông ta, hoặc thủ hạ của Hứa Vạn Sơn có xuống tay với cậu không. Chính trị, thường thường đều mang máu cả, tôm tép đều phải hy sinh. Những nhân vật ở tầng cao rất khó lay động, những nhân vật nhỏ đều là vật hy sinh để đấu tranh, một tướng công thành vạn cốt khô, để tướng thành công, thì chỉ có thể đưa ma tôm tép thôi. Anh Thiết không muốn con đường của cậu trong chốn quan trường chưa bắt đầu đã bị người ta bóp chết, không đáng. Còn có một nguyên nhân nữa. Hình như gần đây mụ Mai Thiên Tuyết của cung Vu Sơn sẽ đến Thủy Châu, đây cũng là nguyên nhân thứ hai tôi bảo cậu phải làm người khiêm tốn ở Thủy Châu. Mụ ta là một cao thủ bát đẳng chính cống. Chúng ta có kéo hết cao thủ của đội nòng cốt số 8 đến chưa chắc người ta đã sợ. Lúc đó cậu đánh cược với Lang Phá Thiên, còn đem theo con gái của Mai Thiên Tuyết, Lạc Tuyết Phiêu Mai, cậu em thật can đảm mà, không ngờ lại dám kêu con gái của cao thủ bát đẳng Mai Thiên Tuyết người ta là tình nhân. Còn là vợ nhỏ gì đó nữa mới ngông nghênh chứ, anh Thiết không thể không nói cậu em đúng là gan to mật lớn, được coi là nhân vật số 1. Nghe nói bệnh của Lạc Tuyết Phiêu Mai nhất thời không thể chuyển biến tốt, Mai Thiên Tuyết suýt chút nữa là bạo nộ. Cho nên ở Thủy Châu cậu đi đâu mà để cho bà ta bắt gặp được, ngẫm nghĩ hậu quả đi, chắc chắn là thảm lắm. Lúc trước Mai Thiên Tuyết tuyên bố rồi, đòi một chân của cậu. Anh Thiết không muốn cậu em của tôi biến thành đại hiệp một chân hoặc là Lý Thiết Quải.
Huống hồ loại người như cung chủ Mai, trước nay đều là người nhất ngôn cửu đỉnh, thực sự muốn chặt một chân cậu em rồi, ắt hẳn ngay cả tòa án cũng chẳng tìm được bà ta đâu. Xã hội hiện nay, tuy nói có pháp chế, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tối tăm mà pháp chế không thể khống chế được. Kiểu cao thủ như Mai Thiên Tuyết đừng nói là chặt một chân cậu, có giết một vài người chắc hẳn chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Cậu em đừng nói gì cả, đừng không phục, cái mặt đen tối thực sự của xã hội này cậu còn chưa thấy qua đâu, trong giới giang hồ ngầm trọng ân nghĩa, thấy máu thì giết là chuyện bình thường. Chẳng hạn như những thợ săn vùng Tây Bắc, có khi đám người này giết một đám người khác là chuyện như cơm bữa, hơn nữa, cũng trong thâm sơn cùng cốc, mấy người này có mất tích đi nữa thì chính phủ cũng chẳng biết, nước chúng ta, người à, quá nhiều rồi, ai có thể nhìn thấy hết cả những xó xỉnh chứ, nhà nước cũng có nhiều chỗ bất đắc dĩ lắm. Trốn quan trường, chú trọng quyền thế, dùng thế để giết người không thấy máu, nhưng cách giết này còn ghê tởm hơn giết người có máu đó. Cho nên, cậu em, nên mời sư phụ của cậu ra nói chuyện với Mai Thiên Tuyết đi. Tránh đụng phải chuyện gì lớn, chúng ta làm một mẻ khỏe suốt đời, cậu cũng yên tâm hơn đúng không nào? Tôi tin rằng sư phụ của cậu đẳng cấp không kém hơn Mai Thiên Tuyết đâu, cậu em đã là thất đẳng cao thủ rồi, chẳng lẽ sư phụ của cậu lại là lục đẳng cao thủ kém cỏi hơn cậu? Ha ha ha, Thiết Chiêm Hùng giảng giải, và cũng muốn dẫn dụ Diệp Phàm, đương nhiên là muốn dụ sư phụ của Diệp Phàm rồi. Thiết Chiêm Hùng vẫn luôn khao khát có thể gặp được vị sư phụ cao nhân lánh đời của Diệp Phàm. Kỳ thực Diệp Phàm cũng thầm kêu khổ, sư phụ phí lão nhân của mình giống như Nhàn Vân Giã Hạc, ngay cả mình cũng hơn năm nay không gặp được ông rồi. Hơn nữa, dù có gặp thì cũng chẳng làm được cái rắm gì. Vì đẳng cấp hiện nay của phí lão nhân cũng chỉ mới đạt đến tứ đẳng bậc đỉnh thôi. Nói điều này ra chắc hẳn không ít người trong giới quốc thuật phải rơi mắt. Một người là tứ đẳng kém cỏi lại bồi dưỡng được một cao thủ thất đẳng 20 tuổi, cái đó là một loại hiệu suất gì chứ? Không thể nào dùng màu xanh biến thành lam mà đem đi so với màu lam được, bởi vậy, cũng làm người ta quá kinh ngạc rồi. Cho nên, Diệp Phàm đương nhiên không thể nói ra, vẫn phải giữ kín bí mật này. Ít nhất còn có thể tạo được tác dụng uy hiếp, mặc dù là với Thiết Chiêm Hùng, Diệp Phàm cũng không thể nói thật tình hình được. Mai Thiên Tuyết muốn tới, thực đúng là phiền phức mà. Chỉ có điều sư phụ của tôi, nói thật, hơn một năm nay tôi không gặp ông rồi. Trước đây đều là ông ấy liên lạc với tôi cũng chẳng biết ông ấy đến chỗ nào chơi rồi, mà, ngay cả di động cũng không đem, hơn nữa, ông ấy toàn dạo ở chỗ thâm sơn cùng cốc, dù có đem di động thì cũng chẳng có tín hiệu. 2. Diệp Phàm cố ý thở dài, nói thêm. Về chuyện Lý Sương Hải tôi sẽ xử lý cẩn thận, cố gắng không để phát sinh mâu thuẫn với nhân vật lớn như Hứa Vạn Sơn. Chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá đó tôi sẽ không làm đâu, tôi còn muốn lăn lộn trốn quan trường mà, đúng không nào? Đương nhiên, chắc hẳn là ông ta cũng chẳng nhớ được một nhân vật nhỏ như tôi đâu. Nhưng, nếu ông ta thực sự muốn so đo với nhân vật nhỏ như tôi, thì cũng có thể làm được cá chết lưới rách đó. Ha ha. Diệp Phàm cười khổ, đây đúng là nhà dột suốt đêm gặp mưa dầm. Sóng này chưa qua con sóng kia đã ập đến. Nói xong câu cuối cùng trong ánh mắt kia chợt lóe một tia hàn quang.